Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C thuộc thể loại xuyên không, điền văn, cổ đại. Độ dài 270 chương. Phần 12. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Nước mắt của nàng rơi lã tả ở trong gió, vỉ mạng trộn lẫn khói bụi rơi vào xoan mũi, đau đớn đến khó nhịn. Người nhà nàng có tốt lành gì? Nàng chỉ thuận miệng nói thôi. Có lẽ sau lần ly biệt này, nàng sẽ cẩn thận chọn một người tốt để gả. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất để quên đi mối tình này triệu hoàng lâm a à, triệu hoàng lâm nếu như tôi biết huynh trước tề uyển giao liệu huynh có thích tôi không có lẽ đến lúc đó chính tề uyển giao sẽ ghen tị với tôi trần vi rơi lệ khóe miệng vẫn như củ kiêu ngạo nở nụ cười triệu hoàng lâm ngừng ngựa lại nghiêm túc nhìn hướng trần vi rời đi cẩn thận hồi tưởng lại những lời nàng nói khóe môi hơi nhếch lên người hắn yêu và người yêu hắn trong lúc nhất thời hai nữ nhân đồng thời đều ly khai chỉ để lại cho hắn một khung cảnh vắng lặng nhà nhà. Lúc này, hắn không cảm thấy đau lòng, hắn nghĩ nên bắt đầu lại lần nữa. Hắn phải lấy lại tinh thần tiếp tục sống, chờ có một ngày khi hắn có thể đối mặt với tất cả, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Hắn tin như vậy. Trở lại Triệu phủ, Triệu Hoàng Lâm trực tiếp về Lang Thương viện, phát hiện Triệu Tư Nghi đã sớm chờ trong viện. Một mình Triệu Tư Nghi ngồi trên băng ghế trong sân có vẻ cô tịch mà bi thương. Triệu Hoàng Lâm lửng thững đi tới, trước sau như một ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Triệu Tư Nghi đứng dậy, kinh ngạc nhìn Triệu Hoàng Lâm, rồi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ca ca, trong lòng ca rất khổ sở phải không? Đã tốt hơn rồi, thật sự. Triệu Hoàng Lâm mỉm cười. Triệu Tư Nghi nghi ngờ nhìn Triệu Hoàng Lâm, không tin nói, ca không cần giả bộ trước mặt muội. Không có, ca nói toàn bộ là thật. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu, việc này xem như là quá khứ đi, tất cả tùy duyên, cường cầu không được. Được rồi, còn có. Triệu Tư Nghi nhíu mày, vi tỷ tỷ đột nhiên bảo ngày mai phải về, ca có muốn đi tiễn tỷ ấy không? Ừ, ca đã biết. Triệu Hoàng Lâm gật đầu. Nhưng Triệu Tư Nghi lại vạn phần kinh ngạc, hả? Ca không chút nghĩ ngợi đáp ứng sao? Triệu Hoàng Lâm lại lơ đỉnh nói, đúng vậy, giữa bàn hữu, đi tiễn cũng rất bình thường. Lúc này, hắn đối diện với Trần Vi, chỉ có tâm bình tĩnh, đơn thuần, không tạp niệm. Sau giờ ngọ, Triệu Tư Nghi nhu thuận tựa vào lòng bùi tử quân, mười ngón tay của hai người đang vào nhau trên mặt mang đầy ngọt ngào tiếu ý. Cảm giác mấy ngày nay, thật kỳ diệu. Triệu Tư Nghi không biết mình và bùi tử quân trong lúc này, có tính là quan hệ tình lữ hay không, cũng rõ từ khi nào lại thân mật như vậy chính là ngày đó bùi tử quân thổ lộ với nàng sao có chút kinh ngạc này khiến cho người ta vừa mừng rỡ vừa cảm thấy tốt đẹp thấy triệu tương nghi thất thần bàn tay bùi tử quân nắm tay triệu tương nghi gia tăng lực đạo đang suy nghĩ gì đang suy nghĩ chuyện của ca ca muội triệu tương nghi rũ mi bùi tử quân lại bị khuất vùi vào cổ triệu tương nghi hít hà một hơi làm triệu tương nghi ngứa ngáy co rụt cổ lại nhưng thấy hắn ôn nhu nói, vì sao không nghĩ đến huynh? Huynh ghen tị nha. Hứ, đó là ca ca muội mà, huynh ăn giấm chua gì thế? Triệu tư nghi bất khả tư nghị cười cười. Nàng và bùi tử quân bây giờ hẳn được xem như là một cặp tình nhân. Từ ngôn hành tử chỉ, đến thần thái tâm ý, không có chỗ nào mà không có sự thân mật giữa những người yêu nhau. Không có ước định, không có hứa hẹn gì, cứ như vậy một cách tự nhiên ở cùng một chỗ. Lúc ở cùng huynh, chỉ cần nghĩ tới huynh thôi. Bùi tử quân tự cầm lên đầu triệu tư nghi cười nói, trong giọng nói mang theo khát cầu, hắn thấy triệu tư nghi bây giờ chưa đặt hết lòng mình vào hắn, khiến hắn không có cảm giác an toàn. Hắn biết lo lắng này là dư thừa, có lẽ là sợ khi tỉnh dậy, nàng và hắn thì ở cùng nhau, nhưng không có tiến triển. Cho nên bây giờ, mới trở nên bá đạo, mong muốn khiến triệu tương nghi để ý đến mình nhiều hơn Hinh bá đạo như vậy dựa vào cái gì triệu tương nghi biểu môi lầu bầu nói bùi tử quân bật cười vuốt tóc nàng không cười nữa thành thật nói bởi vì muội nhất định phải thuộc về ta triệu tương nghi vốn đang vĩnh môi đột nhiên nghe hắn nghiêm túc nói như vậy không khỏi sửng sốt một chút sau khóe miệng hơi nhếch lên ngọc ngào cười không nói lời nào chính là chấp nhận bùi tử quân đột nhiên ôm chầm triệu tương nghi ôm thật chặt từ giờ trở đi không được thất thần không được nghi ngờ muội là của huynh vậy phải xem biểu hiện của huynh đã triệu tương nghi nhướng mày nói nga vậy muội có yêu cầu gì thì nói ra huynh nghe theo bùi tử quân hăng hái triệu tương nghi hiếm khi chủ động như vậy triệu tương nghi xì cười một tiếng lắc lắc đầu nói cái này thì huynh phải tự mình tìm hiểu muội là một hoàng hoa khuê nữ không thể nói ra à bùi tử quân suy nghĩ cười sáng lạng nói tốt lắm muội đi theo huynh dứt lời đã đứng lên vươn tay đỡ triệu tương nghi đứng lên hả đi đâu triệu tương nghi không hiểu sao bùi tử quân đột nhiên nói như vậy ngẩn người đi rồi sẽ biết bùi tử quân mạnh mẽ kéo tay triệu tương nghi một đường đi qua giả sơn tiểu uyển tỉnh phong triệu tương nghi sợ bị hạ nhân nhìn thấy dù sao nàng và bùi tử quân trước mắt không có danh phận gì cứ lôi lôi kéo kéo như vậy nếu bị truyền đi thì danh tiếng của nàng sẽ không tốt cho nên nhỏ giọng nhắc nhở bùi tử quân này này buông tay ra đi lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu thời đại này chính là vậy triệu tương nghi sống ở đây lâu nên bị đồng hóa bùi tử quân nghe vậy khóe môi nhếch lên không có buông tay triệu tương nghi ra ngược lại kéo nàng đến bên người trực tiếp ôm hông nàng cũng không sợ nàng mắng mình lưu manh, nói xấu thì sao, huynh không ngại là tốt rồi. Trong lòng triệu tư nghi cảm thấy ấm áp, ngoài miệng cũng không nói gì, chỉ tùy ý bùi tử quân ôm, gương mặt đỏ hồng. Lúc bùi tử quân cúi đầu, thấy triệu tư nghi thẹn thùng, không khỏi vui vẻ, ôm eo nàng chặt hơn chút nữa. Hai người trực tiếp đi tới chùa ngựa của tiểu uyển tỉnh phong, bùi tử quân thả triệu tư nghi ra, xoa đầu nàng, ở đây chờ huynh sau đó một mình hắn đi vào chuồng ngựa, sau đó cử một con tuấn mã ra ngoài, đi tới trước mặt Triệu Tương Nghi, đi thôi. Triệu Tương Nghi hiếu kỳ hỏi, đi đâu? Bùi tử quân mỉm cười, không để ý đến tiếng kêu sợ hãi của Triệu Tương Nghi, trực tiếp bế nàng lên ngựa, sau đó tung người nhảy lên ngựa, ôm sát Triệu Tương Nghi, môi gián sát tai nàng khẽ nói, chúng ta, bỏ trốn đi. Hả? Gì chứ, huynh đừng có nghĩ luẩn quẩn trong lòng Triệu Tương Nghi còn không kịp phản ứng, bùi tử quân vung roi, cởi ngựa như bay. Gió mát phất vào mặt, tim triệu tư nghi như dừng đập, nàng không dám tưởng tượng lời bùi tử quân vừa điên cuồng nói mới nãy, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là, bùi tử quân chúng ta tốt xấu nên đi cửa sau, bây giờ lại đi bằng cửa trước, bị nhiều người nhìn thấy như vậy không tốt đâu. Đúng vậy, chuyện tình cảm, triệu tư nghi vĩnh viễn cũng không dám lớn mật nếm thử, tìm kiếm kích thích, vẫn là lo được lo mất, không dám buông thả. Bùi tử quân cũng vậy, luôn thấy hắn lúc nào cũng ổn trọng, sao bây giờ lại điên cuồng như thế? Bỏ trốn. Hai người bọn họ vì sao phải bỏ trốn? Con ngựa chạy vội trên đường, triệu tư nghi trốn trong lòng bùi tử quân, vùi đầu, không dám nhìn thẳng, chỉ liếc mắt nhìn hàng quán hai bên đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa đi trên đường này, vừa khẩn trương vừa kích động. Bùi tử quân cưỡi ngựa nhanh mà ổn, một tay ôm chặt không triệu tư nghi, một tay vững vàng kéo lại dây cương, trên người thoang thoảng hương vị tươi mát, thỉnh thoảng sột vào xoan mũi triệu tư nghi, khóe miệng nhếch lên. Chớp mắt, hai người đã ra khỏi trấn thanh hà, triệu tư nghi thấy con ngựa càng chạy càng nhanh, bùi tử quân cũng không có ý muốn dừng lại, lập tức luống cuốn, suy nghĩ về câu nói của bùi tử quân, trong lòng nghĩ, đừng nói tiểu tử này muốn chơi trò kích thích thiệt chứ, muốn dẫn mình bỏ trốn sao. Nghĩ thấy cũng có khả năng, thân hình triệu tư nghi lắc lư, nắm chặt tay bùi tử quân bay trong gió lớn tiếng nói, huynh không phải định dẫn muội bỏ trốn thật sự chứ bùi tử quân không nói chuyện chỉ cười cười gia tăng tốc độ triệu tư nghi thót tim hét to huynh điên rồi sao đừng có nghĩ quẩn như thế giữa chúng ta không có gì cản trở cần gì bỏ trốn mau huynh mau buông muội ra muội mà về trễ cha nương đại ca sẽ lo lắng bùi tử quân thả chậm tốc độ sát gần tay triệu tư nghi làm nũng làm nam nhân của muội thật thua thiệt ở trong lòng muội cha nương đại ca đứng đầu sau đó là trần vi và mấy bạn hữu cuối cùng mới đến phiên huynh triệu tương nghi nhẹ nhàng đẩy mặt bùi tử quân mặt ra nháy mắt cười vậy huynh có thể suy nghĩ không làm nữa thật ra nàng rất thích bùi tử quân làm nũng với mình như vậy nam nhân làm nũng không giống như nữ nhân mềm mại không có xương bùi tử quân làm nũng không giống mấy cô nương ẩn ẩn bên trong là nét dịu dàng nhàn nhạt rất tự nhiên đặt cầm lên đầu nàng nói vậy phải trả giá thật lớn xem huynh lát nữa phạt muội đây bùi tử quân đột nhiên cười xấu xa lại gia tăng tốc độ triệu tư nghi không hoảng loạn mà an tâm dựa vào lòng bùi tử quân tùy ý ngồi trên ngựa chạy gió thổi tóc nàng bay loạn bay trước mặt bùi tử quân thỉnh thoảng bùi tử quân tỏa ra mùi hương nhà nhạt chính là ôn nhu thuộc về hắn nếu như thời gian có thể dừng lại con ngựa chỉ biết chạy mãi như thế cũng không tệ loại cảm giác này không biết tốt biết bao Triệu Tư Nghi không khỏi cười mình, tự nhiên lại học cách nói của mấy nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm. Trước kia nàng còn châm chọc kiểu tình yêu theo cách của Quỳnh Giao, nó rất ngây thơ, không ngờ khi rơi vào bể tình, nàng cũng trở nên ấu trĩ, ngây dại như thế. Con ngựa một đường chạy như bay, cuối cùng ngừng lại trước một sơn trang. Lúc này nắng gắt, bao phủ cả sơn trang, từng vần sáng tỏa khúc xạ trông rất đẹp mắt. Sơn trang này rất lớn, triệu tư nghi ngồi ở trên ngựa ngắm nhìn bốn phía, thấy nó tọa lạc dưới chân núi lớn, bốn phía đều là cây xanh, nhìn rất là đẹp mắt. Lúc này xuân về hoa nở, trên núi đủ mọi màu sắc, làm nổi bật lên khí chất hoa lệ của Sơn Trang. Cách đó không xa còn có sông nhỏ trong suốt, nhìn dòng nước chảy, sông nhỏ chảy vào bên trong Sơn Trang, sao có thể dẫn vào. Triệu Tư Nghi tò mò bị bùi tử quân ôm xuống ngựa, nàng chỉ vào Sơn Trang treo đùa, cho nên bỏ trốn là đến nơi này về sau nơi này chính là nhà của chúng ta bùi tử quân nhớ mày trong miệng tràn đầy ái muội muội nói thế nào chính là đúng triệu tư nghi quay đầu lại cười lại giải dụa vậy huynh mau buông muội ra hử không được chắc là muội mệt rồi để huynh ôm muội vào bùi tử quân nghiêm túc nói triệu tư nghi cảm thấy cả người như vô lực loại cảm giác này chỉ có lúc ở cùng bùi tử quân mới có Loại cảm giác này mang theo kích động cùng vui thích, đồng thời còn cảm giác một chút tê dại, cả người giống như yếu ớt. Nếu như bị người khác thấy, ở đây ngoài chúng ta không có những người khác nha. Người hầu trong sơn trang này sẽ không nói lung tung một chữ, muội chỉ cần xem bọn họ như người mù, người điếc là được. Bùi Tử Quân nhếch môi cười, hả? Vừa nãy huynh nói ở đây trừ chúng ta đâu còn ai khác? Nha hóa ra mũi tiếp bầu không khí chỉ có hai người chúng ta. Bùi tử quân một đường ôm ngang triệu tương nghi, đi vào trong sơn trang. Theo sau là con ngựa trung thành. Triệu tương nghi không giải dụ nữa, bởi vì sau trong tận đáy lòng nàng mong muốn hai người giữ nguyên tư thế này, nàng đến gần bùi tử quân, thích hương vị nhà nhạc trên người hắn. Cho nên, không có nhăn nhó, giải dụ lâu, ngược lại còn giả bộ làm ra vẻ. Bùi tử quân thì hít thở đều đều, tiếng tim đập mạnh mà hữu lực từng tiếng từng tiếng rơi vào lòng triệu tương nghi bất tri bất giác tim triệu tương nghi đập nhanh hô hấp trở nên dồn dập nàng đỏ mặt rút vào lòng bùi tử quân một chữ không nói rốt cuộc đi tới trước cửa sơn trang đã có người hầu chờ sẵn ở đó mở cửa cho họ triệu tương nghi ngẩng đầu nhìn lên thấy trên tấm hoành phi viết bốn chữ nghi quân sơn trang bùi tử quân nhìn nàng sau mỉm cười tên nghe không được hay lắm nhưng mà lấy tên của hai chúng ta, tiếp không? Nơi này là... Triệu tư nghi không vội, chỉ vào Sơn Trang hỏi. Là gia nghiệp trước kia huynh đặt mua, vẫn luôn mong có một ngày, tự mình mang theo muội đến xem, tốt nhất là... Đột nhiên hắn sát lại gần tay Triệu tư nghi, nỉ non nói, về sau chúng ta không buồn không lo đến ở đây. Nếu là một người xa lại đột nhiên nói như vậy, Triệu tư nghi nhất định sẽ tắt hắn đầu tiên, sau đó đá huynh đệ của hắn, mắng to một tiếng người lưu manh, rồi quay người bỏ đi. Nhưng trước mắt là bùi tử quân A. Triệu tư nghi kinh ngạc nhìn bùi tử quân, tim lại đập nhanh hơn. Bùi tử quân nhẹ nhàng thả triệu tư nghi ra, sau đó nắm tay nàng đi vào nghi quân Sơn Trang. Cảm thụ được bầu không khí như vậy, bước chân triệu tư nghi giống như bay lên, rất nhanh nàng hồi hồn, nhìn bùi tử quân cười xấu xa, rồi nhíu mày tự giảo, chẳng lẽ mỗi lần huynh theo đuổi một cô nương, đều mang người ta tới đây cũng nói thế sao ở trong lòng muội huynh là người như vậy bùi tử quân đột nhiên dừng bước đứng ở trước mặt triệu tương nghi nụ cười trên mặt bị hắn che giấu trong mắt mang theo đau buồn triệu tương nghi không ngờ mình đùa giỡn lại khiến bùi tử quân bị tổn thương vội vàng lắc lắc đầu nói muội chỉ đùa thôi huynh đừng xem là thật bùi tử quân đột nhiên kéo nàng vào lòng ôm thật lâu đùa không vui chút nào ừ Triệu tư nghi dựa vào lòng bùi tử quân, lầu bầu một chút, mí mắt hơi rũ. Khái ở đây còn có rất nhiều hạ nhân. Triệu tư nghi nghĩ đến tình trạng lúng túng này, lập tức khẽ đẩy bùi tử quân ra. Nhưng bùi tử quân lại gia tăng lực đạo ôm triệu tư nghi thật lâu, bọn họ đi cả rồi, ở đây quét dọn sạch sẽ xong, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại không cần bọn họ. Chẳng biết tại sao, lúc bùi tử quân nói như vậy, triệu tư nghi càng thêm khẩn trương cũng không biết có phải do nàng suy nghĩ quá đen tối hay không, luôn cảm thấy nói xong những lời này, bùi tử quân sẽ lộ ra bộ mặt cuồng giả và mạnh mẽ ôm lấy nàng sau đó lại làm trò sàn bậy. muội đang suy nghĩ gì thế, còn bộ dáng này là sao? Lúc bùi tử quân buông triệu tư nghi ra, đầu tiên là thấy nàng phiền muộn rồi hưng phấn, chẳng biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc vừa nãy của mình, không khỏi mềm giọng trấn an, có phải vừa nãy huynh là muội sợ rồi không? Huynh nghe thế nên mới khó chịu, mới có thể như vậy. a à, hả, cái kia, không có việc gì, không có việc gì. Không có quan hệ, thực sự. Triệu tư nghi ho khan vài tiếng, hồi hồn, thầm mắng trong lòng. Cái gì cùng với chả không cái gì, sao mình lại bị ổi như thế hả trời? À, Huynh vừa nãy nói biểu hiện trên mặt muội là sao? Triệu tư nghi lấy hai ngón chỏ đâm vào nhau, có chút hưng phấn, nhưng nhìn không giống như tâm tình tốt. Vẽ mặt bùi tử quân mê hoặc nói. Khụ, 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 không có việc gì, không có việc gì. Triệu tư nghi ho khan vài tiếng, chúng ta đi thôi, không phải huynh muốn dẫn muội đi tham quan sao? Ừ, đi, chúng ta đi, huynh muốn dẫn muội đến một nơi. Bùi tử quân giả vờ thần bí, kéo tay triệu tư nghi, mười ngón đang vào nhau, rất chặt, không chút buông lỏng ra. Từ lúc hai người biểu lộ tâm ý của mình, hắn thường xuyên nắm tay nàng, đồng thời vô cùng thích làm động tác này, chỉ cần nắm được tay nàng, phải thật mới chịu buông ra. Triệu Tư Nghi an tâm theo sát bùi tử quân đi dạo, phát hiện cảnh sát sơn trang này không tệ, kiến trúc đặc sắc, có có cảm giác nơi này rất lớn, tia sáng chiếu khắp nơi. Còn có những loại hao cỏ nàng yêu thích, nhìn đặc biệt có cảm giác thân thiết khiến triệu tư nghi không khỏi nhớ lại câu nói kia của bùi tử quân mong muốn nàng và hắn ở cùng nhau đây là sơn trang vì nàng mà xây sao chúng ta đến rồi bùi tử quân nói xong câu này nhìn ánh mắt không hiểu của triệu tư nghi bắt đầu từ bây giờ muội phải nhắm mắt lại sau khi đến nơi mới mở mắt ra mới có kinh hỉ là đâu thế sao lại thần bí như vậy triệu tư nghi không khỏi cười nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với bùi tử quân hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh. Xuân Phong nhẹ thổi lên ám nàng, nghiêng tai nàng nghe thấy tiếng dòng nước chảy. Là tiếng nước ào, nghe rất êm tai. Được rồi. Đi được một đoạn đường, bùi tử quân đột nhiên dừng lại, đổi thành từ phía sau ôm triệu tương nghi, tương nghi, mở mắt ra xe một chút đi. Triệu Tư Nghi cảm thụ ấm áp của bùi tử quân từ phía sau truyền tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tự hồ như chín tới. Nàng mở mắt ra nhìn về phía trước, không thấy bất kỳ kiến trúc nào mà chỉ có một ngọn núi lớn hẳn là ngọn núi sau sơn trang có tiếng nước suối chảy nhỏ giọt từ trên núi chảy xuống thảo nào vừa nghe tiếng nước ào ào đâu đó nước chảy xuống tạo thành khói trắng khói trắng ấm áp phả lên mặt triệu tương nghi trên khuôn mặt tròn béo của nàng dính thêm hơi nước vốn đang nở nụ cười liền thu lại càng phóng đại hơn quay đầu lại nhìn bùi tử quân hưng phấn nói lẽ nào đây là bùi tử quân cười gật đầu ừ đây chính là ôn tuyền mà muội nói đó. Còn nhớ rõ, trong một lần nói chuyện, Triệu Tư Nghi hăng hái bừng bừng nhắc đến ôn tuyền, khi đó đang là giữa mùa đông, trời rất lạnh, Triệu Tư Nghi quán trách nói xem ở trong sách, nên mới biết đến ôn tuyền, nếu tại nơi có ôn tuyền xây một sơn trang, mùa đông có thể đến tắm, như vậy có lợi ích rất tốt. Khi đó, người nói vô tâm, nhưng bùi tử quân nghe vào tai, lại ghi tạc trong lòng. Từ ngày đó trở đi, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nơi có ôn tuyền thế nhưng nơi này có thể gặp mà không thể cầu mặc dù có nhiều nơi thật sự có nhưng thôn dân bên cạnh không biết mà phá hủy hoặc còn cho rằng là loại nước này không tốt nên lấp lại không biết chừng mãi đến hai năm trước hắn rốt cuộc tìm được nơi này lúc đó ở kinh thành nghe nguyên sách về bẩm báo vui vẻ vô cùng lập tức đưa bạc lệnh cho nguyên sách tu kiến nơi này mặc dù lúc đó cho nguyên sách toàn quyền phụ trách nhưng nguyên sách lại thường xuyên trở về kinh thành báo cao tình hình cho bùi tử quân còn nghe theo an bài của bùi tử quân sơn trang tráng lệ này nhìn rất đẹp không biết phải tốn biết bao nhiêu mới xây được triệu tương nghi lẳng lặng dựa vào lòng bùi tử quân cảm động thì thào nói không nghĩ tới huynh đều nhớ cái này là vì muội mà xây mỗi một câu muội nói huynh đều nhớ bùi tử quân chắc chắc nói triệu tương nghi thấy trong lòng ấm áp Nàng nhìn xung quanh, bốn phía ôn tuyền dựng rào trắng, tạo thành một phòng tắm lộ thiên, nói nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ, ở đây tạo thành một cái ao lấy la mọc rác lên thành, rất xa hoa, mà chỉ dùng để tắm rửa. Nước ôn tuyền từ trên núi chảy xuống, bên cạnh ao có một lỗ nhỏ, để trong nước trong ao chảy ra ngoài, duy trì sạch sẽ. Thế nào, thích không? Bùi tử quân đặt cầm lên vai triệu tương nghi. Triệu tương nghi theo bản năng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những cảnh vật đẹp đẽ này. Xây khi nào vậy? Triệu tư nghi vương hai tay, đặt lên tay bùi tử quân đang ôm hông mình. Bùi tử quân tâm khẽ động, tiếu ý càng đậm, hai năm trước, có điều khi ấy huynh ở kinh thành, cổ thân tiểu tư nguyên sách kia. Triệu tư nghi nghe vậy mỉm cười, nghi mặt sang bên cảm động nhìn bùi tử quân, huynh vì muội mà làm thật nhiều việc quá. Bùi tử thâm tình nhìn triệu tư nghi, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi đỏ hơi mở, như đang đợi mình chạm đến. Còn nhớ rõ vừa nãy ở bên ngoài, muội nói gì không? Bây giờ đến phiên huynh trừng phạt muội. Dứt lời, hắn liều lĩnh cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm hai cánh môi hồng. Triệu tư nghi chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai cái tay ôm bùi tử quân thật chặt, trái tim như muốn nhảy ra, khiến nàng không cảm giác được nhịp đập của trái tim. Cánh môi tê dại, tê dại đó từ trên môi truyền đến khuôn mặt, từ bên trên truyền xuống dưới, truyền khắp tứ chi bách hài. Đầu lưỡi của Bùi Tử Quân nhẹ nhàng mà trượt vào trong miệng nàng, lúc đầu nàng còn vụng về tự tuyệt, chỉ mấy chốc dây dưa liền dễ dàng trượt vào. Tiếng hít thở của hắn quay quanh bên tai nàng, đầu lưỡi điên cuồng mà tùy ý cướp đoạt khí tức từ trong miệng nàng, không buông tha bất kỳ thứ gì. Nhiều lần, hai người đều lúng túng đụng phải hàm răng hoặc môi. Hắn nắm lấy tay Triệu Tư Nghi thật chặt, đặt ngay trái tim mình. Cũng nhìn ra được kỹ thuật hôn của bùi tử quân không tốt lắm. Triệu tương nghi yêu thương, nụ cười càng đậm, hai mắt mê ly, hai tay theo bản năng thoát khỏi tay bùi tử quân, sau đó ôm lấy cổ bùi tử quân, tay áo màu vàng rủ xuống, lộ ra một đoạn da thịt trắng như tuyết, ở dưới ánh mặt trời, rất quyến rũ động lòng người. Sau khi hôn xong, bùi tử quân thở phì phò, triệu tương nghi cũng thế. Hắn đỏ mặt, hai tròng mắt đỏ nhìn triệu tương nghi, sau đó nhếch miệng cười, treo nói, đây là lần đầu tiên, còn không thuần thục, này sẽ cải thiện hơn. Triệu tư nghi kinh ngạc nhìn bùi tử quân, hắn, đây là nụ hôn đầu của hắn sao? Nàng không thể tin được đánh giá từ trên xuống, giống như mới quen biết bùi tử quân vậy. Thế nào? Lẽ nào muội cho là huynh là loại người không biết giữ trong sạch? Bùi tử quân nâng khuôn mặt nhỏ của triệu tư nghi lên, hai trọng mắt nhìn vào môi sưng đỏ, rất muốn hôn lại lần nữa muội chỉ là không nghĩ tới một người được các cô nương ái một như huynh lại là lần đầu tiên nói đến lần đầu tiên triệu tư nghi luôn cảm thấy xấu hổ bùi tử quân thuận thế hôn nhẹ triệu tư nghi nghiêm túc nói tất cả những thứ này huynh giữ vì muội khù khù vốn có nghe thế phải cảm động mới đúng nhưng triệu tư nghi cảm động không được ngược lại còn ho khan lúc bùi tử quân nói lời này triệu tư nghi tưởng tượng đến Bùi tử quân giống như một cô vợ nhỏ, quấn bên người mình, mở to lo lanh nhìn mình nói, tướng công, người ta cái gì cũng giữ trong sạch, là vì người mà giữ đó. muội cảm thấy rất buồn cười. Bùi tử quân bi thương lần nữa nhìn triệu tư nghi, tự hồ như làm nũng hôn lên môi nàng, giống như cầu xin, mà cũng giống như ủy khuất tố cáo. Nụ hôn ngắn mũi qua đi, triệu tư nghi tựa vào lòng bùi tử quân thở phì phò, cười nói, ừ, muội rất cảm động. Cô ngốc bùi tử quân nhéo nhẹ cái mũi triệu tương nghi còn treo nói tuy rằng huynh chưa từng thử qua nhưng hiểu nhiều hơn muội lần sau khi huynh hôn muội thì muội phải nhớ thở đừng có nhịn thở nhìn xem mặt muội nghẹn đỏ rồi kìa thấy nàng không nói lời nào bùi tử quân nói tiếp có muốn thử lại lần nữa không hắn giống như đã nghiện hôn rồi ha ha bùi tử quân nhéo nhẹ cái mũi triệu tương nghi cưng chiều mà cười mà thôi còn nhiều thời gian sau đó ôm chặt lấy nàng, tựa cầm lên vai, lại nói, chờ huynh giải quyết xong mấy chuyện ở đây, có thời gian rảnh, sẽ dẫn muội đến huyện Giang Ninh chính thức gặp cha nương huynh, mặc dù mọi người đã quen biết nhau, nhưng lần này đến với ý tứ không giống. Huynh, triệu tư nghi có chút ngoài ý muốn. Không chuẩn bị tốt sao? Bùi tử quân xoa đầu triệu tư nghi, bị khuất nói, muội có biết huynh đợi muội mấy năm rồi không? Lẽ nào muội còn muốn huynh đợi thêm? đối với huynh mà nói quá tà nhẫn. Ngô, nghe lời huynh. Triệu tư nghi kêu trên một câu. Bùi tử quân hài lòng cười, lúc gặp cha nương, hai nhà chúng ta là mị thân cho tốt, chỉ chờ sang năm lúc muội cập kê, liền cưới muội vào cửa. Tư nghi, muội nguyện ý gả cho huynh không? Bùi tử quân nói rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đi vào lòng triệu tư nghi, rất rung động, trái tim như tê dại. Trong đầu trống rỗng, chỉ có một giọng nói vang không ngừng trong đầu, mau nói nguyện ý đi. Muội nguyện ý nàng gật đầu, hai mắt mê say tựa vào lòng bùi tử quân. Thật tốt, giữa chúng ta cuối cùng cũng có kết quả rồi. Bùi tử quân hiếp mắt, thỏa mãn không gì sánh được nói. Đột nhiên triệu tư nghi để nhẹ bùi tử quân ra, nhớ mày lo lắng nói, vậy huynh nói xem, bùi bá bá, bùi bá mẫu sẽ thích muội chứ. Bọn họ đều rất thích muội lần nào cũng khen muội thông minh khéo léo huynh nghĩ nếu hai người biết muội là con dâu tương lai nhất định rất cao hứng bùi tử quân muốn triệu tương nghi yên tâm thật ra huynh vốn muốn nói cho nương biết nhưng khi đó huynh không biết rõ tâm ý của muội sợ nói ra sớm vạn nhất bị muội cự tuyệt không khỏi xấu hổ cho nên định xác định rõ mối quan hệ giữa chúng ta rồi mới nói cho nương biết muội vẫn có chút khẩn trương triệu tương nghi nói cho bùi tử quân lo lắng của mình hai người họ thích muội là một chuyện nhưng thực tâm chúc phúc cho chúng ta lại là chuyện khác vì huynh luôn muốn gả vi tỷ tỷ cho huynh không biết nương huynh nghĩ như thế nào các phương diện khác vi tỷ tỷ hơn muội nhiều lễ nghi hạng nhất muội không bằng tỷ ấy nương huynh sẽ thích một nha đầu không biết lễ tiết sao nương cũng không quá tán thành chuyện của huynh và vi nhi bùi tử quân vỗ nhẹ vai triệu tương nghi ôn nhu nói bà đã sớm thương lượng với huynh còn tự mình nói với huynh rằng sẽ không ép huynh lấy người mà mình không yêu tử chỉ cần là người huynh thích đồng thời tâm địa không xấu biết thông cảm thì sẽ không phản đối thật không chỉ hy vọng như thế vùng mày nhíu lại giãn ra con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng bùi tử quân nắm cái mũi của triệu tương nghi vui vẻ nói Hứ! triệu tương nghi lấy tay bùi tử quân ra lê lưỡi nói này không được tập quán đó sao mà bỏ được muội tin tưởng nương huynh càng thích mấy cô nương văn nhã hơn ừ ở phương diện này huynh thấy muội tạm được nếu như không thích cũng không cần miễn cưỡng sửa đổi cho dù trời có sập xuống huynh vẫn sẽ ở bên cạnh muội đừng sợ bùi tử quân nói xong hôn lên tráng triệu tư nghi một cái cảm ơn triệu tư nghi phát hiện mình càng ngày càng thích thiếu niên trước mắt này đây vậy muội mau hôn huynh một cái đi Bùi tử quân nhớ mày, cười mờ ám, đưa má trái ra. Triệu tư nghi theo bản năng đẩy ra, biểu môi nói, không nên. Mau lên, mau hôn một cái đi, ở đây không có ai hết. Bùi tử quân mặt dày mày dạng sát lại gần hơn, chẳng lẽ, muội không muốn hôn mặt mà muốn hôn môi. Nói xong, hắn đưa miệng lại gần. Lúc này, hai người rất gần nhau, hơi chút không chú ý, sẽ miệng đối miệng, Triệu tư nghi nhìn vào đôi mắt đen của bùi tử quân, chẳng từ lúc nào, trong đôi mắt đen thỉnh thoảng bắn ra ti tà mị. Nếu nói câu hồn mị hoặc, chính là vậy đó. Giống như bị hấp dẫn, nàng hơi hướng về phía trước, đem môi mình dán vào môi hắn. Cảm giác như có dòng điện chạy qua, đôi môi như tê dại. Mắt thấy bùi tử quân còn muốn nhiều hơn, triệu tư nghi lập tức lui lại, kết thúc nụ hôn này, cười xấu xa nói, nói hay lắm, chỉ hôn một cái thôi. Hối hận muốn chết, sớm biết vậy nên yêu cầu nhiều hơn chút. Bùi tử quân không cam lòng nắm lấy tay nhỏ bé của triệu tương nghi. Mặt trời đã xuống núi, chúng ta mau về nhà thôi, kẻo mọi người lo lắng. Triệu tương nghi nhìn sắc trời, mặc dù ở đây rất đẹp, nàng không muốn bầu không khí lãng mạn này biến mất, nhưng lại sợ nhâm thị lo lắng cho mình, tìm khắp nơi. Không cần lo lắng, sáng sớm hôm nay, huynh đã nói với Hoàng Lâm rồi, hắn nói sẽ giúp chúng ta nói lại với cha nương muội không có việc gì khóe môi bùi tử quân nhếch lên hả ca ca đã biết chuyện giữa chúng ta sao lúc nào a triệu tương nghi còn đang chần chừ xem nên nói cho người nhà biết chuyện giữa mình và bùi tử quân thế nào đây bây giờ bất lình lình biết được triệu hoàng lâm đã sớm biết chuyện của họ không khỏi kinh ngạc lại không được tự nhiên hắn vẫn luôn biết ta à, biết tâm ý của huynh đối với muội còn chuyện quan hệ của chúng ta bây giờ thì mấy ngày trước mới biết. Mùi tử quân hiếp mắt cười nói. Ca vẫn luôn biết. Vậy ca muội thấy thế nào về chuyện này? Thấy rất tốt, chí ít hắn chưa bao giờ phản đối tình cảm huynh dành cho muội. Ừ, chắc là tín nhiệm đi. Xem ra huynh chính là một người đáng giá phó thác chung thân. Ngay cả Hoàng Lâm nhạy cảm, lãnh đạm như thế cũng đồng ý. Muội còn do dự gì nữa? Bỏ qua huynh là không còn ai tốt nữa đâu. Bùi tử quân rất lưu manh nói. Trên trán triệu tư nghi có chữ xuyên, khóe môi hơi mở, muội nghĩ, muội không thích hợp đứng ở đằng sau hất nước lạnh đâu. Tại sao muội lại có thể hất nước lạnh lên người phu quân tương lai của mình? Da mặt bùi tử quân rất dày. Bây giờ muội mới biết, da mặt huynh còn dày hơn mặt thiểu kỳ. Triệu tư nghi vô lực nói. Bùi tử quân nghe xong ôm lấy nàng, lúc ở cùng huynh, không được nhắc đến nam nhân khác, giọng nói mang theo hơi cường ngạnh. Ngoại trừ da mặt dày ra, ta muốn giữ lấy cũng mạnh hơn, xem ra sau này muội phải sống trong hoàn cảnh đầy giấm chua. Triệu tư nghi càng thêm bất đắc dĩ nói. Bùi tử quân xì cười, ôm nàng thật chặt, muội biết thì tốt, không cần huynh nói lại. Hai người lặng lặng ý ôi tại phòng tắm lộ thiên, mặt trời chiều chiếu lên làng khói trắng một màu vàng nhạt, khiến hai người trẻ tuổi này càng thêm xứng đôi. Một lúc sau, Bùi tử quân ôn nhu nói, tuy rằng muốn ở lại đây thật lâu, nhưng chúng ta phải về rồi. Ừ. Triệu tư nghi hồi phục tinh thần lại, suýt nửa nàng tựa vào lòng bùi tử quân ngủ đứng rồi. Chẳng lẽ, muội muốn ở lại đây? Chỉ cần muội nguyện ý, huynh có thể làm. Bùi tử quân nhớ mày. Nha, không cần. Triệu tư nghi lắc lắc đầu, hồi hồn lại, chúng ta trở về đi. Ai, còn phải chờ thêm một năm nữa, thật lâu. dày vò. bùi tử quân vô lực thở dài một hơi, lưu luyến không rời nhìn sơn trang này, sau đó nắm tay triệu tương nghi rời đi. triệu tương nghi cúi đầu cười thầm, trong lòng cũng có chút không muốn rời nơi này. hai người lên ngựa chậm rãi đi thông thả. triệu tương nghi quay đầu nhìn lại sơn trang kia, trong mắt lộ ra nồng nặc không muốn. lúc bùi tử quân cúi đầu vừa lúc nhìn thấy, nhân cơ hội hôn nhẹ lên má nàng nếu muội thích huynh sẽ thường dẫn muội đến đây huynh hôn không ngán à triệu tư nghi cố ý liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rất đỏ nụ cười trên mặt bùi tử quân càng đậm không ngán nói xong hắn vung roi cai tăng tốc độ chạy về phái trước đi tay kia ôm triệu tư nghi càng chặt rất sợ triệu tư nghi té xuống ngựa ngựa một đường chạy như bay rốt cục lại trở về trấn thanh hà Triệu Tư Nghi không cho Bùi Tử Quân đưa mình tới trước cửa Triệu Phủ, chỉ dừng lại trên đường tạm biệt, nhưng Bùi Tử Quân nhìn Triệu Tư Nghi đi vào nhà. Chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn mang theo lưu luyến không rời xoay người cưỡi ngựa đi. Triệu Tư Nghi cho đến lúc này, tim đập đều không bình thường. Nàng âm thầm lấy tay đặt lên vị trí tim mình, đứng ở trong nhà nhìn chung quanh một chút, giống như kẻ trộn vậy, trong lòng hơi chột dạ. Rất nhanh đến viện tử của mình, đột nhiên đụng phải nhâm thị. Nhâm thị vừa mới từ trong trầm tiêu viện đi ra, thấy triệu tư nghi đang đứng trước mặt, không khỏi kích động bước đến nắm tay nàng hỏi một câu. Hoàng Lâm nói con trong lòng khó chịu, một mình ra ngoài giải sầu, nương từ sau khi biết tin đến bây giờ, trong lòng luôn bất an, chỉ sợ con gặp chuyện không may. Triệu tư nghi hiếp mắt, ca ca gần nhất quả nhiên làm việc không ổn gì hết, sao lại nghĩ ra cái lý do này? Nương, ca ca nói quá nghiêm trọng, con không phải không vui a, à con rất tốt. Triệu tư nghi nở nụ cười sáng lạ nhìn nhâm thị, nhưng mà bây giờ con mệt quá, phải nhanh tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi một lúc. Tư nghi, nếu như trong lòng có chuyện không vui, con hãy nói cho nương biết, nương có thể vì con mà phân ư. Nhâm thị nghiêm túc nói, nương là nương của con mà. Vâng, nương, con đã biết. Chỉ là trong lòng con không phải không vui, đều do ca ca không nói rõ ràng. Trong lòng triệu tư nghi ấm áp, còn nữa, con luôn coi nương là nương của con, đừng lo. Vậy nương đi mấy món con thích, sau khi tắm xong có thể ăn, còn không ăn cơm sẽ chết đói đó. Nhâm thị hiểu ý cười. Dạ, thật tốt, con thấy mình bây giờ quá hạnh phúc triệu tư nghi cảm khái nói, sau đó tạm biệt nhâm thị vào viện tử. Nhâm thị vẫn nhìn triệu tư nghi cho đến khi nàng vào viện tử, sau đó cười cười rồi xoay người đến trù phòng. Tắm rửa xong, triệu tư nghi ngoan ngoãn ăn cơm, Lúc ngồi trong sân nghỉ ngơi, Triệu Hoàng Lâm lại tới. Sau khi biết được Triệu Hoàng Lâm đã sớm biết chuyện giữa nàng và Bùi Tử Quân, lúc này khi Triệu Tư Nghi đối mặt Triệu Hoàng Lâm, đột nhiên rất mất tự nhiên. Nàng bảo bọn nha hoàng lui xuống, rồi nhìn Triệu Hoàng Lâm. Một lúc lâu, mới biểu môi quán trách, sao ca lại tìm lý do tồi thế, làm hại muội phải giải thích với nương cả buổi. Triệu Hoàng Lâm quay đầu cười, ca có thể đáp ứng giúp bọn muội bọn muội phải cảm ơn ca mới đúng chứ như thế chả khác nào tác vào miệng người ta thấy triệu hoàng lâm còn tinh lực đấu đấu võ mồm triệu tư nghi hơi yên tâm chí ít hắn còn có động lực sống tiếp à mà ca đã biết rồi ư một lát sau triệu tư nghi nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt triệu hoàng lâm chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói triệu hoàng lâm không cười mặt thành thật gật đầu ân tử quân không tệ ca luôn quan sát hắn cho nên muội phải biết quý trọng, không nên giống như ca." Ca. Nụ cười trên mặt Triệu Tư Nghi cứng lại, lo lắng hiện đầy trong mắt. "Đừng lo lắng cho ca, ca tự mình xử lý tốt mà." Triệu Hoàng Lâm vỗ vai Triệu Tư Nghi, dịu dàng cười, "Muội chỉ cần nắm chặt hạnh phúc cho tốt, ca luôn chúc phúc cho muội. Còn nữa, nếu có một ngày tử quân đối với muội không tốt, ca nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội." Muội muội Triệu Hoàng Lâm này Sao có thể chịu thiệt được. Triệu Hoàng Lâm cười, lộ ra hàm răng trắng ngoãn. "Dạ, tự quân không dám đối với muội không tốt." Triệu Tư Nghi gật đầu, vui mừng nói, "Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ca đến đây chỉ muốn xem muội sao rồi, nhìn muội hôm nay vui vẻ như thế, ca cũng an tâm." Triệu Hoàng Lâm xoa đầu Triệu Tư Nghi, giống như khi còn bé, "Mau đi nghỉ sớm đi." "Nha, được rồi." Triệu Tư Nghi đột nhiên nhớ tới một chuyện, vừa nãy lúc dùng cơm, nương có nhắc đến chuyện chung thân đại sự của ca. Bây giờ, quyển giao tỷ tỷ đã đi, thái độ của ca với vi tỷ tỷ lại kiên quyết, nếu như hai người này ca đều không muốn, như vậy phải có suy tính khác. Những tạm thời ca không muốn nghĩ đến. Triệu Hoàng Lâm cười, nhưng nụ cười kia lại bao hàm lãnh khốc, trước tiên phải xong chuyện của muội đã, ca không vội. Nương rất lo lắng cho ca, cả cha cũng vậy, mọi người đều sợ ca sẽ bị trễ nải. Nói cách khác, ca chính là trưởng tôn triệu gia bà nội đang mong ca cho nội một tầng tôn. Triệu tư nghi tuy rằng không muốn ép ca ca của mình, nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng. May mà nhà chúng ta còn có bảo bối hoàng kỳ nghịch ngợm, chuyện nối giỏi tông đường cũng đỡ căng hơn. Triệu hoàng lâm nửa nói đùa, việc này muội chớ để ở trong lòng, sẽ mệt đấy. Còn nương bên kia, khi nào có thời gian, ca sẽ nói. Ca vẫn không thể quên được quyển giao tỷ tỷ. Triệu tư nghi thấy Triệu Hoàng Lâm xoay người muốn đi, bất thình lình buộc miệng hỏi. Thân hình Triệu Hoàng Lâm hơi lay động, sắc mặt trắng bệch, may mà trời đã tối, nên không thấy được. Hắn thê lương cười, chuyện tình cảm, ca không hiểu, nên mới khiến mọi chuyện rối tinh rối mù. Quyển giao tuy có sai, nhưng vẫn là do ca gây nên, là ca có lỗi với nàng nếu hiện tại đã nghĩ thông suốt, vậy sao không đến qua ngoại dẫn tỷ ấy về? Triệu tư nghi cổ vũ, chỉ cần là ca ca nhận định người mình chọn, tư nghi nhất định không phản đối. Nghĩ lại thời gian trước mình không cách nào tiếp nhận một tề uyển giao đầy mưu mô, lại còn nói tề uyển giao có chút tàn nhẫn. Nàng đã quên mất những chuyện tề uyển giao đã trải qua, một người mẫn cảm không có cảm giác an toàn, sẽ làm ra hành động như vậy cũng hợp tình hợp lý. Lúc đó, nàng đã đặt vị trí của tề uyển giao ngang hàng với trần vi cho nên mới phải có chút bài xích tề uyển giao sau khi biết tâm ý của trần vi trong lòng nàng lại nghiêng về trần vi nhiều hơn nhưng ngày biết tề uyển giao rời đi cũng từ miệng quách thị biết chuyện tự sát lòng triệu tư nghi đau như các vậy tạo thành cục diện như vậy ít nhiều nàng cũng có trách nhiệm nếu như nàng xem như không biết không vội giúp đỡ trần vi thì tất cả sẽ không xảy ra Hai huynh muội trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là Triệu Hoàng Lâm trả lời, vẫn chưa tới lúc. Có thể nhìn ra, Viễn Giao tỷ tỷ rất để ý đến ca. Xin lỗi, muội không nên nhúng tay vào, càng giúp càng loạn. Triệu Tương Nghi ấy nấy. Chuyện này không liên quan tới muội, ca lúc này cảm thấy rất tốt, chí ít ca sẽ không do dự nữa, còn kiên định hơn. Bây giờ ca biết rõ mình muốn gì, chỉ là thời cơ là vấn đề mà thôi chờ ca suy nghĩ kỹ tất cả sẽ thay đổi ca xác định nguyễn giao tỷ tỷ vẫn chờ ca tỷ ấy không còn nhỏ nữa triệu tư nghi đem lo lắng trong lòng nói ra triệu hoàng lâm nắm chặt hai tay từ từ buông ra mở miệng nói ca không biết nhưng nàng là tề uyển giao không đến nỗi hấp tấp như vậy không còn sớm muội nghỉ ngơi thật tốt ca đi về trước triệu hoàng lâm đi thẳng ra khỏi trầm tiêu viện Triệu tư nghi nhìn thân ảnh cô đơn của hắn, ngồi lại trên ghế, nặng nề thở dài. Chỉ có hình bóng bùi tử quân hiện lên trong đầu, trên mặt nàng mới có ý cười. Một đêm không nằm mơ, ngủ rất ngon. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, nhận tin từ tiểu uyển tỉnh phong truyền đến, nói là có người muốn gặp nàng. Triệu tư nghi cười mà không nói, thầm nói bùi tử quân lại muốn chơi gì đây, sao lại thần thần bí bí như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, trong lòng mong đợi muốn gặp mặt vội vã ăn xong điểm tâm mặc quần áo đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ triệu tư nghi quyết định ra ngoài không chút chần chừ nàng không muốn đối phương đợi lâu đi trễ không phải là bản tính của phụ nữ nhưng đi muộn mới là thói quen xấu bước vào tiểu quyển tĩnh phong triệu tư nghi không thấy bùi tử quân đâu nghĩ thầm lẽ nào lại định chơi trốn tìm với nàng tùy ý tìm một hạ nhân hỏi mới biết bùi tử quân sáng nay đã đến cửa hàng bên kia. Triệu tương nghi hoài nghi, tại sao gọi lại gọi nàng đến, trong khi lại đến cửa hàng bên kia. Đây là đang làm cái gì? Giữa lúc nàng không biết rõ trạng huống, phía sau lại đột nhiên truyền đến giọng nói sắc nhọn, khỏi nhìn nữa, tử quân không có ở đây, là ta mời cô đến. Thể xác và tinh thần triệu tương nghi rung lên, xoay người nhìn lại, thấy Trần Ông Thị đang khoanh tay trước ngực, vô thanh vô thức đứng sau lưng nàng, Nụ cười bao hàm châm chọc và chán ghét. Nàng nhíu mày, thật tình không hiểu Trần ông thị này ghét nàng chỗ nào. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Vi? Bà ta luôn muốn tác hợp Trần Vi và Bùi Tử Quân, bởi vì Bùi Tử Quân có tình cảm với mình, cho nên ghi hận trong lòng. Nhưng Trần ông thị cũng không biết Bùi Tử Quân có tình cảm với nàng, sợ rằng là chuyện của Triệu Hoàng Lâm đi. Phu nhân không phải đã về huyện Giang Ninh rồi sao, sao còn ở trấn Thanh Hà? vi tỷ tỷ cũng tới sao triệu tương nghi nhà nhạc hỏi một câu quả nhiên là nha đầu không biết lễ nghĩa nói chuyện với trưởng bối cũng không có chút quy củ trần ông thị nhất thời thu lại nụ cười trên mặt lộ ra vẻ mặt vốn có để khỏi khiến phu nhân không vừa mắt mà tức giận tương nghi sẽ đi ngay triệu tương nghi lúc này thầm nghĩ muốn cách nữ nhân này càng xa càng tốt đứng lại trần ông thị đột nhiên trầm giọng bước chân triệu tư nghi dừng lại. Cô nghĩ rằng ta thèm liếc mắt nhìn cô à. Trần ông Thị tức giận nói, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp, Vi Nhi không có đến, thế nhưng ta có lời muốn nói với cô. Là chuyện Trần Vi, tim triệu tư nghi đập nhanh, nghi mặt xa nhìn Trần ông thị, xin hỏi là việc gì? Vào đại sảnh rồi nói, dài lắm. Trần ông thị nói xong, dẫn đầu đi trước. Triệu tư nghi có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn đi theo, dự định nghe xong sẽ lập tức rời đi. Triệu Tư Nghi theo Trần Ông Thị vào đại sảnh, Trần Ông Thị ngồi ghế trên, dùng ánh mắt cao hơn đầu nhìn Triệu Tư Nghi. Kinh thường một tiếng, mới bảo Triệu Tư Nghi, ngồi đi. Khóe miệng Triệu Tư Nghi co rút, tùy ý chọn một chỗ cách xa Trần Ông Thị. Thấy Trần Ông Thị vẫn chưa nói chuyện muốn nói với mình, ngược lại ngồi xoay xoay vòng tay, Triệu Tư Nghi không kiên nhẫn nổi, mở miệng hỏi, không phải phu nhân nói có chuyện muốn nói sao? Trần ông thị dừng động tác trên tay, cắn môi dưới, rồi nói, tỷ tỷ của ta là người nặng cấp bậc lễ nghi, cô tưởng cô có thể giành được hảo cảm của tỷ ấy sao, nghĩ chỉ cần cố gắng là được à. Chỉ bằng bộ dạng này của cô, muốn giành được hảo cảm của tỷ ấy, bước vào cửa lớn bùi da. Nằm mơ đi. Nói xong, nhìn triệu Tư nghi, không biết lễ nghi. Thì ta sẽ dạy cô. Triệu Tư nghi nghe vậy, cả người không khỏi khẽ rung lên, Ký ức lại trở về đêm đó, Trần Ông Thị cứng rắn muốn nàng quỳ xuống. Hơn nữa, Trần Ông Thị làm sao biết được quan hệ của nàng và Bùi Tử Quân? Không cần sợ như thế, ta chẳng qua muốn nói cho cô biết, ở những trường hợp như vậy, phải phẩm trà thưởng vật trước, rồi mới nói đến chính sự, nào có chuyện nói thẳng ra trước ngay từ đầu. Đó là cách mà mấy kẻ thô bị không hiểu lễ nghi hay làm. Triệu tiểu thư hôm nay thân kiều nhục quý, chút bị mấy sao lại không biết vậy. Trần Ông Thị mỗi chữ mỗi câu, châm chọc sau lưng Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi ngược lại không thèm để ý nhiều, nàng nhìn Trần Ông Thị mỉm cười. Trần Phu Nhân, giữa người và người, phải biết kính trọng nhau, kính trọng người khác, chính là kính trọng mình. Trần Ông Thị nghe vậy, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi, quan sát nàng lại một lần nữa, thật khó có thể tưởng tượng một đạo lý cao thâm như vậy lại từ miệng của một con nha đầu. Không bao lâu, nha hoàng dân trà điểm tâm tới nàng cung kính bưng khay nhỏ dọn đồ đặt trước mặt Trần Ông Thị và Triệu Tư Nghi. Trần Ông Thị thuận tay cầm một chén trà, vừa nhẹ nhẹ thổi trà, vừa nhìn về phía Triệu Tư Nghi, uống trà đi, không cần ta mời chứ. Triệu Tư Nghi nhíu mày, bưng chén trà nhỏ, thổi thổi, ngại trà nóng, liền đặt xuống, ngược lại lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Trần Ông Thị thấy động tác này, không khỏi hơi nhíu mày, có điều rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, thờ ơ nói, trà này vị nhạt, Tiểu thư trẻ tuổi như cô thích uống chứ, không ngại uống thử một chút. Triệu Tư Nghi cầm điểm tâm trong tay suýt nửa ngã xuống. Vừa nãy Trần Ông Thị nói gì thế? Trước sau thay đổi như một người khác, thái độ sao lại thay đổi 360 vậy? Nàng nghi ngờ nhìn Trần Ông Thị, đã thấy Trần Ông Thị hơi nhăn mày, lập tức muốn gây khó dễ, như vậy, Triệu Tư Nghi nhanh thu lại ánh nhìn, thuận thế bưng chén trà lên thổi, để che giấu ở cùng một chỗ với Trần Ông Thị, một ngày như bằng một năm vậy, Triệu Tư Nghi chỉ mong mau sớm kết thúc. Nếu trà không hợp khẩu vị, ta có thể đối một chén khác cho cô. Giọng Trần Ông Thị yếu ớt truyền đến. Triệu Tư Nghi cảm thấy lạnh rung, tâm nói không phải lỗ tai mình có vấn đề chứ. Nếu không phải là đầu óc Trần Ông bị nước vào, có lẽ mới vừa rồi bị cửa đập trúng. Vậy cũng được. Có chút nóng, đợi lát uống vậy. Triệu tư nghi xấu hổ nói, đối mặt với người này, tốt nhất không nên cường ngạnh, cứng đối cứng. Khóe miệng trần ông thị co rút, tùy cô. Có một loại cảm giác rất kỳ quái, rất quỷ dị bao trùm lấy triệu tư nghi, nhưng là gì, nàng chẳng nói rõ ngay được. Kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, thấy không còn nóng nữa, dù sao vừa mới ăn điểm tâm xong, miệng cũng hơi khô, triệu tư nghi lần nữa bưng chén trà lên thổi, chuẩn bị uống một mụn. Lúc nàng thổi vài lần, định uống vào, ngoài cửa lại đột nhiên có một trận cuồng phong ập tới, chén trà trong tay rơi xuống đất, đồng thời có một tiếng nói gấp cáp mà đau lòng, không được uống. Triệu tư nghi không giải thích được nhìn bùi tử quân đột nhiên xông vào, mặt hắn hồng hồng, hơi thở hỗn hển, chắc là vội vội vàng vàng chạy tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không phải đang ở cửa hàng sao? Tử quân, con trần ông thị đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhưng lại chột dạ ngồi xuống, ngoài miệng muốn nói lại thôi. Bùi tử quân tạm thời không để ý tới Trần Ông Thị, chỉ đặt tay lên hai vai nhỏ của Triệu Tương Nghi, không nhận được lắc lư, muội mới vừa uống trà. Uống mấy hớp? Mau nhổ ra nhanh lên, mau. Sao, làm sao vậy? Trà có vấn đề gì? Triệu Tương Nghi bị bùi tử quân hỏi mà sợ hãi trong lòng, không giải thích được nhìn Trần Ông Thị thấy mặt bà ta có vẻ chột dạ. Tư Nghi, muội nói cho Huynh biết trước, muội có uống hay không, đừng làm cho huynh sốt ruột kéo dài thời gian đối với muội không một chỗ tốt bùi tử quân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng ngữ khí như nghẹn ngào triệu tư nghi hoảng loạn theo da đầu cũng hơi tê dại vốn có một vấn đề rất đơn giản lại vì vậy mà lập tức cẩn thận nàng không dám trả lời ngược lại nghĩ lại tình hình lúc nãy sau đó mới lắc đầu khẳng định muội không uống một ngụm cũng không uống bùi tử quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm hai cánh môi run rẩy nhẹ Ông triệu tư nghi thật chặt, cảm thấy may mắn nói, thật tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? Triệu tư nghi bị bùi tử quân ôm, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Bùi tử quân cả người hơi run sau đó nhẹ nhàng buông triệu tư nghi ra, rồi nắm chặt tay nàng nhìn Trần ông thị, gì, con chưa bao giờ nghĩ tới gì lại độc ác đến vậy. Trần ông thị có chút ngồi không yên, nhưng vẫn trấn định như trước, vì không hiểu con nói gì. Còn muốn con tìm đại phu đến nghiệm xem ư? Bùi tử quân lạnh lùng nói, ngay cả triệu tư nghi nghe cũng kinh hãi Nàng chưa bao giờ nhìn thấy bùi tử quân dùng khẩu khí này nói chuyện, cách nói kiểu này, chỉ xuất hiện trên người thân ca ca triệu Hoàng Lâm. Giờ khắc này, triệu tư nghi ngẩng mặt lên nhìn bùi tử quân, mơ hồ thấy gương mặt hắn chồng chéo lên mặt ca ca. Con, con muốn làm gì? Gì, con phải hỏi gì, gì muốn làm gì? Bùi tử quân nghiến răng nghiến lợi, con nói rồi, không nên can thiệp vào cuộc sống của con, không đụng đến người bên cạnh con dì còn có việc dì về huyện giang ninh trước đây trần ông thị vội đứng lên muốn chạy lại bị bùi tử quân cường ngạnh ngăn cản đem chuyện này nói rõ ràng rồi đi tương nghi muội ra ngoài trước đi bùi tử quân sợ triệu tương nghi bị dọa vút tóc nàng nói nhưng triệu tương nghi lại kiên quyết lắc đầu muội muốn biết chuyện gì xảy ra trần ông thị có chút không nhận được trăm triệu lần không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng khác, hoàn toàn thoát khỏi tầm tay mình, lại thấy bùi tử quân lửa trận cao tận trời, trần ông thì ít nhiều có chút sợ hãi. Bị cháu trai phát hiện thì cũng thôi, đứa cháu này thừa năng lực, nhưng vạn nhất việc này truyền đến tai tỷ tỷ, tỷ phu, như vậy thảm rồi. Bùi tử quân nắm tay triệu tư nghi không khỏi căng thẳng, đem tay triệu tư nghi bóp đau. Nhưng triệu tư nghi tâm tình bây giờ của hắn không được tốt, để mặt hắn nắm, còn mình chịu đựng cơn đau, tuy nói nàng không rõ chuyện gì xảy ra, vì nói bây giờ nên làm gì đây, con cũng không biết đâu. giọng nói bùi tử quân ngày càng lạnh lẽo, người trước mắt này không còn là người gì mà hắn kính trọng, mà là một phụ nhân vô tri là mình chán ghét. tử quân, con sao có thể nói gì như vậy? trần ông thị cảm giác mình không được tôn trọng, nhất thời quên mất chuyện mình làm, bắt đầu ủy khuất lên án bùi tử quân. bùi tử quân cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Trần ông thị, vì làm chuyện này, còn nghĩ rằng con sẽ tôn trọng gì như trưởng bối nữa sao? Triệu tư nghi, cô đi ra ngoài trước đi. Trần ông thị không áp chế được sự run rẩy của mình, giọng nói mơ hồ khẩn trương, lại giống như không hy vọng triệu tư nghi biết việc này. Thật ra, Trần ông thị là sợ triệu tư nghi khi biết được, sẽ trả thù mình, đem việc này truyền ra, khi đó bà chính thức thân bại danh liệt. Vốn là tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, không ngờ giữa đường bùi tử quân nhảy ra, hơn nữa chết tiệt là thằng cháu này sao lại biết chuyện này chứ. Triệu tư nghi không hiểu, người phụ nữ này cũng có lúc sợ ư, điều này khiến này thấy thú vị vô cùng. Mùi ấy không muốn đi, ai cũng đừng mơ tưởng ra lệnh cho mùi ấy. Bùi tử quân nắm chặt tay triệu Tương nghi. Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Triệu tư nghi hỏi lại lần nữa, sự kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn, Bùi tử quân mới vừa từ trong đã tiếp bước ra, nên lúc này không có nghĩ đến cảm thụ của triệu tư nghi, hắn cần thêm thời gian ổn định lại tâm tình. Giờ nghe nàng hỏi như vậy, hắn mới giật mình hồi hồn lại, buông nhẹ tay triệu tư nghi ra, đổi lại là cái ôm thật chặt, may mắn muội không có uống, đó không phải là trà, mà là tị tử thang. Triệu tư nghi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bùi tử quân, từng đợt rung rẩy như dòng điện tê dại xuyên qua người nàng, mặt tái nhợt, tự hồ máu cũng đông cứng giống như bị bùi tử quân dội một thao nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh. Tị tử thang Tuy thời đại này xưng hô như vậy, nhưng nàng cũng không xa lạ gì. Nữ tự uống vào, đừng nói người mang thai uống vào mà không sanh non, coi như sau này muốn có đứa bé, xác suất cũng bằng không. Dược tính rất mãnh liệt, kinh khủng. Triệu tư nghi bỗng nhiên nhớ tới, vừa nãy nàng cảm thấy có điểm kỳ lạ, một là trần ông thị trăm phương nghìn kế dụ dỗ nàng uống trà, hay là mùi trà giống như có mùi xạ hương lẫn vào? Đúng, là xạ hương. Đây chính là dược liệu tối kỵ với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. Nhưng không ngờ tới trần ông thị lại độc ác với nàng như vậy, nàng còn chưa lo lắng đến chuyện mang thai nên mới phớt lờ. May mà bùi tử quân đúng lúc chạy đến ngăn cản, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Triệu tư nghi đến bây giờ nhớ lại tràn cảnh quái dị lúc nãy, trong lòng còn sợ hãi. Các ngươi xem ta chết rồi hay sao mà ba ngày ba mặt ôm nhau thắm thiết thế hả? Ôm lâu như vậy còn ra thể thống gì trần ông thị tức tru người. Lúc hành động bại lộ, bà ta chỉ đơn giản cho rằng kế hoạch bị hủy, cũng chẳng phải sợ gặp báo ứng. Còn tốt hơn thủ đoạn đen tối lấy mạng người khác của gì? Bùi tử quân không lưu tình chút nào nói ra. Chỉ là tị tử thang mà thôi, uống cũng sẽ không chết người, hơn nữa cô ta cũng không có uống sao. Trần ông thị lạnh lùng nói, mắt đảo qua triệu tư nghi, ánh mắt càng lạnh hơn. Chỉ là tị tử thang mà thôi. Triệu tư nghi hầu như cũng bị chọc đến mức nở nụ cười, bọn họ còn chưa chỉ trích Trần ông thị hung ác, Trần ông thị lại xem như chuyện này không là gì. Để cho huynh nói với bà ấy. Bùi tử quân thoáng nhìn qua triệu tư nghi, nắm chặt tay nàng, ý bảo việc này để hắn xử lý, triệu tư nghi nên bình tĩnh lại, sau đó nghiêng mặt nhìn Trần ông thị. Bây giờ có nhiều lời với gì cũng vô ích, Nói vấn đề chính thôi, con không muốn nói với gì nữa, mà cũng không muốn nghe gì giải thích. Bùi tử quân miếm chặt môi, đối với Trần ông thì thất vọng đến cực điểm. Thứ nhất, con không biết sao gì biết chuyện giữa con và tư nghi, gì đã biết, thì con cũng không giấu nữa. Đúng vậy, con thích tư nghi rất lâu rồi, từ lúc gì bắt đầu muốn tác hợp con và vi nhi. Thứ hai, điều này không thể trở thành lý do để gì đụng đến tư nghi, dì làm ra cái chuyện động trời như vậy, nếu muốn bình an vô sự là không thể nào, con bây giờ sẽ thông báo cho cha nương và dưỡng biết, đừng tưởng rằng cả thế gian này không ai trị được gì. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, nếu gì còn đụng đến một sợi tóc của tư nghi, đích thân con sẽ xử gì? Thứ tư, con vốn rất tôn trọng gì, mặc dù tính tình của gì không tốt, mà con vẫn xem gì là gì của con, nhưng bây giờ, con trịnh trọng nói cho gì biết, từ nay về sau, con sẽ không xem gì là trưởng bối nữa, chính gì tự giải quyết cho tốt. Bùi tử quân nói một hơi, mặt trần ông thị từ đỏ sang trắng rồi biến xanh. Trần ông thị cơ hồ ngã ngồi trên ghế, đôi môi hơi phát run. Một lúc lâu, mới từ trong trầm mặt tỉnh lại, kinh ngạc nhìn bùi tử quân, mở miệng câu nói đầu tiên lại là, dì biết sai rồi, xin con đừng nói cho mọi người biết. Triệu tư nghi nghe xong, trong lòng cũng kinh ngạc thay, tinh thần trần ông thị sa sút lần đầu tiên nàng thấy được. Con không phải là Bồ Tát, không có bác ái thế, con chỉ biết thiếu chút nữa gì đã làm hại người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Bùi tử quân nắm tay triệu tư nghi không khỏi chặt thêm. Người phụ nữ quan trọng nhất, câu này rơi vào tai triệu tư nghi, lập tức cảm thấy thật hạnh phúc, cảm động đến cực điểm. Bùi tử quân xem mình là người phụ nữ quan trọng nhất. Lần thứ hai nàng rơi vào trạng thái không chống cự được, khi yêu nhất định sẽ có cảm giác này, thân thể giống như có đồng điện chạy qua, rất kỳ diệu, lại có chút không tốt nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc gần đây hơi chút là nàng sẽ cảm động cho nên rất nghiện loại cảm giác này không phải một lần hai lần cửa ở ngay trước mặt chính vì tự đi ra hay để con sai người mời gì ra ngoài vì tự quyết định đi bùi tử quân lạnh lùng chỉ vào đại môn rồi nhìn trần ông thị trần ông thị kinh ngạc ngẩng đầu giờ khắc này nguyên nhân gì mà kế hoạch của bà bị bại lộ cũng không biết được không cam lòng sợ hãi quán niệm tất cả tâm tình giống như nước thủy triều dâng lên con con làm sao biết được trần ông thị run rẩy đứng dậy nhìn bùi tử quân giống như người xa lạ lúc này bà thật sự tiếp nhận sự thật là hắn đã trưởng thành không còn giống khi bé nữa không còn nắm tay bà như trước thật ra trần ông thị tới bây giờ còn chưa nắm tay bùi tử quân chỉ vì lúc đó trong đầu hắn chỉ có lễ tiết mà thôi nên luôn luôn đối trần ông thị cung kính lễ độ đi hỏi nha hoàng của gì bùi tử quân lãnh khóc mỉm cười khóe miệng lưu lại một tia tà mị hơn nữa con cũng không xác định được nha hoàng đó còn khí lực để nói chuyện không trần ông thị trợn to hai mắt không thể tin bước nhanh ra đại sảnh người đâu mau dọn sạch sẽ nơi này đem toàn bộ bàn ghế đồ vật trong đại sảnh đổi lại hết cho ta bùi tử quân trầm giọng quát lập tức có mấy nha hoàng nối đuôi đi vào hắn phân phó xong cũng thu lại tất cả lãnh khốc trên mặt, đổi lại vẻ mặt Nhu Hòa Triệu Tư Nghi, sợ hãi không, chúng ta đi. Dứt lời, nắm tay Triệu Tư Nghi đi đến viện tử của mình. Dọc theo đường đi, Triệu Tư Nghi không nói câu nào, chỉ tùy ý cho bùi tử quân nắm tay, lòng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Trần ông thị thật độc ác. Lại muốn cho nàng uống tị tử thang, bà ta muốn sau khi mình gả cho bùi tử quân, không mang thai được, nên bị hư coi như Trần Vi không còn cơ hội nữa, nhưng cũng không muốn để cho nàng sống tốt. Đúng là ích kỷ, độc ác. Triệu Tư Nghi thầm cắn môi dưới, quán giận. Mong rằng sau khi bà ta về huyện Giang Ninh, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, tốt nhất là biến khỏi mắt nàng luôn cũng được. Đi vào phòng bùi tử quân, nghe thấy hơi thở của hắn, Triệu Tư Nghi mới bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, Triệu Tư Nghi hỏi, làm sao huynh biết vậy? Hôm nay may mắn là có huynh. Xin lỗi, bởi vì huynh mà thiếu chút nữa muội bị thương. Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tư Nghi, rất ấy nấy, hai mắt đỏ bừng, chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi, cả người run sợ, may mà chạy đến kịp, bằng không hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Không phải là không có việc gì sao, đừng lo lắng, đều đã qua. Triệu Tư Nghi thấy Bùi Tử Quân tự trách chính mình, nên an ủi Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân quật cường mím môi, thật không nghĩ tới, vì lại độc ác đến vậy, huynh quá coi thường gì ấy rồi. Lần này là do khinh xuất, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, huynh sẽ bảo vệ muội. Việc này trước đừng nói cho nhà muội biết, nhất là ca ca, muội lo họ biết rồi, sẽ phản đối chuyện giữa muội và huynh, còn nữa, dạo này tâm tình ca ca không tốt, muội không dám cam đoan ca ấy sẽ làm gì với dì huynh. Triệu Tư Nghi thở nhẹ một hơi. Bùi Tử Quân gật đầu đáp, sau đó lại ấy nấy nói xin lỗi là huynh hại muội chuyện này không liên quan đến huynh hơn nữa không phải huynh đã ngăn cản lại sao triệu tương nghi cười ừ sau khi bà ấy trở về sẽ như thế nào nàng không cười nữa mà hỏi thăm bùi tử quân hừa lạnh một tiếng đừng nói là cha mẹ huynh ngay cả dượng cũng sẽ không bỏ qua đâu vì ấy sẽ không thể ở lại huyện giang ninh nữa nếu như nhớ không lầm U Châu bên kia có tòa nhà nghỉ dưỡng, nhiều năm không ai xử lý, là do dưỡng rảnh rỗi mua, có lẽ mấy năm tiếp theo, dì sẽ sống ở đó. Nếu như bà ấy không chịu thì sao? Tính tình bà ấy cố chấp thế mà. Triệu Tương Nghi thật ra cũng muốn trần ông thị ngã đau một lần, nữ nhân này, không trừng phạt nặng một lần, sẽ không biết trời cao đất rộng. Dì mà không chịu cũng không được, tuy nhi không còn nhỏ nữa rồi, phải lập gia đình, vạn nhất chuyện này mà truyền ra ngoài đời này của Vi Nhi sẽ bị hủy. Vì Vi Nhi, dì nhất định sẽ đồng ý đến U Châu tỉnh dưỡng. Bùi tử quân hiếp hai mắt lạnh nhạt nói, nhìn Triệu Tương Nghi, hỏi một câu, muội không cảm thấy gì bị bị trừng phạt như thế là còn nhẹ. Bà ấy để ý nhất là mặt mũi, vinh hoa phú quý, được người người ngưỡng mộ. Bây giờ đột nhiên bị đoạt đi tất cả, như vậy đối với bà ấy cũng đủ tàn nhẫn rồi. Triệu Tương Nghi thở dài một hơi, nói thật chứ, sau này muội không muốn thấy bà ấy nữa như muội mong muốn huynh sẽ làm tốt bùi tử quân hôn nhẹ lên tráng triệu tương nghi một cái không yên lòng nói đêm dài lắm mộng huynh quyết định mấy ngày nay thu dọn hành ý xong sẽ dẫn muội đến huyện gia ninh bái kiến cha nương dù sao hai người họ sau khi biết chuyện này cũng sẽ biết tình cảm của huynh dành cho muội sớm muộn gì cũng sẽ gặp muội đã chuẩn bị chưa nói thật là vẫn có chút khẩn trương triệu tương nghi cười nói từ sau ngày nói chuyện đó triệu tương nghi cũng biết tại sao bùi tử quân lại rõ kế hoạch của trần ông thị toàn bộ có thể nói là ngoài ý muốn tất cả đều do trời định hết ngày đó bùi tử quân làm xong việc ở cửa hàng liền đến triệu phủ tìm triệu tương nghi nhưng bọn hạ nhân lại nói cho hắn biết triệu tương nghi đến biệt viện của hắn rồi còn nói là do hắn phái người tới đón đi điều này làm cho bùi tử quân không hiểu hắn đâu có phái người đến đón triệu tương nghi trong lòng cảm giác không ổn bùi tử quân chạy nhanh về tiểu uyển tỉnh phong sau khi trở về ngoài ý muốn phát hiện trần ông thị tới bà dặn mấy nhà hoàng đến sương phòng bên kia xử lý vài thứ bùi tử quân trong lúc nhất thời không tìm được triệu tương nghi lại thấy trần ông thị đến không khỏi thêm phiền liền bắt một nha hoàng trong đám đó hỏi trần ông thị đến đây làm gì kết quả nha hoàng kia quá hoảng sợ một câu cũng trả lời không được trong tay không biết nắm gì đang muốn vứt bỏ lại bị bùi tử quân nhìn thấy thấy nàng trốn tránh bùi tử quân hồ nghi hỏi nguyên do nha hoàng kia không chịu nói trải qua một hồi đe dọa nha hoàng kia mới nói bùi tử quân kinh hãi biết đó là tị tử phấn còn dư trần ông thị dạng hủy chứng cứ vừa vặn bị bùi tử quân bắt gặp nên kế hoạch của trần ông thị thiết kế tốt hoàng mỹ bị bại lộ không thể nghi ngờ Bùi Tử Quân lại nghĩ tới Triệu Tư Nghi lúc này ở Tiểu Uyển Tỉnh Phong, càng nóng ruột. Cho nên dưới cơn tức giận, sai người đem nha hòa này đánh 50 gậy, còn hắn thì vội vã chạy đến đại sảnh để ngăn lại tình huống phát sinh. Trong chén trà kia là tị tử phấn đã được thêm vào, đó không phải là trà, đó là tị tử thang. Ý niệm như vậy cứ vòng quanh trong đầu Bùi Tử Quân, làm hắn thở không nổi. Khi hắn thấy Triệu Tư Nghi bưng chén trà lên, chuẩn bị uống, tim như ngừng đập, trời đất xoay chuyển, dùng tất cả khí lực chạy tới bên người nàng, ném chén trà xuống, sau liều mạng hô to, không được uống. Ban đêm, Triệu Tư Nghi và Nhâm Thị cùng nhau nằm trên giường lớn. Nhâm Thị yêu thương vuốt tóc Triệu Tư Nghi, dịu dàng nói, sao đột nhiên muốn ngủ với nương vậy? Như vậy, Triệu Tín Lương sẽ chơi đùa với Triệu Hoàng Kỳ bên kia. Triệu Tư Nghi trở mình, đối diện Nhâm Thị, ngọc ngào cười, đã lâu không ngủ cùng nương nhớ lắm miệng dẻo quẹo hà nương thật vui nhâm thị vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng triệu tương nghi dựa vào lòng nhâm thị ngửi thấy hơi thở ngọt ngào trên người nhâm thị lòng dần an ổn ba ngày trải qua chuyện kinh tâm động phách như thế đã trở thành bóng ma trong lòng tích tụ trong lòng nàng nhiều năm trước trương quả phụ cho mình ăn trúng mê dược sau chuyện đó lần thứ hai phát sinh chuyện đáng sợ này nếu không phải bởi vì hai chuyện này Triệu Tư Nghi rất khó lĩnh ngộ được, tâm tư của người thời đại này thật quá hiểm ác đáng sợ. Đồng thời lúc phát sinh, so với người ở hiện đại càng thêm cực đoan đáng sợ. Tiếp này nàng chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, cũng không cầu đại phú đại quý, giống như hiện tại nàng đã hài lòng rồi. Chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ bước chân vào cuộc chiến trạch môn, nhưng bất tri bất giác, nàng lại hãm sâu vào. Triệu Tư Nghi nghĩ tới những thứ này, cả người nhịn không được trùng mình một cái. Nhâm thị phát hiện, không khỏi lo lắng hỏi, buổi sáng đi chơi nên bị cảm lạnh ư? Có cần gọi Văn Châu lấy một cái chăn nữa không? Không cần, con không sao. Triệu tư nghi lắc đầu, dừng một chút, lấy hết dũng khí nhìn Nhâm thị nói, nương, con có lời muốn nói với nương. Ừ, làm sao vậy? Nhâm thị nhìn triệu tư nghi mở hai mắt đen lấy nhìn mình, trong lòng dâng lên yêu thương. Triệu tư nghi vương hai tay, chủ động bá lên cổ nhâm thị nhíp lại gần hơn thở nhẹ khiến nhâm thị ngứa cổ nương tương nghi có người trong lòng triệu tương nghi lúc này cảm giác mình đặc biệt hạnh phúc có một gia đình viên mãn thân nhân thương yêu khi muốn tâm sự có thể giống như bây giờ nói cho nhâm thị nghe nhâm thị đặt tay lên hai tay đang căng thẳng của triệu tương nghi cúi đầu nhìn đứa con bé bỏng trong lòng tiếp động hỏi hả là ai chẳng trách không đồng ý với việc hôn nhân đã an bài chọn tới chọn lui hóa ra có người trong lòng lúc này nhâm thị hiếu kỳ muốn biết đối phương là ai nương có biết đó gương mặt triệu tương nghi ửng đỏ tim đập nhanh đối diện với nhâm thị mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khó tránh ngượng ngùng nhâm thị không đoán không nói gì nhìn triệu tương nghi chờ nàng nói ra triệu tương nghi nuốt nước miếng hai tay hơi căng lên Nàng không chắc ấn tượng của bùi tử quân trong mắt nhâm thị có tốt không, nhưng sự thật là vậy, vẫn phải nói. Là bùi tử quân. Lại là thằng bé. Nhâm thị kinh ngạc, sau một hồi suy nghĩ rồi nói, quả nhiên là thằng bé. Nương đã sớm đoán ra. Lúc này đổi lại là triệu tương nghi kinh ngạc. Nhâm thị nhìn triệu tương nghi chầm chầm, nở nụ cười duyên dáng nói, tương nghi đã lớn rồi, còn có người trong lòng nữa chứ. Trước đó nương không đoán ra chuyện của hai đứa, chỉ là sau này con cứ liên tục từ chối sắp xếp của nương, nên nương đoán con đã sớm có người trong lòng. Ban đầu đoán là bùi tử quân, nhưng không dám khẳng định, luôn cảm thấy hai đứa có lẽ là do quen từ nhỏ nên thân với nhau thôi, nếu nói với con, bạn nhất điều không phải, thì xấu hổ mất. Nhâm thị giải thích một lần. Triệu tư nghi chỉ cười, thật ra, trước khi con cũng nghĩ vậy, chỉ xem bùi tử quân là bạn chơi thổi nhỏ, cũng không có tâm tư gì hết. Thật ra mà nói, bọn họ luôn xem bùi tử quân là tiểu hài tử mà đối đãi Thế nhưng sau khi huynh ấy từ kinh thành trở về, cảm giác thật không giống. Triệu tư nghi hiếp mắt, vài năm không gặp, trong lúc nhất thời con thấy huynh ấy đã trưởng thành, thay đổi rất nhiều không giống như trước. Hơn nữa, cảm giác của con cũng thay đổi theo. Có vài ngày con sống trong sự khó hiểu, mãi đến bây giờ, con mới hiểu được, hóa ra mình thích huynh ấy nếu nói từ trước ở trong mắt nàng bùi tử quân là một đứa trẻ nhưng vài năm sau hắn từ kinh thành trở về lập tức lắc mình trở thành một nam nhân thằng bé có biết tình cảm của con không nhâm thị xoa xoa khuôn mặt nhỏ của triệu tương nghi triệu tương nghi khẽ gật đầu chúng con đã thẳng thắn nói với nhau huynh ấy tỏ tình với con trước nương rất vui khi con đem chuyện này nói cho nương biết nhâm thị cao hứng nói sau lại phân tích thêm, đứa nhỏ tử quân này không tệ lắm, mọi người trong nhà cũng đã đánh giá. Thông minh, có năng lực, từ nhỏ đã gánh vác việc nhà, hơn nữa tính tình còn phóng khoáng hơn hoàng lâm nhà mình. Gia cảnh rất tốt, phụ mẫu cũng là người thông tình đạt lý, nhất là bùi phu nhân, cũng không kênh kiệu, nói chuyện rất hợp lý. Nói đến đây, nhâm thị đột nhiên nhìn triệu tư nghi treo gẹo, nói như vậy, con lại rất may mắn, gặp được một mẹ chồng tốt, đây mới là điều quan trọng. Chúng ta nói về việc lập gia đình, chủ yếu vẫn phải xem cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng còn quan trọng hơn phu quân nhiều, phu quân bình thường tốt cũng không đủ, cha mẹ chồng cũng tốt mới được. Nương, nương nói dẫn gì vậy? Bác tự còn chưa xem, nương nói vậy giống như chuyện đã thành rồi ấy. Triệu tư nghi khẽ đẩy nhâm thị. Nhâm thị lại nghiêm túc nói, sao có thể đùa dẫn được? Đây chính là chuyện chung thân đại sự của con mà, con vừa ý thằng bé, mà thằng bé cũng vừa ý con, vậy thì phải nhanh tay mới được lẽ nào con cũng muốn rơi vào kết cục giống ca ca con và uyển giao ư nhắc đến chuyện triệu hoàng lâm nhâm thị không khỏi thở dài ngoài mặt nói ai vừa nhắc tới chuyện hoàng lâm lòng nương liền khó chịu qua năm nữa hoàng lâm đã hai mươi rồi rất nhiều người bằng tuổi nó đã làm cha nhưng nó đối với chuyện chung thân đại sự của mình không chút quan tâm bà nội con vì việc này mà khóc đến mấy lần bà đã lớn tuổi còn tự mình chạy đến miếu thỉnh bồ tát rất cực khổ không phải là mong đem chuyện hôn nhân của Hoàng Lâm thành sao? Ca ca tính tình quật cường triệu tương nghi mím môi. Nhâm thị gật đầu, nếu không phải nương khuyên nhủ, bà nội con đã cãi nhau với Hoàng Lâm, bà thích viễn giao, khi biết viễn giao bị Hoàng Lâm ép đi, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đổ bệnh. Trong chuyện này, ít nhiều cũng là con sai. Triệu tương nghi rủ mi. Mà thôi, trước nói về chuyện của con đã, tóm lại trong phủ phải có một, hai chuyện tốt, để làm tiêu tan chướng khí, khiến tâm tình của mọi người trong nhà tốt hơn. Nhâm thị xoa xoa trán của mình, suốt ngày làm lụng vất vả, đúng là rất mệt. Nương, nương cực khổ rồi. Triệu tư nghi chủ động rút vào người nhâm thị, lòng mang cảm kích nói. Nhâm thị chỉ cười, có những lời này của con, nương có mệt thêm nữa, cũng đáng. Được rồi, nhâm thị nhớ lại vấn đề chính, các con tâm đầu ý hợp, về chuyện chung thân đại sự, tử quân bên kia thì tính thế nào? Trưởng bối Bùi gia bên kia đã biết hết chưa? Bùi bá bá, Bùi bá mẫu bọn họ tạm thời không biết, có điều tử quân dự định mấy ngày nữa dẫn con đến huyện Giang Ninh chính thức bái kiến cha nương huynh ấy. Triệu Tương Nghi trả lời. Sắc mặt nhâm thị lập tức thay đổi, chẳng qua khóe môi vẫn còn giữ lại nụ cười, loại sự tình này, một cô gái chưa lấy chồng như con, sao có thể tự mình đến đó được. Nếu bị truyền ra ngoài, không phải bị người ta chế cười sao may mà con sớm nói với nương bằng không sẽ thành ra cái dạng gì nhâm thị âm thầm lo lắng suy nghĩ một chút lại nhắc đến bùi tử quân thằng bé này cũng thật là lại sơ ý quá loại sự tình này cũng không đi hỏi rõ thiếu chút nữa làm con mất mặt rồi vậy nên làm sao mặc dù nói thế nhưng triệu tư nghi thầm nói trong lòng lễ nghi thật phiền phức nàng đều không biết Trước tiên tử quân phải nói cho trưởng bối biết, nếu bọn họ thích con, vừa ý con, tự nhiên sẽ tìm bà mối đến nhà chúng ta làm mai. Đến lúc đó, có bà mối, như vậy đúng lễ nghi, tất cả tự thuận lý thành chương, thanh danh của con cũng truyền ra tốt hơn. Con không danh không phận, đã theo người ta đến huyện Giang Ninh, còn thể thống gì nữa? Nói nói bình thường là đi chơi thì thôi, con trở về nhà với ý tứ khác. Nhâm thị nắm tay triệu tư nghi tinh tế dặn dò, cũng tự trách, là do nương không tốt, bình thường nung chiều, không dạy cho con mấy thứ này. Nương thấy, bắt đầu từ ngày mai, nương phải gắt cao dạy con mới được, chờ đến lúc con xuất giá, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, sẽ bị nhà chồng coi thường. Vâng, nương, con sẽ thật chăm chỉ mà học. Triệu Tư nghi hạ quyết tâm nói. Nhâm thị nghe vậy, xì cười, búng lên trán nàng, cưng chiều nói, con đó, hiện tại có người trong lòng, nên cái gì đều nguyện ý làm đúng là con lớn không dùng được mẫu thân nung chiều nên mới vậy đó triệu tương nghi làm nũng hai mẹ con vùi vào trong chăn bầu không khí rất là hòa hợp cùng lúc đó trần ông thị ôm tâm tình thấp thỏm về tới huyện giang ninh bà ta biết mình đang gần đối mặt với kết quả thê thảm nhưng chẳng ngờ tới kết quả này còn nghiêm trọng hơn dự đoán trần đại nhân bên kia sau khi biết giận dữ Trần Vi trong lúc vô tình biết được, càng đối với Trần Ông Thị thất vọng đến cực điểm, thậm chí cũng không muốn bên vực cho bà. Trái tim Trần Ông Thị lạnh băng, bà làm vậy là vì ai, không phải là vì nữ nhi duy nhất này sao? Kết quả, nữ nhi lại đâm ra ghét bà, đây là báo ứng sao? Mới về tới huyện Giang Ninh, đã bị Trần Đại Nhân mạnh mẽ đóng cửa giam giữ, hơn nữa không ngoài sở liệu, Trần Đại Nhân có ý muốn đưa Trần Ông Thị đến U Châu tịnh dưỡng vốn là muốn cho bà cả đời sống ở đó. Theo suy nghĩ của Trần Đại Nhân đây xem như là một chuyện nghiêm trọng. Ông ta chưa bao giờ ngờ đến phu nhân nhà mình lại là người có thủ đoạn độc ác thế. Điều này đối với người cả đời chính trực như Trần Đại Nhân mà nói, có thể nói là một vũ nhục rất lớn. Có điều Trần Vi không đành lòng, còn vì Trần ông thị cầu tình, thấy Trần Vi như thế, Trần Đại Nhân chung quy vẫn mềm lòng, chỉ cứng rắn một lúc đầu. Trần ông thị vì để chuyện này có thể áp xuống, không lộ ra một kẻ hở, cũng không ảnh hưởng chung thân đại sự của Trần Vi, liền đáp ứng nói với bên ngoài mình đến U Châu tỉnh dưỡng. Trần ông thị đi rồi, bùi tử quân mới về huyện Giang Ninh. Nhâm thị sau khi biết tâm tư của Triệu Tư Nghi, tự mình đi tìm bùi tử quân đàm luận, đem chuyện đêm đó bàn với Triệu Tư Nghi nói lại cho bùi tử quân nghe một lần. Bùi tử quân liên tục nói xin lỗi, nói mình sơ sót, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nhâm thị thấy thế, cũng yên lòng, chỉ còn chờ Bùi Tử Quân từ huyện Giang Ninh đưa tin về. Bên này, Bùi Tử Quân về tới Bùi Phủ. Mấy ngày trước, Bùi Hạ Niên và ông Thị mới nhận được tin, bị việc Trần ông Thị làm khiến cho sợ hãi. Bùi Tử Quân vừa về tới, ông Thị không yên tâm hỏi, tương nghi, con bé có làm sao không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy nhà chúng ta ăn nói sao với triệu gia đây? Lúc trước là chuyện phạt quỳ, không ngờ, vài năm sau, cảnh cũ tái diễn, còn nghiêm trọng hơn chuyện trước. Bùi tử quân vừa nghe Trần Ông Thị nói chuyện đó, trong lòng không khỏi phát cáo, chỉ thản nhiên nói, tư nghi không có việc gì, nhưng cũng không có nghĩa chuyện này có thể cho qua. Ông Thị kinh ngạc nhìn con trai, thêm nữa bà đã sớm biết tình cảm của con dành cho triệu tư nghi, cho nên lúc này ngưng trọng nói, tử quân, con đi theo nương, nương có lời muốn nói với con. Vừa lúc con cũng có chuyện muốn nói. Bùi tử quân mỉm cười trong lòng ông thị có chuyện, chỉ miễn cưỡng cười cười. Hai mẹ con đi tới nhà thủy tạ ngồi, ông thị bảo nha hoàng lui xuống cách đó không xa, chờ an bài xong tất cả, mới dịu dàng mở miệng nói, cha con và nương đã biết chuyện của con và tư nghi. Dạ, con cũng được. Bùi tử quân gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu ý, dưới ánh dương càng thêm chói mắt, nương, con thích tư nghi đã nhiều năm, trước kia muốn nói, thế nhưng con không biết ý tư nghi thế nào, cho nên không dám ở trước mặt nương thừa nhận. Ông thị gật đầu, bà biết rõ tính con trai mình, đã chắc chắn chuyện gì thì mới dám nói. Bây giờ cha nương đều biết cũng tốt, vậy cha nương thấy thế nào về việc này? Bùi Tử Quân vội hỏi ý ông thị, bởi từ nhỏ đến lớn, Bùi Hạ Niên luôn gây áp lực nặng nề lên người hắn, cho nên Bùi Tử Quân lại thân thiết với ông thị hơn. Đứa nhỏ tư nghi kia cũng không tệ. Ông thị gật đầu thừa nhận, cười ôn hòa nhưng giữa hai hàng lông mày nhăn lại lộ vẻ lo âu cái này không qua được mắt bùi tử quân thế nào nương không hài lòng gì sao bùi tử quân tiểu tâm giật giật hỏi hắn thật sự rất sợ phụ mẫu của mình không đồng ý hôn sự này kết hôn mà không được trưởng bối chúc phúc sẽ không hoàn mỹ luận phẩm hạnh cương nghi là người ngay thẳng tính tình sang sản đoan chính nương rất thích luận gia cảnh nhà bọn họ những năm gần đây phát triển không ngừng tuy rằng so với nhà chúng ta cũng có chênh lệch, nhưng dù sao cũng là nhà gái, không có trở ngại là được. Mặc dù nhà bọn họ hiện nay còn ở nông thôn, nhưng nương không để ý nhiều, nương chỉ xem người đó thế nào thôi. Ông Thị Thành nói ra ý nghĩ trong lòng, tuy xuất thân là thiên kim được cưng chiều từ nhỏ, nhưng bà không tự cao tự đại, so với việc xem trọng môn đăng hộ đối, thì bà coi trọng ý nghĩ của bọn nhỏ hơn. Còn vấn đề gì? Bùi tử quân thẳng lưng ngồi thẳng, khẩn trương. Hắn hiểu rõ mẫu thân mình, lúc bàn chính sự, theo thói quen đe mặt không tốt nói sau cùng. Ông Thị nghiêm túc nhìn con trai, nhíu mày, cười khổ nói, nhưng nhà con bé có một cái không tốt. Bối cảnh của nhà bọn họ quá phức tạp, không phải nương cố tình nói xấu sau lưng người ta, mà là sự thật. Con xem, mẹ đẻ tư nghi lúc con bé 3 tuổi, đã chạy trốn theo người khác, có một người mẹ như vậy, khiến nương không yên lòng. Triệu thúc thúc con khi xưa lấy mẹ đẻ tư nghi, hơn phân nửa rất vui mừng, nhưng lòng người thay đổi. Tựa giống như con bây giờ, khó bảo đảm tương nghi sau này sẽ không. Nương, tương nghi là tương nghi, mẹ đẻ muội ấy là mẹ đẻ muội ấy, tương nghi sẽ không như vậy. Mẹ đẻ muội ấy đã bỏ đi khi muội ấy 3 tuổi, nên chưa từng giáo dưỡng tương nghi, muội ấy sao học được. Hơn nữa, mẫu thân bây giờ là nhâm thị đó không phải là người rất tốt sao? Nương không phải rất thích nói chuyện với triệu thẩm thẩm à? Bùi tử quân có chút nóng nảy, tư nghi còn chịu ảnh hưởng của triệu thẩm thẩm nhiều hơn mà. Nói là nói vậy. Ông thị cho mày, tử quân, con nghìn vạn lần đừng cho rằng nương ghét bối cảnh tư nghi, nương cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Đứa bé kia bây giờ thì nhìn rất được, không thể nói sau này sẽ. Nói tóm lại con bé có một người mẹ đẻ như vậy, khiến nương không yên tâm. Nương, con không thể không có muội ấy. Bùi tử quân thẳng thắng nói trong mắt ông thị kinh ngạc, con không muốn suy nghĩ thật kỹ sao? Nương, con đã nghĩ nương sẽ cao hứng chúc phúc cho con và tư nghi. Bùi tử quân hơi thất vọng nói, nhưng địa vị ông thị ở trong lòng hắn vẫn rất cao, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tức giận với ông thị hay là gì đó, chỉ khẩn cầu, nương, mong nương tin con, tư nghi nhất định sẽ là một con dâu tốt. Nương đừng đem tất cả sai lầm của mẹ đẻ tư nghi, đổ lên người mùi ấy. Nương ông thị quay mặt qua chỗ khác, đột ngột quá, nên nương không tiếp nhận được thôi. Như vậy Vi Nhi thì sao đây? Bùi tử quân thản nhiên nói, Vi Nhi có một mẫu thân có thủ đoạn độc ác thế, mùi ấy về sau có thể gã ra ngoài không? Tử quân, tại sao con có thể nguyền rủa Vi Nhi hả? Ông thị hơi kích động, chuyện trần ông thị làm để khiến bà bị tổn thương, thân sinh tỉ muội biến thành như vậy, ai vui vẻ mà tiếp nhận sự thật này? vậy sao nương không chấp nhận tương nghi được trong mắt bùi tử quân bao hàm khẩn cầu chuyện giống vậy tên người vi nhi nương có thể thông cảm đặt ở trên người tương nghi sao lại biến thành không yên lòng nương ông thị nhíu mày trong lúc nhất thời không trả lời được một lát sau bà chậm rãi mỉm cười bởi vì nương đã nhìn vi nhi từ nhỏ lớn lên tính tình của con bé nương hiểu quá rồi cho nên mới tín nhiệm hơn tương nghi tuy rằng cũng không xa lạ gì nhưng cũng không phải người nhà mình, con muốn nương trong khoảng thời gian ngắn sao tiếp thu được sự thật này. Ông thị thật ra rất thản nhiên thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Vậy từ từ sẽ đi. Bùi tử quân lùi một bước nói, mùi ấy năm nay 14, sang năm đã tập kê. Ngay lúc này nương hãy ở một bên quan sát mùi ấy, chỉ cần nương ở chung với mùi ấy lâu chút, nhất định cũng giống như con, thích mùi ấy. Có thể nhìn ra được, con rất quan tâm đến con bé ông thị lúc này vừa vui mừng vừa lo lắng vui mừng là con trai của mình rốt cuộc đã trưởng thành có trách nhiệm nguyện ý nỗ lực vì người mình thích rất đáng tin cậy đáng lo là người con trai thích có đáng gái để con trai mình nỗ lực nhiều đến vậy không nương nương đồng ý bùi tử quân hỏi lần nữa ông thị hồi hồn do dự một lúc một lát sau thở dài gật đầu nếu như con thích nương nguyện ý thử một lần tốt quá con biết nương là người thông tình đạt lý mà bùi tử quân vui vẻ nói vậy nếu như có một ngày đúng như nương nói vậy tương nghi thay lòng thì sao ông thị nói ra khả năng xấu nhất không có ngày đó đâu bởi vì con trai nương là người rất thông minh sẽ tìm cách không cho muội ấy trốn bùi tử quân nhìn ông thị tự tin cười ông thị đầu tiên là ngạc nhiên sau cười thoải mái không hổ là con trai cả ta vậy cứ quyết định thế đi bùi tử quân thở phào nhẹ nhõm nương con đánh cược với người không lâu đâu nương sẽ thích muội ấy bản thân nương cũng thích con bé hơn nữa con trai nương cũng thích nương đây càng thích hơn ông thị gật đầu tán thưởng chỉ là một lã thị ngăn giữa đã khiến ông thị không thoải mái rồi nương hỏi con ông thị ngưng mi mẫu thân ruột của con bé không quay lại chứ chắc là sẽ không trước kia hình như bí mật trở lại một lần, lại bị người triệu gia đuổi ra khỏi cửa, trong lòng bọn họ đều bài xích bãi, bà bởi vì bà ấy đã làm chuyện tàn nhẫn, ích kỷ đó. Bùi tử quân nhớ lại. Nga, như vậy không thể tốt hơn, bằng không sẽ có nhiều chuyện khó khăn đây. Ông thị cảm khái nói, ai, nói tới nói lui, nhà đầu tư nghi kia cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, theo phụ thân sống khổ. Bây giờ có triệu thẩm thẩm, con thấy thẩm ấy đối xử với tư nghi tốt lắm, tư nghi cũng thích thẩm ấy. Bùi tử quân nói. Ông thị hiền lành gật đầu, nhâm thị rất hợp ý nương, là một người lưu loát. Ai, nếu nàng là mẫu thân thân sinh của tư nghi thì tốt biết bao, như vậy nương không nói hai lời lập tức tiêm bà mối đến nhà họ. Thật ra, triệu thẩm thẩm bây giờ rất giống nương thân sinh của tư nghi, hai tử nhà họ đều xem thẩm ấy là nương thân sinh mà đối đãi là một kế mẫu thành công như vậy, thẩm ấy không phải là số một thì cũng là số hai số hai nương nương hãy thả lỏng mình ra đừng quá lo lắng bùi tử quân nghe vậy tâm khẽ động nhân cơ hội giựt dây ông thị lắc đầu kiên định nói cái này đúng là vậy nhưng nương vẫn muốn quan sát thêm một thời gian nữa sau đó nhìn bùi tử quân cười nói con yên tâm cũng không phải lâu lắm đâu sẽ không trì hoãn các con vậy mau nhanh lên chút Tiểu gai đã bắt đầu chọn chọn phu quân cho tương nghi, nương không sợ con dâu tương lai của mình sẽ thuộc về nhà khác à. Ông thị lắc đầu bất đắc dĩ cười, nếu con bé bằng lòng chờ con, đừng nói là một, hai năm, cho dù là cả đời, đều nguyện ý chờ. Đây không phải là cơ hội tốt để thử sao. Nương yên tâm, bọn con tuyệt đối sẽ thành công vượt qua thử thách. Bùi tử quân tự tin nói. Ngày ấy bùi tử quân quay về Trấn Thanh Hà, ông thị cũng đi theo. Triệu tư nghi sau khi biết, rất khẩn trương, nhưng ông thị vẫn chưa mời bà mối đến, cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, khiến nhâm thị có hơi thất vọng. Có điều quan hệ của nhâm thị và ông thị không tệ, cũng tin rằng ông thị làm vậy là có lý do. Trưởng bối hai bên gặp nhau, nhâm thị lời ít mà ý nhiều nói chuyện của bùi tử quân và triệu Tương nghi, đây cũng không phải là bí mật gì, lúc nói, nhâm thị hàm súc nhấn mạnh, Bùi tử quân không thể trì hoãn chung thân đại sự của Triệu Tương Nghi. Nếu đối phương không hài lòng, thì nên nói ra trước, hài tử nhà họ không kém cỏi đến nỗi không ai thích. Ông Thị dịu dàng nói, bọn tôi cũng không phải soi mói xúc phạm nhà phu nhân, chỉ là chuyện của bọn nhỏ, vẫn phải tinh tế an bài chu toàn đã. Tôi thấy con gái nhà phu nhân năm nay mới 14, chưa cập kê, không ngại sẽ chờ đến lúc cập kê, dù sao cũng không chậm. Có lời này của ông Thị, nhâm Thị thoáng an lòng. Triệu Tư Nghi vẫn cúi đầu, không dám nhìn ai, thứ nhất bởi vì trưởng bối đang nói chuyện, nên có chút ngượng ngùng. Thứ hai, nàng không ám nhìn thẳng vào mặt ông thị, sợ mình sơ ý làm sai gì đó, lưu lại ấn tượng xấu, cho nên vẫn là im miệng không nói là được rồi. Người lớn thì bàn luận vui vẻ, sau khi ăn một bữa cơm ngon, vẫn có ý muốn tiếp tục nói chuyện. Bùi tử quân mời mọc, mang triệu tư nghi lui xuống, vốn trước hôn nhân, nam nữ ở chung một chỗ ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng người lớn thấy Triệu Hoàng Lâm cũng ở cùng nên không nói gì hết. Ba người nhất tề rời khỏi Triệu phủ, Triệu Hoàng Lâm rất tự giác đến hiệu thuốc, để lại không gian riêng cho Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân hai người. Triệu Tương Nghi kinh ngạc nhìn bóng lưng ca ca, thở dài, rồi đi theo Bùi Tử Quân đi hướng ngược lại. "Muội đừng lo, nương huynh rất thích muội, nếu đã biết tình cảm của huynh dành cho muội, liền quyết định hảo hảo mà khảo nghiệm muội một chút, nhìn thử xem muội có phải là con dâu tốt không." Bùi tử quân trấn an nói, hỏi ngược một câu, biết ý này nghĩa là sao không? Hả? Triệu tư nghi mơ hồ ngước mặt lên nhìn bùi tử quân. Đứa ngốc, ý là triệu tư nghi muội sẽ trở thành thê tử của bùi tử quân này. Bùi tử quân treo đùa, một lát sau dừng chân, không cười nữa, thành thật nói. Tư nghi, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội đừng sợ, bất cứ lúc nào muội cần huynh đều ở đây, muội không có một mình đâu muội cũng không có yếu ớt như là huynh nghĩ đâu triệu tương nghi nắm chặt nắm tay nhỏ quơ quơ trước mặt bùi tử quân trong lòng hết sức cảm động bùi tử quân có thể cam kết như vậy với mình bùi tử quân nghe vậy quay đầu sang một bên cười sau xoa đầu triệu tương nghi huynh biết tiểu di của huynh sao rồi đi tới đi lui triệu tương nghi đột nhiên hỏi tới trần ông thị so với tưởng tượng của chúng ta còn thảm hơn Bùi tử quân lời ít mà ý nhiều, những lời này lại làm cho triệu tư nghi cả kinh. Nàng biểu môi, không nói chuyện, chỉ trầm mặt thở dài một hơi. Lúc huynh về huyện Giang Ninh có gặp Vi Nhi, mùi ấy đến xin lỗi huynh, còn nói không có biện pháp đến Trấn Thanh Hà xin lỗi muội. Bùi tử quân nói. Triệu tư nghi nghe thấy câu cường điệu phía sau, ngẩng đầu nghi vấn hỏi, tỷ ấy làm sao vậy sao? Không có chuyện gì, chỉ là... Bùi Tử Quân dừng một chút, khóe môi nhếch lên vài phần bất đắc dĩ, lại miễn cưỡng cười, con bé rất nhanh sẽ phải lập gia đình. Cái gì? Triệu Tư Nghi giật mình không chỉ một một chút, Trần Vi trở lại huyện Giang Ninh mới bao lâu, sao đột nhiên gia đình? Là bị Trần ông thị bức bách sao? Phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến điều này. Bùi Tử Quân gật đầu chắc chắn, bắt đầu giới thiệu vị hôn phu của Trần Vi, là con trai vệ gia, cũng ở huyện Giang Ninh phụ thân là vệ kinh nam cũng là một thành viên trong hội thương hiệp của cải nhiều Vì nhi mà gả qua sẽ không phải lo lắng đến việc ăn ở người đó tên vệ lâm là trưởng tử vệ gia cũng có thể nói là con trai độc nhất vệ gia trừ hắn ra chỉ còn lại một nữ nhi còn lại tất cả đều là thứ xuất cũng không được tính ngoài vị muội muội nhỏ nhất những người khác đều lập gia đình duy trưởng tử vệ lâm chưa lập gia đình đây là điểm yếu hại của phu phụ vệ thị muội chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột Triệu Tương Nghi không cười nữa, nàng khó có thể tiếp nhận nỗi sự thật này, có thể nhìn ra Trần Vi rõ ràng rất yêu Triệu Hoàng Lâm, nhưng bây giờ lại nhanh chóng chọn một người khác để lấy. Nhưng ngẫm lại cũng hiểu được, Trần Vi yêu Triệu Hoàng Lâm nhiều năm như vậy, nhưng Triệu Hoàng Lâm căn bản không động tâm với Trần Vi, không từ bỏ sao mà được. Khổ nổi, người mình yêu không yêu mình, không bằng tìm một người khác cả cho rồi, cố gắng còn có thể được yêu thương. Trần Vi muốn như vậy sao? vừa nghĩ tới một nữ tử hiền hào cao quý đến thế sẽ gả cho người mà mình không thích triệu tương nghi cảm thấy đau lòng nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ không phải ai cũng may mắn giống chúng ta có thể tìm được người mình yêu huynh nghĩ người vi nhi chọn rất tốt sau khi biết tin huynh đã đi thăm dò vệ lâm kia người cũng không tệ vi nhi chọn hắn sẽ không hối hận bùi tử quân cảm khái nói triệu tương nghi chưa từ bỏ ý định hỏi huynh xác định không phải gì huynh bức bách Mùi tử quân lắc đầu, vì đã sớm đi U Châu tịnh dưỡng, chuyện chung thân đại sự của Vi Nhi do dưỡng làm chủ. Người là Vi Nhi tự chọn, mặc dù Huynh đã nhìn ra, mùi ấy không có tình cảm với vệ lâm, nhưng lại chọn vệ lâm, chất cuộc sẽ không kém đâu. Có thời gian muội muốn đi huyện Giang Ninh thăm Vi Tỷ Tỷ. Triệu Tư Nghi rủ mi mắt nói. Hay là chờ đại hôn của Vi Nhi rồi đi, sự xuất hiện của muội bây giờ sẽ khiến Vi Nhi nhớ đến Hoàng Lâm, như vậy vi nhi đau lòng lắm nếu đã chọn lấy người khác cũng phải thật vui vẻ gả đi đừng khiến vi nhi do dự cái loại tư vị này không dễ chịu đâu bùi tử quân lắc đầu hủy bỏ quyết định của triệu tương nghi triệu tương nghi ngưng mi sao tỷ ấy lại làm chuyện điên rồ thế này trần vi là ai a à, muội yên tâm sẽ không bùi tử quân đối điểm ấy thập phần kiên trì nếu đã lựa chọn như vậy đã chứng minh vi nhi quyết tâm quên đi mặc dù quá trình có chút thống khổ. Ở huyện Giang Ninh xa xa, Trần Vi đang ôm má ngồi thất thần trước cửa sổ, ngây ngốc hoa hải đường bên ngoài. Hải đường năm nay đã nở, cũng không phải minh diễm lắm, còn cảnh vật thì sao? Trần Vi không sức sống suy nghĩ, nhưng mặt sang, vừa lúc nhìn thấy giá y thẳng thớm treo trên kệ quần áo, đã từng, nàng ngọc ngào theo từng đường kim mũi chỉ, hôm nay, nàng mặc lên giá y này, nhưng Tân Lan lại không phải là người trong mộng. Tiểu thư, thiếu gia vệ gia đến quý phủ nói muốn mời tiểu thư đi dạo giọng nói của nha hoàng tiểu kỳ truyền đến tâm tình chủ tử gần đây không vui khiến mọi người sợ hãi và nhất sơ ý chọc tới sẽ gánh hậu quả đặc biệt khi nhắc đến vệ lâm càng phải cẩn thận quả nhiên trần vi nhíu mày nhưng không có giận giữ mắng tiểu kỳ chỉ nói ngươi đi nói với hắn ta không được khỏe đau đầu nên không đi được đổi ngày khác đi vừa dứt lời ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái đau đầu sao vậy càng phải đi ra ngoài bảo đảm khi quay về nàng sẽ đỡ hơn trần vi nghe thấy tiếng quả nhiên thấy vệ lâm đang đứng dưới tàn cây hải đường thân bạch y dường như muốn cùng hao hải đường hào vào một và áo ánh lên nhu quan làm nổi bật khuôn mặt túng tú của hắn hết thảy đều trở nên có chút mơ hồ trong lúc mơ hồ trần vi ngẩn người giọng nói và dáng điệu vệ lâm giống như triệu hoàng lâm nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải là triệu hoàng lâm mặc dù có vài phần giống là lý do này sao chỉ vì còn có thể ở trên người hắn miễn cưỡng tìm được hình bóng triệu hoàng lâm cho nên mới chọn vệ lâm lừa gạt chính mình vệ lâm thấy ánh mắt trần vi nhìn mình nụ cười trên mặt cứng lại chậm rãi tiêu thất nha hoàng lui ra vệ lâm bước lại gần còn chưa tới trước mặt trần vi trần vi ngăn lại nam nữ chưa thành hôn không thể gặp mặt trước khi cưới, cái này công tử không hiểu sao. Còn có đây là khuê phòng của tiểu nữ, công tử tự tiện xông vào, có quá lỗ mãn hay không? Bước chân vệ lâm dừng lại, sau tiếp tục bước đến, phản phất không có nghe thấy lời Trần Vi nói, chỉ cố thực hiện ý nghĩ trong lòng, ta thích là nhìn bộ dáng này của ta đó. Bởi vì chỉ có lúc này, ta mới có thể cảm giác được, trong mắt nàng chính là ta, chứ không phải là người khác. Lúc nàng dùng ánh mắt đau thương đó nhìn ta, nhất định không suy nghĩ đến ta. Vừa mới bắt đầu, hắn nhạy cảm đoán ra được, vị Trần tiểu thư này nhất định là đem hắn xem là một người khác. Trần Vi kinh ngạc, khôi phục lại sắc mặt thường ngày, giảo cợt, đầu óc công tử không phải có vấn đề chứ, thích bị người ta chửi mới được sao? Không, phải nói là, chỉ cần lúc nàng nói chuyện nghĩ đến vi phu, mà không phải người khác là được, vi phu không muốn ai oán, khi lão bà mình cưới về, lại tâm tâm niệm niệm người khác phế miệng vệ lâm nhếch lên trần vi tinh tế nhìn vệ lâm đột nhiên có chút hối hận vì đáp ứng cửa hôn sự này nhưng đã đồng ý rồi hối hận cũng không kịp chết tiệt nàng âm thầm cắn môi nàng hối hận giống như đọc được suy nghĩ vệ lâm nhẹ nhàng hỏi một câu trần vi cúi đầu vẫn chưa phát hiện ra trong mắt vệ lâm có một tầng ưu thương không phải nói ra ngoài sao đi thôi trần vi cắn môi dẫn đầu ra ngoài khóe môi vệ lâm nhếch lên dính bóng lưng trần vi đột nhiên lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu hồng nhạt đó là mấy tháng trước trần vi du hồ làm rơi vừa lúc bị vệ lâm nhặt được lúc đó gặp trần vi một lần nhớ mãi không quên trải qua tìm kiếm mới điều tra ra được thân phận và nơi ở của nàng phía trên khăn tay là một bài thơ phú vệ lâm thật lâu khó quên hắn tin rằng người con gái này chính là một nửa kia của mình sở dĩ hắn năm lần bảy lượt đến trần phủ cầu thân nhưng đều bị trần vi cự tuyệt không sao hết hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ cần trần vi không trở thành thê tử của người khác thì vẫn còn cơ hội cũng không biết là ông trời cảm động thành ý của hắn hay sao trần vi cuối cùng đồng ý hắn mừng rỡ như điên chạy tới trần phủ tìm nàng nhưng ngày đó hắn lại chỉ thấy dưới tán cây hải đường Trần Vi ngồi xổm, ôm người mà khóc. Nàng như vậy là không muốn gả cho hắn sao? Vậy tại sao chọn hắn? Ngày đó, hắn suy nghĩ nhiều muốn bước đến ôm lấy nàng, thế nhưng hắn lùi bước, còn nhiều thời gian, hắn quyết định sẽ dùng cả đời mình khiến cô gái này sẽ thích và chỉ thích hắn. Rốt cuộc có đi hay không? Trần Vi quay đầu phiền chán nhìn Vệ Lâm. Vệ Lâm mới phục hồi tinh thần lại, nhếch môi cười, thầm nói, không sao. Có thể đáp ứng mình ra ngoài đi dạo đã là một bắt đầu tốt rồi. Hai người một đường ngồi xe ngựa đi tới vùng ngoại ô. Lúc này cuối xuân, cảnh sắc xung quanh rất đẹp. Nhưng Trần Vi không có hứng thú ngắm cảnh, chỉ ngơ ngác ngồi trong xe như đi vào cõi thần tiên. Vệ Lâm một mực chuyên chú nhìn nàng, nhìn thấy vùng lông mày nàng từ khi xuất môn không giãn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến nàng thống khổ như vậy. Tông tử muốn làm gì? Sau khi hoàng hồn, đối mặt với vệ lâm đang cách mình ngày càng gần, Trần Vi không kiềm chế được cơn giận, trực tiếp đẩy khuôn mặt hắn ra, bộ dáng rất tức giận. Bộ dạng bây giờ của nàng so với bộ dạng trầm lặng lúc nãy, đẹp hơn nhiều. Vệ lâm mỉm cười, lại treo chọc, nàng định mưu sát chồng à. Còn chưa thành hôn, đã nghĩ muốn làm quả phụ. Đăng đồ tử Trần Vi tức giận, cả người run sao ta lại chọn một vị hôn phu như ngươi, mắt ta bị mù rồi bây giờ biết cũng đã trời rồi từ từ mà thích ứng đi vệ lâm không sợ trần vi phát hỏa da mặt dày mỉm cười đối mặt người như vậy trần vi có chút bất đắc dĩ chặt miệng không thèm nói nữa hối hận vì gả cho vệ lâm hối hận vì hôm nay đáp ứng đi cùng hắn cũng hối hận khi nói chuyện với hắn nhìn từng biểu cảm trên mặt trần vi đen như điếc nồi nụ cười trên mặt vệ lâm càng sáng chói hắn chính là muốn thấy một trần vi như vậy chỉ có lúc này trong lòng nàng mới có thể nghĩ đến hắn mà không phải người khác nương tử nàng rất thích đi du hồ vệ lâm đột nhiên nhìn trần vi hỏi trần vi không khỏi nhìn hắn sau đó quay mặt qua chỗ khác lạnh lùng nói chúng ta vẫn chưa thành hôn gọi như vậy không hợp quy cũ ta thích là tốt rồi nhà của ta không giống nhà nàng ban đầu là nhà quan cho nên không có quá coi trọng lễ nghi này nàng sau khi xuất cái sẽ biết cha mẹ ta rất tùy ý như vậy nàng mới có thể thanh nhàn tự tại, hiểu không? Vệ Lâm nói, còn vương tay nhéo mũi Trần Vi. Trần Vi bất ngờ không kịp đề phòng, tim đập nhanh. Ta muốn giết ngươi đến triệu Hoàng Lâm còn chưa từng làm vậy với nàng. Vệ Lâm hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả? Vệ Lâm thừa dịp Trần Vi tâm hoảng ý loạn, cười phúc hắc hôn lên môi nàng. Môi Trần Vi nóng không hề lạnh giống như trong tưởng tượng, thật tốt. Hắn tinh tế thưởng thức, chậm rãi mút, Hương khí từ miệng Trần Vi bị hắn tham lam nuốt vào miệng, tay hắn vòng quanh ôm eo Trần Vi. Cho đến khi Trần Vi phản ứng kịp, cắn chặt môi dưới, hung hăng nháo tay hắn. Đau. Hắn tránh thoát, còn kêu rên, có chút bị tổn thương nhìn Trần Vi, nàng thật sự muốn mưu sát chồng. Cút, cái tên tiểu nhân vô sĩ này. Trần Vi không nghĩ tới vệ lâm lại phóng đẳng không kềm chế được, vì ý khinh bạc nàng, môi nàng còn chưa bị kẻ nào chạm qua, hắn cư nhiên, Hắn cư nhiên đoạt lấy nụ hôn đầu của nàng. Vệ lâm cao mày xoa nhẹ cánh tay mình, cẩn thận đụng vết thương ở môi dưới, vết máu dính trên tay đập vào mắt. Đã chảy máu, nàng mau giúp ta xoa đi. Lâm cười đến mắt hiếp lại. Trần Vi ngây ngẩn cả người, nàng là chưa từng thấy qua ai mặc dày như tên vệ lâm này. Trong lúc nhất thời, nhìn môi vệ lâm chảy máu, Trần Vi đột nhiên nhớ đến mình vừa rồi bị hắn hôn, cái loại cảm giác hốt hoảng không hiểu nổi chết tiệt. Trần Vi thầm mắng, căm tức nhìn vệ lâm, ngươi mau cho ta xuống xe, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Vệ lâm lại cường ảnh nắm lấy ngón tay Trần Vi đang chỉ vào hắn, thu lại tất cả tiếu ý, nghiêm túc nói, có tác dụng gì. Nàng cuối cùng cũng phải gả cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ hôn nàng, thậm chí đụng đến thân thể nàng, đây là chuyện không thể vãn hồi. Trần Vi, ta mặc kệ trong lòng nàng còn ai đó, đó cũng đã là quá khứ, ta yêu chính là nàng ở tương lai một ngày nào đó tương lai của nàng đều thuộc về ta trần vi ta yêu nàng ta muốn nàng phải yêu ta một câu cuối cùng kia không giống cầu tình yêu nhưng lại giống như mệnh lệnh trần vi giật mình thân thể rung lên bần bật người đàn ông này mới vừa nói cái gì tay cứ vậy bị vệ lâm nắm thật chặt không thể động đậy trần vi thậm chí quên nhúc nhích ra sao vệ lâm nhẹ nhàng thả tay trần vi ra Ông nhu nói xin lỗi làm đau nàng rồi bây giờ ta sẽ xuống xe cũng sắp đến rồi nàng ngồi xe ngựa đi ta đuổi theo phía sau không không cần trần vi rất không tự nhiên ngập ngừng nói khóe môi vệ lâm nhếch lên nàng đây là đang quan tâm ta sao vậy ngươi còn không xuống xe đi trần vi ngược lại lạnh lùng nói vệ lâm bật cười xoay đầu lại nhìn trần vi do dự một hồi mới lấy từ trong túi ra một khăn tay, cua cúi trước mặt Trần Vi. Trần Vi nhãn tình sáng lên, lập tức đoạt lấy, đây là khăn của ta. Sao lại ở chỗ ngươi? Nhớ đến hành vi lúc nãy của vệ lâm, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn. Chẳng lẽ, cái tên mặt dày này, chuyên môn trộn khăn của mình. Nàng nghĩ gì vậy? Vệ lâm đọc được suy nghĩ Trần Vi, đoạt lại khăn tay, rất quý trọng cất đi, là nàng làm rơi trước có lẽ nàng đã quên rồi. Cái khăn tay này, đúng là đã lâu rồi không thấy. Trần Vi Lơ đỉnh nói ra. Ta đã sớm biết nàng, nhưng lần đó, nàng không có chú ý đến ta. Vệ Lâm nghiêm túc nhìn Trần Vi, đem chuyện du hồ lần trước nói ra, không chút nào che giấu cảm nhận khi thấy nàng lần đó. Tim Trần Vi lần thứ hai đập mạnh. Lúc này đối mặt người đàn ông này, cảm giác không giống như mấy ngày trước. Là bởi vì hắn thẳng thắn đối tâm ý của mình sao? Thế nào? Có phải có chút động tâm với ta không? Thành thật mà nói đi. Vệ lâm nói xong, đột nhiên khôi phục lại bộ dáng lúc nãy, cười hỏi Trần Vi. Trần Vi hoàng hồn, tức giận Trần Vệ lâm, khăn tay đó, ngươi có thể lấy ra lau máu. Vậy nàng lau giúp ta đi. Vệ lâm chủ động đưa khăn tay. Trần Vi trợn mắt nhìn vệ lâm, đúng lúc xe ngựa dừng lại, nhân tiện nói, xuống xe, đừng có mè nheo. Vệ lâm quán niệm nhìn xa phu bên ngoài, thầm nói, cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Sau khi xuống xe ngựa, Trần Vi thấy cảnh sát trước mặt, không khỏi say mê. Cái gì không vui, thương tâm, đều quăng hết sau đầu, nơi này thật đẹp. Trước mặt là một vách núi, nhìn rất nguy hiểm, nhưng lại đẹp đến cực hạn. Xung quanh núi nở đầy hoa, ngay cả vách đá bên kia hoa nở thật dài lúc này ánh dương chiếu lên hoa cỏ khung cảnh càng thêm chói mắt ông bướm thỉnh thoảng lại bay đến thật sống động trần vi hít thật sâu đem nước mắt muốn chảy thu lại ổn định tâm tình bắt đầu điều chỉnh hô hấp nàng muốn khóc nơi đây tuy đẹp nhưng không có bóng dáng triệu hoàng lâm không ai cùng nàng chia sẻ vui sướng này lòng nàng hơi đau muốn quê người kia phải tốn thêm bao lâu nữa bao nhiêu dũng khí đây trần vi đây là kết quả ngươi muốn vô tình thương hắn lúc này còn muốn quên đi nói dễ vậy sao thân thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm là vệ lâm đứng ở đằng sau ôm lấy nàng cả người trần vi run lên nhưng không có đẩy vệ lâm ra nàng từ từ nhắm hai mắt tùy ý để nước mắt chảy xuống tự lừa dối gọi người kia lâm tâm thần vệ lâm nhảy lên mừng rỡ đem cầm đặt trên vai Trần Vi, nhìn mỹ cảnh xa xa, thì thào một tiếng, ở đây đẹp chứ. Ừ Trần Vi nhẹ ngào. Lúc nước mắt rơi xuống tay vệ lâm, hắn hơi kinh ngạc. Vội xoay người Trần Vi lại, kiểm tra cẩn thận, vương tay lau nước mắt trên mặt Trần Vi, vì sao khóc. Trần Vi vẫn nhắm mắt không mở ra, không biết quỷ thần xui khiến làm sao nàng bật thốt, lâm, hãy là ngươi yêu ta. Hãy nói lần nữa khóe môi vệ lâm vi kiều ý cười càng đậm hắn thâm tình ở trên trán trần vi hôn một cái rất ôn nhu nói ta yêu nàng vi nhi cả cuộc đời bất ly bất khí nàng chỉ cần để ta nắm tay nàng thật chặt vệ lâm một mực nói trần vi một mực nghe bọn họ ôm nhau thật lâu nước mắt của trần vi thấm ướt vạt áo vệ lâm vệ lâm trân trọng ôm lấy trần vi cách đó không xa nhiều loại hoa nở ra càng thêm chói mắt. Trần Vi Vương hai tay chủ động ôm lấy vệ lâm, mắt nhìn bên kia vách núi kinh ngạc nhìn ngây ngốc cả ra. Trên người vệ lâm có mùi hương khoan khoái, Trần Vi không ghét, nhưng vẫn như là một mùi hương xa lạ. Tim như ngừng đập, nhưng không có cự tuyệt loại không thích ứng này. Cuối cùng cũng phải làm quen. Sau này nàng là thê tử của người đàn ông này, nàng bây giờ tin tưởng, người đàn ông này sẽ đối với nàng rất tốt, sẽ cho nàng hạnh phúc và vui sướng, chỉ là nàng vẫn không có lòng tin. Mình hoàn toàn có thể quên người kia không, để vệ lâm từng bước từng bước đi vào tim mình. Ngươi thật sự có tự tin kia sao? Trần Vi chua xót hỏi. Có, đồng thời sẽ không buông tay. Vệ lâm nở nụ cười, xoa đầu Trần Vi, ta càng ngày càng thích nàng. Ngày 18 tháng 3 theo nông lịch, khí trời tốt, gió xuân ấm áp, thích hợp cưới gã, là ngày đại cát. Đây là ngày Trần Vi xuất giá. Đêm qua, nàng thức trắng đêm không ngủ, nước mắt thấm ướt nửa gối đầu, tự hồ muốn đem nước mắt cả đời này chảy hết. Lúc luồng ánh sáng đầu tiên soi sáng khuôn mặt, Trần Vi âm thầm thề, sẽ quên Triệu Hoàng Lâm, không vì hắn chảy một giọt nước mắt nào nữa. Hỷ nương cẩn thận trang điểm cho Trần Vi. Trần Vi nhìn mình trong gương không biểu cảm, chỉ là môi đỏ tươi, má ửng hồng khiến nàng giật mình, tự dảo khi tóc mai được vén lên, thì Triệu Tư Nghi đột nhiên xuất hiện đằng sau cánh cửa. Trần Vi ngẩn người, nhìn khuôn mặt hơi na ná giống Triệu Hoàng Lâm, lòng rất đau. Vi tỷ tỷ Triệu Tư Nghi bình tĩnh gọi, chắc là sau khi biết tin Trần Vi xuất giá, mới chậm chạp tiếp nhận sự thật này. Chúc tỷ hạnh phúc. Triệu Tư Nghi đi đến bên cạnh Trần Vi, mỉm cười chúc phúc. Tỷ cũng chúc muội hạnh phúc, mong muội và tử quân có thể nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Muội rất may mắn, hãy quý trọng lấy. Trần Vi cười thầm, nàng sẽ không khóc vì Triệu Hoàng Lâm nữa, mặc dù nghẹn ngào trong cổ họng không thể bật thốt, nhưng cũng không cho phép mình rơi dọc lệ nào. Hai gò má Triệu Tư Nghi hơi đỏ lên, nàng đưa hai tay khoác lên vai Trần Vi, cảm khái nói, giá y thật đẹp, đều nói tân nương tử là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này, hôm nay Vi tỷ tỷ so với bất cứ một ai đều đẹp hơn. Miệng muội ngọt đấy. Trần Vi hiếp mắt, cổ tay Triệu Tư Nghi tỷ biết muội định nói gì đừng nói nữa tỷ đã nghĩ thông triệu tương nghi ngưng mi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi người kia được chứ chí ít đối với tỷ rất tốt là thật lòng đấy trần vi khẳng định vậy thì tốt cuộc sống của tỷ sau này sẽ tốt triệu tương nghi rút kết một câu nếu như trần vi đã tiếp nhận đồng thời cũng thích vệ lâm vậy thì càng tốt chí ít hai người không phải tổn thương lẫn nhau búi tóc hoa đào đi Trần Vi nhìn mình trong gương, nói với Hỷ Nương đứng bên cạnh, quay mặt lại nhìn Triệu Tư Nghi, chỉ hy vọng như thế, ha hả, không nói nữa. Đây là lần đầu tiên tỷ búi tóc hoa đào, cũng không biết nhìn có được hay không, có hợp với đại lễ hôm nay không. Chắc chắn sẽ đẹp, muội cài trâm giúp tỷ. Triệu Tư Nghi cười sáng lạng, lúc này, vẻ mặt như thế so với bất kỳ lời an ủi nào cũng tốt hơn. Triệu Tư Nghi đưa mắt nhìn bàn trang điểm, chỉ thấy phía trên chất đầy hộp trang sức, các loại trang sức, phấn nước. Chọn tới chọn lui, Triệu Tư Nghi chọn một cây trâm cá chép ngậm ngọc có lưu tô, đưa cho Trần Vi nhìn, cái trâm này ngụ ý vui mừng, không có tục khí, tỷ mà cài lên nhất định sẽ đẹp lắm, muội cài giúp tỷ. Dứt lời, cầm cây trâm cài ngọc cài lên tóc Trần Vi. Ừ, không tệ. Trần Vi vén tóc lên, sau đó chỉ vào mấy đóa châu hoa nhỏ hình hoa đào, cười nói, đeo mấy cái này lên, nhất định rất hợp. Ư ừ, triệu tư nghi cầm lấy mấy châu hoa. Vừa giúp Trần Vi cài châu hoa, vừa do dự mà cuối cùng mở miệng, Vi tỷ tỷ Ca ca muội ngày hôm nay cũng tới. Nụ cười trên mặt Trần Vi cứng lại, lập tức trở lại bình thường, rất tốt, như vậy càng chứng tỏ hắn không có tình ý với tỷ mới có thể thản nhiên đến tham dự hôn lễ của tỷ Triệu Hoàng Lâm không hổ là Triệu Hoàng Lâm, làm việc luôn tuyệt tình. Triệu tư nghi miếm môi, bất đắc dĩ thở dài, muội vẫn luôn lo lắng cho ca ca bề ngoài thật nhìn không sao trong lòng không biết đau như thế nào lệ nương phấn bôi nhiều quá lau giúp ta trần vi không muốn nghe thêm về chuyện triệu hoàng lâm vì vậy chuyển sang đề tài khác mỉm cười nhìn triệu tương nghi muội nhìn tỷ thật kỹ không lâu nữa muội cũng giống như tỷ trải qua giây phút này đã làm tân nương tử người ta rồi còn hứng thú treo muội à triệu tương nghi cười biết ý trần vi ý nên không nhắc đến triệu hoàng lâm nữa rửa mặt chải đầu, thay y phục xong, Trần Vi được hỉ nương đeo khăn hỉ lên đầu, một mình ngồi ngay ngắn ở trong khuê phòng đợi đại lễ. Triệu Tư Nghi rời khỏi khuê phòng Trần Vi, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy mặt trời sáng chói, hai mắt không tự chủ hiếp lại. Trần ông thị đặc biệt từ U Châu chạy về, muốn tận mắt nhìn khuê nữ xuất giá, đồng thời dặn dò con gái. Đối với con rể vệ lâm này, Trần ông thị nhiều cũng không có ý kiến, chỉ là không phải bùi tử quân, vệ lâm cũng miễn cưỡng được thông qua. Triệu tư nghi không muốn quấy rối mẹ con các nàng ôn chuyện, càng không muốn gặp Trần ông thị, vì vậy rời khỏi viện tử. Mới ra khỏi viện tử đã đụng phải bùi tử quân, hắn hôm nay mặc lam y, tóc đen dùng y qua mặt ngọc cố định, tóc dài thả xuống như là dòng nước. Mái tóc đen này thật khiến cho Triệu Tư Nghi là một nữ hài cũng phải ghen tị. Chúng ta mới vừa nãy gặp nhau mà, nhớ huynh sao, khóe môi bùi tử quân nhếch lên. Triệu tư nghi liếc hắn một cái, sao trước kia không nhận ra huynh mặt dày thế nhỉ? Không phải muội vừa nhìn huynh chằm chằm sao? Bùi tử quân cảm thấy không đủ vui nói. muội. Triệu tư nghi nghịch ngón tay, lập tức chuyển sang chủ đề khác. Được rồi, Tân Lan đến đón Tân Nương chưa? Lúc nãy nhìn huynh, bây giờ lại nhắc đến một nam nhân khác là sao? Bùi tử quân sáp lại gần triệu tư nghi, tà mị cười. Mới vừa rồi, cảm thấy tóc huynh đen rất là đẹp. Triệu Tư Nghi đột nhiên ngửa đầu cười, chỉ trong nháy mắt bùi tử quân ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng Triệu Tư Nghi chỉ liếc mắt, để mình ra, không ngờ, nàng lại nói một câu khả ái muốn ói cả ra. Hơn nữa, còn là tóc của hắn. Bùi tử quân có chút dở khóc dở cười. Giữ khoảng cách một chút, lát nữa có người lui tới, nhìn thấy khó tránh khỏi bị nói. Triệu tư nghi nhẹ nhàng mà đẩy bùi tử quân ra một chút bùi tử quân không tình nguyện lùi ra vài bước ngưng mi nói còn muốn chờ bao lâu a à? ngày hôm nay nếu chúng ta thành hôn thì tốt biết bao huynh có thể danh chánh ngôn thuận gần gũi muội tân lan đã sớm tới chỉ còn chờ giờ lành đón người lên kiệu hoa bùi tử quân nhếch môi cười trả lời vấn đề của triệu tương nghi triệu tương nghi kinh ngạc đã đến hắn tới cũng quá sớm nhỉ? muội còn chưa thấy bộ dáng hắn thế nào huynh dẫn muội đi em thử đi triệu tư nghi còn nói dù sao cũng là trượng phu trần vi cũng không biết bộ dạng ra sao đây muội muốn huynh dẫn đi nhìn nam nhân khác bùi tử quân bị tổn thương nhìn triệu tư nghi triệu tư nghi hôm nay khó mà chịu đựng được bộ dạng giả đáng thương của hắn vừa thấy liền giả bộ không thấy nha mùa còn chưa tới sao lại nóng như vậy thời tiết kỳ quái thật ha hả bùi tử quân cũng khôi phục lại bộ dáng thường ngày nắm lấy tay triệu tương nghi đi thôi dẫn muội đi xem này 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 mau buông ra trước đã để người ta thấy là không được đâu còn kháng nghị nữa là huynh hôn muội đó bùi tử quân dừng chân quay đầu nhìn triệu tương nghi giọng nói đó thần tình đó không giống như là đùa giỡn triệu tương nghi ngay lập tức ngậm miệng lại nàng bây giờ mới biết bùi tử quân là người điên Hai người dọc theo kính đường nhỏ đi thẳng tới đại sảnh. Trong đại sảnh khách cứ ngồi chật ních, mọi người đều đang trò chuyện, không ai chú ý tới hành động dị thường triệu tương nghi và bùi tử quân, tâm tư đều đặt trên người thành hôn hôm nay. Mạc nhã như ngồi ở chỗ dành cho tân khách, mắt sắc nhìn thấy, vừa định đứng dậy nói cái gì đó, lại bị triệu hoàng lâm cản lại. Ánh mặt triệu hoàng lâm sắc lạnh như chim ưng khiến mạc nhã như run như cây sấy, đem cơn giận nuốt vào bụng, rất khó chịu bùi tử quân của không khỏi tăng thêm lực đạo ngón tay chỉ vào một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ trong đám tân khách nói đó là vệ lâm cảm thụ được sự khẩn trương của bùi tử quân đối với mình triệu tư nghi hiểu ý nở nụ cười trừ ánh mắt của mọi người còn có áp lực của dư luận sau này nàng gã chính là bùi tử quân không phải dư luận cũng không phải phong kiến ràng buộc chỉ cần bùi tử quân thích thì cứ việc nắm tay nàng để lo lắng tầm thường này làm tổn thương bùi tử quân, thật không đáng. Triệu tương nghi nghĩ thông suốt, ngược lại nắm chặt tay bùi tử quân, thở một hơi, theo hướng bùi tử quân chỉ, nàng nhìn lại, thấy trong đám người đó, một nam tử mặt hồng y đang vui sướng, nụ cười trên mặt phản phất chảy ra như mật. Là thật rất thích Trần Vi, nên mới biểu lộ rõ như vậy. Triệu tương nghi hài lòng, suy nghĩ một chút. Phế miệng nhếch lên, không có đẹp mắt như huynh ngày thường. Bùi tử quân nghiêng mặt nhìn triệu tư nghi, lực đạo trên tay buông lòng, có là muội đau không? Vậy để muội nắm tay huynh đi. Triệu tư nghi nghịch ngợm nháy mắt một cái, nắm chặt tay bùi tử quân. Tùy muội huynh không sợ đau. Bùi tử quân hiếp mắt cười. Giờ lành đến, tiếng pháo bùng bùng vang lên, bùi tử quân rất tự nhiên vươn tay giúp triệu tư nghi che tay lại, mặt nhã như đứng ở cách đó không xa, thấy hai người có cử chỉ thân mật, hai mắt đỏ, cắn chặt môi dưới. Lúc này trong mắt vệ lâm chỉ có Trần vi, mặc dù đã đội khăn hỉ, không thấy được mặt. Dựa theo tục lệ, cậu cả của Trần Vi cổng Trần Vi lên kiệu hoa, mà vệ lâm, mỉm cười, tung người lên ngựa, quay đầu lại nhìn tám người mặc đồ đỏ khiên kiệu. Đội kèn hoa bắt đầu thổi, nhạc, trống vang lên, mọi người hoan thanh tiếu ngữ càng thêm vui mừng. Triệu Hoàng Lâm dựa nghiêng vào cửa, nhìn một đôi tân nhân hạnh phúc, khóe môi hơi nhếch trong đầu hiện lên thân ảnh quen thuộc. Nếu nàng mặc giá y vào, nhất định sẽ kinh diễm động lòng người. Làm đủ tất cả tục lệ, lúc Trần Vi về tới tân phòng, mới thấy cả người đã sớm mệt mỏi không thở nổi. Bên trong tân phòng yên tĩnh, mặc dù Hỷ Nương và Nha Hoàng đều ở đây, thế nhưng trong không khí không có một tia tạp âm. Trần Vi mệt mỏi rã rời, nhưng hơi khẩn trương. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, thật giống như đang nằm mộng đây thật là chính đại hôn sao nàng gả cho một nam nhân mà mình không thích làm bạn đời là thật sao hai tay thật chặt lấy gấu áo môi dưới đỏ tươi bị hàm răng trắng loãng thầm cắn người đâu ta muốn uống rượu trần vi nói rất nhỏ vì sợ nói lớn quá sẽ không giấu được khẩn trương trong lời nói hỷ nương và nha hoàng bị làm khó nhưng trần vi là chủ tử nghe thấy giọng nói kiên quyết không cho thương lượng mọi người không dám làm trái ý, khỉ nương xoay người đi lấy rượu trái cây. Trần Vi ngửi một cái, bất mãn nói, đổi, lấy loại mạnh hơn. Khỉ nương bị dọa sợ, vội khuyên nhủ, ôi tổ tông của tôi ơi, ngài ngửi thôi, nhìn vạn lần đừng mở khăn hỉ lên, cái này phải đợi tân lan đến vén lên à, lấy khăn hỉ xuống là điềm xấu. Ngươi ngoan ngoãn đổi rượu, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần Vi thản nhiên nói hỉ nương âm thầm lau mồ hôi lòng nói đồi thì đổi tân nương tử say khước so với tháo hỉ khăn xuống còn tốt hơn hơn nữa cũng không lâu tân lan quang sẽ nhập động phòng trần vi cầm lấy ly rượu mạnh được hỉ nương đưa cho cách hỉ có thể ngửi thấy một mùi hương tinh khiết và thơm kỳ thực tử lượng của nàng không có tốt lúc ở nhà trưởng bối ít khi cho nàng uống rượu còn nếu là bình thường nàng sẽ không uống rượu mạnh thế đâu nhưng hôm nay tình huống bất đồng say rồi thì sẽ không biết gì hết. Cẩn thận đưa chén rượu đến dưới khăn hỉ, thử nhấp một hớp nhỏ. Cây. Cảm giác nóng rát truyền từ đầu lưỡi đến cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ hồng. Nàng nhắm chặt hai mắt, xem như là uống thuốc, mạnh mẽ uống hết một hơi. Toàn bộ cổ họng như bị đốt cháy, đau đến mức hai mắt ẩn lệ. Ôi cô nãy nãy à, ngài đừng có hành hạ mình như vậy hỉ nương có chút hoảng, nhận lấy ly rượu trần vi đưa tới đang muốn cất lại nghe trần vi nói trót nữa như vậy uống đủ ba ly trần vi cảm giác cổ họng không đau rát mà thấy ấm còn thật thoải mái chỉ là cùng lúc đó đầu hơi choáng váng cả người hơi nóng như nhũng ra cũng không biết trải qua bao lâu lúc nàng sắp không ngồi vững trên giường eo bị một vòng tay hữu lực ôm lấy bên tai không còn nghe tiếng cầu nhàu của hỷ nương. Những người còn lại đều đi sao? Trong phòng tự hồ càng thêm tĩnh lặng. Thăng hỷ bị vén lên, đập vào mi mắt, là một khuôn mặt không nhìn rõ, có chút hơi giống triệu hoàng lâm. Nghe lại lần nữa, hơi thở cũng rất giống. Trần Vi nở nụ cười, rượu quả nhiên là đồ tốt. Trong lúc mơ hồ, hai tay bá lên cổ đối phương. Tâm thần vệ lâm rung lên, ôm Trần Vi thật chặt, cười tà, vội vã như vậy. Rượu dao bôi còn chưa uống mà, ta nhớ, nàng thiếu ta. Dứt lời, hôn môi Trần Vi. Cũng nóng hổi như ngày ấy, mang theo hơi rượu nhàn nhạt, hòa lẫn hương thơm vốn có trên môi nàng, mùi vị thật hảo. Hắn yêu người phụ nữ nằm dưới này, thời thời khắc khắc đều ước có thể ở cùng nàng, cũng rất hy vọng nàng thuộc về hắn, cả tâm lẫn thể xác. Eo của nàng rất nhỏ, da thịt trơn truột trong suốt. Tuy là vệ lâm thấy không ít mỹ nữ, nhưng nhìn thấy Trần Vi bây giờ, tinh thần và thể xác không điều khiển được. Thân thể rất nhanh có phản ứng, trong đầu chỉ nhớ đến một chuyện muốn nàng. Nàng nhẹ nhàng mà nỉ non, vệ lâm hiếp mắt, ngược lại cởi sim y mình ra, vừa ưu nhã cởi y phục, vừa treo chọc, đáng tiếc là uống say, không thì nhất định sẽ bắt nàng giúp ta cởi. Bàn tay to kéo hỉ trướng màu đỏ xuống, che lại hai thân thể không còn mảnh vải. Hắn ôm nhu nhìn nàng, mỗi một tất da, tất thịt không bỏ qua, ánh mắt mang theo quý trọng, kinh hỉ nhìn. cúi đầu xuống, tiểu tâm dực dực hôn lên môi nàng, đây là một đêm trân quý nhất đời họ, hắn có chút luyến tiếc nếu vội vã quá, thầm nghĩ chậm rãi hưởng thụ quá trình của nó. Lúc hôn xuống cổ, vệ lâm cả người cứng đờ, sắc mặt cũng bắt đầu hơi trắng bệch. Hắn thẳng người lên, mắt nhìn Trần Vi đang say rượu, ưu thương hỏi, nàng đang gọi ai? Hoàng Lâm, Hoàng Lâm. Trần Vi chẳng biết mình đang nói gì. Sắc mặt vệ lâm trắng xanh, đột nhiên quay đầu cười nhẹ, nữ nhân uống say thường có thói quen nói những lời không hay. Xem ra muốn nàng thích ta, rất phiền toái đây. Vệ lâm nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt Trần Vi, không thể làm gì khác, ta nên chủ động một chút. Dứt lời, cúi người xuống, mang cho Trần Vi vô tận ôn nhu và trì miên. Trời đã sáng, Trần Vi mơ màng tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy, không phải là màn giường và hoa văn thường thấy, trái lại là khuôn mặt túng tú của vệ lâm đang kề gần. A hét thảm một tiếng. Vệ lâm lập tức che miệng nàng lại, chờ Trần Vi bắt đầu giải dụa, mới thả ra, thở dài một tiếng, sẽ kinh động những người khác đó, không biết, còn tưởng rằng tướng công nàng Hùng Phong Đại Chấn, cuốn lấy người dục tiên dục tử. Đăng đồ tử Trần Vi vương tay muốn cho vệ lâm một cái tác. Vệ lâm lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, tối hôm qua nàng không có đối với vi phu như vậy nha. Tối hôm qua, Trần Vi nói xong, lúc này mới ý thức được, trong chăn mình Trần Như Nhộng, hoàn toàn là bộ dạng bị ăn sạch sẽ. Vốn muốn thét chói tai lần nữa, nhưng kìm nén lại được. Tối hôm qua nàng rất khả ái, còn chủ động nữa. Vệ lâm sáp lại gần Trần Vi cười nói, hơn nữa Vi phu thích tiếng hét trì miên của nàng bên tai hơn là tiếng hét hung hăng này không muốn chết quá khó coi thì câm miệng cho ta. Hai tay Trần Vi siết chặt cái chăn, lúc này thật muốn tìm hố mà chui xuống. Vì sao? Say rượu chỉ là vì muốn khiến vệ lâm mềm lòng, không đụng đến mình, tuy nói sau này sẽ như vậy, nhưng không cần nhanh thế chứ. Lại không ngờ, tối hôm qua chính mình động. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, nói điểm xấu gì đó, vi phu luyến tiếc không muốn nàng thủ tiếc đâu. Vệ lâm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô hại. Mới vừa rồi ngươi gạt ta, ta không tin. Trần Vi lạnh lùng nói. Vì nàng tin hay không, tóm lại, cái này là sẽ không gạt nàng. Vệ lâm nói, đột nhiên vương tay ra cầm nguyên khăn trên giường, vài vết máu trên đó khiến mắt Trần Vi như bị thương. Đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo, một lát nữa không phải bái kiến công công bà bà sao? Trần Vi đen mặt nói. Không phải đã nói sao, quý phụ chúng ta rất tùy ý, không chú ý quy củ này đâu, hơn nữa cha nương sẽ hiểu cho chúng ta, tân hôn ngày đầu tiên, thức dậy muộn chút không thể tránh được, dù sao chúng ta củi khô bốc lửa. Vệ lâm, người chết đi Trần Vi cầm gối đầu trên giường, hướng vệ lâm ném tới. Vệ lâm né đầu sang bên, bắt được tay Trần Vi tay, nương tử, đập trúng vi phu thì không sao, nhưng tay nàng sẽ đau đấy. Vô lại Trần Vi hung hăng trừng mắt vệ lâm. Vi Phu không thích nàng gọi Vi Phu là Lâm. Vệ Lâm đột nhiên nhìn Trần Vi chăm chằm, trên mặt không còn nét tươi cười như vừa nãy. Vân Phi là tên tự của Vi Phu, sau này hãy gọi Vi Phu là Vân Phi, cảm thấy không dễ nghe thì cứ gọi Phu Quân, Vi Phu không ngại. Ừm, không nên gọi Lâm, ha hả, kỳ thực Vi Phu không thích tên mình lắm, một chữ Lâm, không tốt. Chẳng biết tại sao, nghe vệ Lâm nói bằng giọng điệu hài hước, Trần Vi cảm thấy có một sự bất đắc dĩ nhà nhạt nàng ngẩn người. Còn không chưa phục hồi tinh thần lại, vệ lâm cũng đã từ trong chăn đi ra, hắn toàn thân không che giấu chút nào, thân thể hoàn toàn để trần. Lộ ra bên ngoài. Mặt trần vi đỏ lên, ngược lại quay đầu đi lớn tiếng nói, hỗn đảng, nhanh mặc quần áo vào. Nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Vệ lâm không thể nhịn cười, tiện tay lấy một bộ trung y vắt trên bình phong mặt vào, vừa mặc vừa treo, trời hơi nóng, vi phu đi tắm trước đây, nương tử có muốn đi cùng không? Vệ lâm, ta cảnh cáo ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi, cũng không có nghĩa là để ngươi quấy nhiễu ta. Trần Vi vừa cực lực quay đầu đi chỗ khác, vừa thản nhiên nói. Vệ lâm mỉm cười, đi chân Trần ra ngoài. Trần Vi kinh ngạc vệ lâm cư nhiên không nói gì, đường nhìn thu hồi lại, nhìn nguyên khăn trên giường, Trần Vi lâm vào trầm tư. Bên này, triệu tư nghi dậy sớm, nhàm chán nhìn Bích Văn và Hà Mụ thu dọn hành lý, một lát nữa phải về trấn thanh hà thật ra triệu tư nghi rất muốn đi xem thử cuộc sống tân hôn của trần vi thế nào trần vi vẫn không thể quên được ca ca như vậy tối hôm qua trần vi có thể chịu được vệ lâm đang nghĩ ngợi trước mặt xuất hiện một bóng người triệu tư nghi nhíu mày nhìn lên thấy mặt nhã như đang đứng trước mặt mình từ trên cao nhìn xuống che mắt ánh sáng mặt trời ta có chuyện muốn nói với cô giọng nói mặt nhã như hơi khàn khàn Triệu Tư Nghi không khỏi dùng ánh mắt khác nhìn nàng ta. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của nàng ta có chút hồng, đã khóc ư. Ở đây, Triệu Tư Nghi đứng lên, nàng không thích cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống, càng không thích cảm giác ngưỡng mộ của người khác. Mặt nhã như nhà nhạc liếc Triệu Tư Nghi, bảo những người không liên quan ra ngoài. Bích Văn vừa nghe, biểu môi. Các ngươi lui xuống đi. Triệu Tương Nghi nói. Từ tiệc cưới hôm qua đã thấy Mạc Nhã Như, cũng đã ngờ tới sẽ có tình huống này, chỉ là không nghĩ tới Mạc Nhã Như cư nhiên lại tìm mình nhanh như vậy. Bích Văn bất đắc dĩ theo Hà Mụ đi xuống, nếu không phải thái độ triệu tư nghi kiên quyết, bà nhất định phải ở lại giúp chủ tử mới được. Nói cái gì, nói nhanh đi. Triệu tư nghi một lần nữa ngồi trên ghế, thản nhiên nói, cô cũng ngồi đi. Mạc Nhã Như kinh ngạc nhìn hành động của Triệu Tư Nghi, chỉ một đoạn thời gian dài không gặp Triệu Tư Nghi hôm qua nhìn thấy, nhìn thay đổi trên mặt triệu Tương nghi, còn có bùi tử quân dịu dàng với nàng ấy. Từ khi nào, người thiếu nữ này đã lột xác thành một tiểu thư xinh xắn quý khí bức người. Cử chỉ ăn nói, tất cả không kém hơn nàng ta chút nào. Tại sao có thể như vậy? Mặt nhã như thầm cắn môi, vẻ mặt không cam lòng nhìn triệu Tương nghi ngồi đối diện. Sao không nói lời nào? Triệu Tương nghi không thích cái loại không khí trầm mặt này, buồn bực không chịu được. Mạc Nhã như phục hồi tinh thần, nhìn Triệu Tương Nghi, hơi cắn môi, trong mắt có một tia oán niệm cùng không cam lòng. Một lát sau, Mạc Nhã như thở hắt một hơi thật dài, thản nhiên nói, chuyện của cô à tử quân ca ca chuyện, bắt đầu khi nào? Vấn đề này, tôi không cần thiết trả lời cô. Triệu tư nghi biết Mạc Nhã như muốn nói đến chuyện của mình và bùi tử quân. Ký ức tràn về, vì bùi tử quân mà mạc nhã như không ít lần gây phiền toái cho triệu tư nghi. Huynh ấy thích cô ở điểm nào chứ? Nói tới nói lui, vẫn không nói trung vấn đề. Hai tay mạc nhã như nắm chặt thành quyền, không thể nào quên được. Năm ngoái, khi nàng 15 tuổi là lúc tập kê, đã mở miệng nói với mẫu thân tâm ý của mình. Sau đó, mẫu thân đến bùi gia hỏi ý thế nào, thế nhưng bùi gia bên kia lại thật lâu không có đáp ứng, còn nguyễn chuyển cự cử tuyệt cửa nghị thân của mạc gia. Đây đối với Mạc Nhã Như mà nói, là một đả kích lớn. Điều này nói rõ, trong lòng Bùi Tử Quân, căn bản cũng không có vị trí của mình. Một năm, mẫu thân không biết tìm biết bao gia đình, nhưng không nhìn trúng một ai. Ngay lúc Mạc Nhã Như do dự không biết làm sao, lại vô tình nhìn thấy Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân thân thiết với nhau. Mạc Nhã Như sao có thể không thương tâm, Bùi Tử Quân thà rằng yêu một giả nha đầu, cũng không nguyện ý yêu một thiên kim. Cái này cô nên hỏi huynh ấy. Triệu tương nghi lạnh nhạt nói. Mắt mặt nhã đỏ bừng, nước mắt động lại trong hốc mắt. Cô đừng đối với ta như vậy, tử quân ca ca thích cô. Cô không có điểm nào tốt hết, dựa vào cái gì mà thắng ta, dựa vào cái gì ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng đó. Chưa từng thấy qua một mặt nhã như vô tri, ngây thơ như thế. Triệu tương nghi cảm thấy kinh ngạc, mặt không chút thay đổi nói, tình cảm không phải trò chơi, sao có thua và thắng được, cũng chỉ có ai thích hợp với ai mà thôi. Đừng cho là tôi không biết tâm tư của cô, cô nguyện ý cùng tử quân ca ca yêu nhau, không phải nhìn trúng gia nghiệp nhà huynh ấy sao, định khoe khoang trước mặt tôi ư. Miệng lưỡi mạc nhã như bén nhọn, mơ hồ như muốn nói ra những chuyện không dám làm, những lời nói sắc bén xưa này chưa từng nói. Nhà tôi bây giờ không như trước nữa, sao phải làm thế? Triệu tương nghi liếc mặt nhã như, khoe khoang trước mặt cô ư tôi không thèm. Cô sao lại có thế? Cô chỉ là một giả nha đầu nông thôn hèn mọn mà thôi, cô thậm chí không bằng nha hoàng bên người tôi, tại sao cô có thể đứng trước mặt tôi bày ra cái bộ mặt cao ngạo đó? Mặt nhã như càng ngày càng phát hiện, bản thân mình không phải là đối thủ của Triệu Tương Nghi. Là tận sâu đáy lòng cô muốn vượt qua tôi, mới có cảm giác như vậy, cũng không phải là tôi bày ra cái bộ dạng này cho cô xem, tôi vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi. Triệu Tư Nghi cười trào phúng, lần đầu tiên nghĩ, nói chuyện phím với mặt nhã như thật thú vị, thỉnh thoảng đấu võ mồm chiếm thượng phong, cái tư vị này cũng được đấy chứ. Không so đo với cô nữa. Mặt nhã như bình tĩnh lại, mở miệng nói, dừng lại hồi lâu, hai tay đang vào nhau, thản nhiên nói, tôi muốn nói cho cô biết, cô không bằng tôi đâu, tôi yêu tử quân ca ca và muốn trở thành thê tử huynh ấy. Ngay từ khi còn nhỏ đã quý huynh ấy, nếu không phải là huynh ấy thì cả đời này sẽ không lấy, cô có thể sao? Cô có thể yêu huynh ấy như tôi không? Cô có yêu dài như tôi không? Mạc Nhã Như tự an ủi chính mình. Triệu Tư Nghi hoàn toàn không hiểu nổi Mạc Nhã Như sao khoe những thứ này, đứng lên đi đến trước mặt nàng ta, thế nhưng, cuối cùng bùi tử quân lựa chọn là tôi, không phải là cô. Cho dù cô có yêu chết đi sống lại, thì có ích lợi gì? Cô, cô vốn không thật lòng yêu huynh ấy tôi muốn nói cho huynh ấy biết vạch mặt cô mạc nhã như cũng đứng dậy tức giận nói đúng vậy mạc nhã như muốn như vậy suy đoán của nàng ta là đúng giả nha đầu này không có yêu bùi tử quân nhất định là ham tiền tài gia nghiệp mới vậy mặc dù nói thế triệu tương nghi trợn mắt nhìn mạc nhã như thì sao nào từ khi còn nhỏ vẫn nhằm vào tôi nếu cô nói cô thích bùi tử quân thì phải cố gắng mà theo đuổi huynh ấy, đối tốt với huynh ấy, cô chèn ép ta thì có ích lợi gì. Mạc Nhã Như đột nhiên bật khóc. Sa sút tinh thần ngồi lại trên ghế, hai vai khẽ rung, trong giọng nói mạng theo nghẹn ngào, cô nhất định đang chê cười tôi, chật vật không chịu nổi. Hôm nay tôi đến tìm cô làm gì chứ? Mạc Nhã Như khóc, rất quỷ khuất, tim thật đau, tôi nhìn thấy tử quân ca ca đối tốt với cô, tôi giận dữ thì có ích lợi gì? người tử quân ca ca yêu không phải là tôi, huynh ấy sẽ không quan tâm. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bị bắt cả cho người khác. Tôi cố chấp với đoạn tình cảm này, thì có ích lợi gì? Tôi đe dọa cô, bày ra bẫy cho cô chui vào, một chút ý nghĩa cũng không có. Triệu tư nghi đứng tại chỗ nghe mặt nhã như mỗi chữ mỗi câu đều khóc nói, chẳng biết nên làm cái gì bây giờ. Ở trong mắt triệu tư nghi, mặt nhã như đáng ghét, nhưng chỉ là thiếu nữ mới 16 thì có thể gây sóng gió gì, có thể hư hỏng nơi nào. Cũng chỉ là yêu đơn phương một nam nhân không yêu mình mà thôi, cũng giống như Trần Vi. Lúc này đây, Triệu Tư Nghi rất đồng cảm với Mạc Nhã Như. Thấy thần sắc trên mặt Triệu Tư Nghi, Mạc Nhã Như rất không được tự nhiên dùng khăn tay lau nước mắt, cứ ngắt nói, tôi không cần cô thương cảm, thu lại cái ánh mắt thương hại đó đi. Tôi không có thương hại cô. Triệu Tư Nghi ngồi lại vị trí của mình, chẳng qua là cảm thấy chuyện tình cảm, có đôi lúc cũng thấy thật bất đắc dĩ. Thật ra, tôi cũng muốn giống như cô, từ khi còn bé đấy. Mạc Nhã như nói một câu thật lòng. Chính là bởi vì ước ao, cho nên mới không thích triệu tư nghi. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Nhã như luôn là người được người khác sùng bái, từ khi nào, giả nhà đầu nông thôn này đã trở thành mục tiêu theo đuổi của chính mình, khiến trong lòng Mạc Nhã như thập phần chán ghét. Tôi cũng không muốn trở thành mục tiêu theo đuổi của ai hết. Tôi chỉ cố gắng tiến tới cuộc sống mà mình mơ ước. Có người đối tốt với mình, có được hạnh phúc, đó chính là mục tiêu của tôi. Có lẽ vừa rồi khi mặt nhã như khóc, cũng khiến Triệu Tư Nghi đồng tình, đột nhiên cảm thấy cô gái này không đáng ghét lắm. Có lẽ là do tuổi tác, nên Triệu Tư Nghi thành thục như một trưởng bối, tha thứ cho những việc mặt nhã như từng làm, cũng không dễ mấy. Xem như cô sắp thành thân, Lễ vật chính là tôi sẽ không tính toán những chuyện cô từng làm với tôi, cả những lời nói lúc nãy. Triệu tư nghi đột nhiên thiêu mi, treo tức. Mặt nhã như tâm động, ngạc nhiên, chậm rãi chuyển thành phẫn nộ. Tôi nói rồi, tôi không cần cô thương hại, tôi cũng chẳng có làm sai chuyện gì hết. Đều là cô khiến tôi không hài lòng, thỉnh thoảng hành hạ cô một chút, tất nhiên là phải làm. Thật đúng là một đứa nhỏ bốc đồng. Triệu tư nghi lắc đầu, thầm than. Cho nên, Hôm nay cô đến cảnh cáo tôi là muốn tôi cách xa bùi tử quân. Còn hy vọng sau khi nghe xong, tôi sẽ khóc trống vì sợ, sợ hãi cầu xin cô buông tha. Triệu tương nghi nói, cũng bị chính ý nghĩ ngay thơ đó chọc cười. Mạc nhã như thở hỗn hển, cắn chặt răng, hai tay xé rách khăn tay. Tử quân ca ca sao lại thích một nhã nha đầu như cô? Câu này của mạc nhã như cơ hồ nghiến răng nói ra. Tôi đến là muốn nói cho cô biết, tôi không biết cô có yêu tử quân ca thật lòng không, nếu như có một ngày, để tôi biết cô giống như mẹ để cô, làm tử quân ca đau lòng, tôi nhất định không tha cho cô trịnh trọng nói. Mạc nhã như. Sắc mặt triệu tư nghi hơi trầm xuống. Nụ cười trên mặt dần tiêu biến. Đa tạ lời nhắc nhở của cô. Triệu tư nghi lạnh lùng nói, chuyện của tôi và bùi tử quân, không đến phi người ngoài như cô can thiệp. Còn nữa, Triệu Tư Nghi không kìm được cơn giận nhìn mặt Nhã Như, mặt Nhã Như bị dọa sợ, chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Tư Nghi hung ác như vậy, không biết nàng muốn nói gì. Lã thị là lã thị, tôi là tôi. Triệu Tư Nghi không có gọi mẫu thân, đừng nên đem tôi so sánh với người đàn bà đó, nếu cô phạm vào kiên kỵ này của tôi, tôi sẽ không khách khí đâu. Cả người mặt Nhã Như run sợ, không nói nên lời. Cô, cô tự giải quyết cho tốt, Nói tóm lại tôi sẽ không chúc phúc cho cô và tử quân ca, hơn nữa tôi sẽ quan sát các người. Nếu như có một ngày, tử quân ca phát hiện cô không yêu huynh ấy, tôi sẽ cười nhạo cô. Mạc Nhã Như đứng lên, hung hăng nói xong liền bỏ đi. Triệu Tư Nghi nhìn bóng lưng Mạc Nhã Như, xoa thái dương. Đúng là một đứa nhỏ tùy hứng. Mạc Nhã Như đi rồi, Triệu Tư Nghi vẫn còn nghĩ đến vấn đề lã thị. Mạc Nhã Như còn đem chuyện lã thị nói ra, vậy bùi gia bên kia thì sao bọn họ có để ý đến điều này không liệu có ảnh hưởng tình cảm giữa mình và bùi tử quân triệu tương nghi không dám nghĩ tới vấn đề của lã thị vẫn là một vết thương đối với triệu gia từ lúc đó lời đồn đãi đau đớn đã bao quanh toàn bộ triệu gia đã nhiều năm trôi qua mặc dù triệu gia đã thay đổi rất lớn nhưng vẫn không thoát khỏi bóng ma này Lã thị thỉnh thoảng còn ảnh hưởng đến cuộc sống triệu gia, giống như một khối u ác tính, tùy ý sinh trưởng. Nữ tháng sau đại hôn của Trần Vi Thành, triệu hoàng lâm thật không ngờ vệ lâm sẽ tìm đến. Đối mặt với thanh niên túng lãng này, triệu hoàng ít nhiều cảm thấy xa lạ, vốn còn cho rằng sẽ không gặp người nọ nữa, không ngờ lại có cơ hội gặp mặt, còn dưới tình huống này. Trên mặt vệ lâm phong sương, không cười, không giận, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì rất ung dung tìm đến hiệu thuốc triệu thị, còn trực tiếp nói muốn tìm triệu Hoàng Lâm nói chuyện. Đúng lúc triệu tư nghi có mặt ở đó, nghe câu này, cúi đầu cười khổ, mặc kệ là mạc nhã như hay vệ lâm, đều thích tìm người ta nói chuyện mà. Vệ lâm không hy vọng ngoài triệu Hoàng Lâm còn có người khác ở đây, triệu tư nghi thức thời ly khai. Chờ khi chỉ còn hai người, vệ lâm phương mới ngồi xuống, nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặt. Triệu Hoàng Lâm mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có đánh vỡ bầu không khí này, lẳng lặng ngồi đối diện vệ lâm, đợi hắn nói. Thật lâu, vệ cười khổ, sau không cười nữa, trấn định nhìn triệu hoàng lâm, chuyện của các hạ và trần vi, ta có biết. Đừng kinh ngạc, không phải ta đến cảnh cáo các hạ, mà có việc khác muốn nói. Trước hết, xin hỏi các hạ một vấn đề. Vệ lâm nhìn triệu hoàng lâm chầm chầm không chớp mắt, các hạ thích phu nhân nhà ta. Chưa từng. Triệu Hoàng Lâm lạnh nhạt trả lời, đối mặt vệ lâm, không ghét cũng không thích. Tốt, chí ít thái độ của các hạ khiến khoảng cách giữa phu thê ta thu lại. Vệ lâm thiêu mi. Hôm nay nhân huynh đến đây muốn nói gì với ta? Triệu Hoàng Lâm ngưng mi, có chút không nhịn được đứng lên, hiện tại hắn không thể đối mặt với chuyện tình cảm. Tề Uyển Giao, đúng không? Vệ lâm ra dấu tay, thấy sắc mặt Triệu Hoàng Lâm trầm xuống, liền nở nụ cười nói, Ta nói sai tên. Nhân huynh có quan hệ thế nào với nàng? Triệu Hoàng Lâm cảnh giác. Ta không biết nàng. Vệ Lâm nhúng nhúng vai, rõ ràng cảm giác lúc mình nói thế, Triệu Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có điều, chuyện gần đây của nàng, ta có hỏi thăm qua. Vệ Lâm không bỏ qua từng ti kinh ngạc trên mặt Triệu Hoàng Lâm. Nàng sống hình như rất tốt, ở qua ngoại được nhiều người theo đuổi, tú nghệ tốt, Cú phường mà hai huynh muội cùng mở sẽ nhanh khai trương nên rất được hoan nghênh vệ lâm từ tốn nói triệu hoàng lâm nghe thế thể xác và tinh thần đều buông lỏng sống rất tốt sao vậy là tốt rồi nhưng mà vệ lâm nhìn triệu hoàng lâm đột nhiên ngập ngừng nàng vốn xinh đẹp khó bảo đảm sẽ không bị những hán tử ở qua ngoại để mắt tới người theo đuổi nhiều vô số kể thân hình triệu hoàng lâm lay động sắc mặt có chút trắng nghe nói. Ngón tay Vệ Lâm gõ lên bàn, lòng Triệu Hoàng Lâm bị tiếng gõ làm phiền, hắn sau nàng sẽ thành thân, là một hán tử dị tộc ở qua ngoại. Triệu Hoàng Lâm ngẩng đầu, môi hơi mở, vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, môi khép lại, tim như bị gì đó đâm vào, ngày càng đau, khiến hắn hô hấp không được. Vệ Lâm thấy thế, hài lòng đứng lên, lúc đi tới trước mặt Triệu Hoàng Lâm, cổ vai Triệu Hoàng Lâm, qua ngoại bên kia, không đi sẽ trễ cuối cùng nói thêm nếu như ta gặp phu nhân nhà ta sớm hơn thì tất cả sẽ không như hôm nay ta chỉ nói đến đây thôi các hạ tự lựa chọn có thể nhìn ra nhân huynh rất quan tâm trần vi triệu hoàng lâm ngửa đầu mỉm cười nhìn vệ lâm vệ lâm đờ người sau mới mở miệng nói đó là tự nhiên tình yêu ta dành cho thê tử còn nhiều hơn tình yêu thê tử dành cho các hạ chúc nhân huynh thành công triệu hoàng lâm hiếm khi chúc phúc người khác cũng chúc các hạ thành công vệ lâm tao nhã chào tạm biệt rồi ưu nhã rời khỏi hiệu thuốc vệ lâm đi rồi triệu hoàng lâm một mình ngồi ngơ ngác trong phòng rất lâu loại tâm tình này không biết diễn tả thế nào thật ra chuyện nguyễn giao là do thói quen ích kỷ của hắn đi ngay từ lúc biết tề nguyễn giao làm vậy với trần vi triệu hoàng lâm khó có thể tiếp nhận nổi rất tức giận cũng không phải bởi vì tề uyển giao khi dễ trần vi hay gì đó chỉ là bởi vì ở trong lòng hắn tề uyển giao là một sự tồn tại tuyệt đẹp tề uyển giao đơn thuần thiện lương dịu dàng hầu như phù hợp với yêu cầu về một thê tử của hắn cho nên khi biết chuyện tề uyển giao làm đã khiến triệu hoàng lâm rất thất vọng hóa ra tề uyển giao cũng biết ghen cũng biết sử dụng thủ đoạn bây giờ đã vậy sau này thì sao lần cuối hai người cãi vã kịch liệt trong lòng hắn cũng là đau tim hắn tuy lạnh nhưng không phải là tảng băng. Đoạn tình cảm này Triệu Hoàng Lâm hắn rất quý trọng, cho nên lúc vạch tần sự thật, hắn sao không đau được. Vốn tưởng rằng, kiếp này, hắn sẽ không dây dưa với nàng nữa. Mà khi hắn biết được tin nàng tự sát, trong lòng sợ hãi, đối mặt với việc phải mất đi nàng vĩnh viễn, hắn không áp chế nỗi thống khổ. Tề Sâm nói đúng, hắn không thể trách biển giao dùng thủ đoạn nhỏ đó, bởi vì nguyên nhân đều là do hắn. Uyển Giao tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đố kỵ với Trần Vi? Là bởi vì Triệu Hoàng Lâm hắn chưa bao giờ cho nàng cảm giác an toàn, là bởi vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến, cũng không biết cách biểu đạt. Nếu như từng chủ động một chút, rút chút thời gian bồi nàng một chút, ít để ý đến sinh ý này, tính toán kế hoạch trả thù, có lẽ Uyển Giao sẽ không có như thế. Hắn từng vạch ra những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống về sau, không phải Uyển Giao hủy diệt nó, mà người hủy nó là hắn mới đúng. Trải qua chuyện tình cảm này, hắn rốt cuộc cũng biết mình là người quá tà nhẫn. Lúc mất đi, mới biết quý trọng. Trước khi Tề Uyển Giao tự sát, hắn còn tự tin cho rằng mình sẽ không hối hận vì quyết định ngày đó. Nhưng vừa nghe nói nàng tự sát, hắn sợ hãi, một cách kia, trong đầu trống rỗng, gương mặt, giọng nói Tề Uyển Giao hiện ra. Cái loại tư vị giống như mất đi tất cả, không tốt hơn là bao bây giờ tề uyển giao ở qua ngoại xa xôi nàng hạnh phúc còn hạnh phúc hơn nhiều so với ở bên cạnh mình hơn nữa nàng sẽ thành thân với người khác người kia chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng sẽ cho nàng cảm giác an toàn tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần hắn hẳn là chúc phúc cho tề uyển giao hắn hẳn là cảm thấy cả người buông lỏng nhưng vì sao lúc này tim hắn đau quá không dừng lại được gần đây hắn mới phát hiện mình có một thói xấu lúc này hắn rất nhớ cô gái đó. Phải nói là khi mất đi mới biết quý trọng mới đúng. Sau lần đó nàng tự sát, lúc nàng đến qua ngoại, loại cảm giác này càng cảm nhận sâu sắc hơn đó là loại cảm giác khi mất nàng. Một lần nữa hắn xác định mình yêu nàng, thật sâu yêu nàng, đồng thời không kiềm chế được. Ngày trước, hắn cũng để ý, rồi yêu nàng. Nhưng cái loại cảm giác yêu này, ngày càng hãm sâu vào, trước đó hắn để gửi gắm những gì tốt đẹp nhất vào tề uyển giao, mong muốn cùng nàng có một tương lai tươi đẹp hắn miệt mài làm việc chính là không muốn giống như mấy thân nhân nhà hắn sau khi kết hôn thì hôn nhân sẽ nằm trong bầu không khí thờ ơ lạnh nhạt thậm chí tan vỡ cho nên khi biết những chuyện kia tức giận khó nhịn đang xen vào nhau bởi vì chân tướng đó đã đánh nát ước mộng của hắn khi vệ lâm nói đến tình hình gần đây của tề uyển giao hắn thật hối hận nhớ lại lần cãi nhau đó hắn đã làm gì với uyển giao nàng đau đớn khóc lóc cầu xin hắn cho nàng một cơ hội nàng đã trải qua những chuyện gì hắn đã quên rồi sao tại sao không quan tâm đến nội tâm yếu đuối của nàng lại cứ thế mà tổn thương nàng thật sâu khi đó hắn sao lại có thể tàn nhẫn thế hắn đã từng hứa hẹn với tề uyển giao vĩnh viễn đứng ở bên người nàng không buông tay hóa ra lời hứa hẹn của triệu hoàng lâm hắn lại rẻ mạt thế mỗi ngày trôi qua hắn sống trong hối hận và tự trách nhất là khi hắn biết, không thể vãn hồi được nữa, cái loại cảm giác đó bùng lên, đi sâu vào cốt tủy, từng bước cắn nuốt tim hắn. Có nên đến qua ngoại không? Đến qua ngoại làm gì? Ngăn cả Nguyễn Giao và nam nhân kia thành thân, không quan tâm nhìn hôn lễ diễn ra, sau đó mang theo bi thương lặng lẽ ly khai. Lúc nàng thấy hắn, liệu có còn vui vẻ như khi trước? Không, cũng sẽ không. Nếu tìm được hạnh phúc của mình, nàng sẽ cảm thấy may mắn mới đúng may mắn vì chưa gả cho triệu hoàng lâm này một người nam nhân quan tâm vứt bỏ nàng sẽ đáng gái để phó thác chung thân triệu hoàng lâm xoa thái dương hơi đau nằm trên mặt bàn lạnh băng đưa tay sờ túi thơm màu xanh bên hông đây là mấy năm trước lúc tề uyển giao rơi khỏi triệu gia thôn đã đưa cho hắn hắn không bỏ mà luôn mang theo bên người giữ gìn rất kỹ cho đến khi quá nhớ nàng mới cắn môi lấy ra đeo bên hông thời thời khắc khắc nhớ đến tâm ý của nàng. Chết tiệt, từ bao giờ, hắn không bình tĩnh nổi, trở nên điên cuồng như thế. Rốt cuộc có nên đến qua ngoại không? Triệu Hoàng Lâm đột nhiên một đồng tiền, buồn cười, mặt niệm trong lòng, mặt phải thì đi, mặt trái thì tùy ý. Ném đồng tiền lên, tiếp được, từ từ mở ra bàn tay. Thế nhưng vẫn nắm rất chặt, không dám mở ngay, tim đập thật nhanh. Là mặt trái. Ném ba lần, hai lần giống nhau là được. Ném thêm hai lần nữa, vẫn là mặt trái. Ném năm lần, ba lần giống nhau có vẻ công bằng hơn. Cuối cùng, Triệu Hoàng Lâm phiền não ném đồng tiền đi, đứng dậy rời khỏi hiệu thuốc. Hôm nay đã là tháng tư, nhưng ở qua ngoại giờ này rất lạnh, vốn là đầu mùa hè thời tiết và cảnh sắc vẫn còn mang theo hương vị và cái xe xe lạnh của mùa xuân. Triệu Tư Nghi nhàm chán nằm ngay bệ cửa sổ xe ngựa, nhìn ra ngoài, vốn là còn hết tức tò mò mong đợi, nhưng lúc này bị cảnh sát rộng lớn bên ngoài làm mất hứng thú. May mà nương hô đáo, nếu không ngay từ lúc đầu mình đã mặc áo mùa hạ đến, như vậy không lạnh chết mới lạ. Triệu tương nghi thầm nói, rồi hít một hơi thật sâu, không khí nơi này chính thật mát mẻ, suốt ngày ở trấn mãi, cả người đều cứng ngắc như gỗ. Tiếp văn cười hì hì phụ hòa, tiểu thư chính là thích chạy ra ngoài. Triệu tư nghi vừa muốn nói gì, Bùi tử quân cưỡi ngựa đi tới, thấy Triệu Tư Nghi ngồi bên cửa xe. Bùi tử quân nhàn nhã cưỡi ngựa, hỏi Triệu Tư Nghi có muốn ra ngoài cưỡi ngựa không? Ngồi ở bên trong lâu như vậy, không buồn bực sao? Có thể ư. Hai mắt Triệu Tư Nghi tỏa sáng. Vậy còn chờ gì nữa? Đi ra đi. Bùi tử quân mỉm cười, ra lệnh A Quang dừng xe lại. Sau khi xe ngựa dừng lại, Triệu Tư Nghi hưng phấn nhảy xuống, đứng trước mặt bùi tử quân cùng ngựa bùi tử quân bước đi thong thả mấy bước lúc đến bên cạnh triệu tương nghi đưa tay ôm lấy triệu tương nghi để nàng ngồi sau lưng hắn gió rét qua ngoại thổi qua triệu tương nghi hưng phấn la hét bùi tử quân dùng tay kéo dây cương che đằng trước triệu tương nghi nói nhỏ ngồi cho chắc bùi tử quân ra sức thúc vào bụng ngựa vung roi ngựa mang theo triệu tương nghi chạy như bay về phái trước đi đến đâu bụi đất bay lên bích văn chống má hâm mộ nhìn đôi này mắt cũng hiếp lại ngược lại triệu hoàng lâm lại có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều triệu hoàng lâm mặc một bộ tử y tóc dài đen nhánh buông tới thắt lưng tóc được cố định bởi ngọc quang chân mang một đôi dầu màu xám không có giống bùi tử quân cưỡi ngựa thật nhanh lưu lại khói bụi mà là chậm chạp mà đi có điều nói về nóng lòng không ai có thể so được với triệu hoàng lâm triệu hoàng lâm chỉ sợ mà thôi sợ khi mình đến tề uyển giao gả cho người khác là chuyện thật cũng sợ tề uyển giao không chịu nhìn hắn mặc dù lo lắng như lửa đốt nhưng không dám chạy đến trước chỉ đi chậm giống như có thể chậm một chút nhận tin dữ còn nhớ ngày đó hắn thất hồn lạc phách sắc mặt trắng bệch trở về phủ tiểu muội vừa thấy bộ dáng này của hắn đã sợ mất hồn vội hỏi nguyên nhân nhưng hắn vẫn không chịu nói phản phất chuyện tề uyển giao sắp lấy người khác đã trở thành sự thật giống như con dao sắc bén, cho nên không muốn nói ra. Lưỡi dao cắt như cắt cổ họng. Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý, vốn định lặng lẽ không nói mà đi, nhưng cuối cùng còn kinh động cả phủ. Phương Thị gần đây phát bệnh, Triệu Hoàng Lâm lại sợ Phương Thị không chịu nổi, liền đem tình hình nói. đã lường trước, Phương Thị sau khi nghe xong, vui vẻ không ngớt, còn cổ vũ, muốn hắn đưa tề uyển dao bình an về đây. Triệu Hoàng Lâm nghe xong có chút dở khóc dở cười. Nếu như lần này đến đó, thật sự thuận lợi như vậy, thì tốt biết bao. Vì thế, đi một mình sợ chính mình không có sáng suốt, cho nên dẫn tiểu muội đến qua ngoại biết một chút, tiểu muội đáp ứng. Về phần bùi tử quân bên này, bùi tử quân chính cứng rắn đòi theo, lý do là nam tử dị tộc rất giảo hoạt, muốn đích thân bảo vệ triệu tư nghi, để tránh bị đám người đó treo gẹo. Lúc bùi tử quân nói đùa câu này, triệu hoàng lâm sinh khí, ít nhiều cũng có liên quan đến lã thị. Bùi tử quân cũng hiểu tình hình nhà họ, nên thông cảm. Như thế, cuối tháng 3, một nhóm ba người xuất phát, từ ngày xuất phát đến bây giờ, đã đi 5, 6 ngày đường. Dựa theo kế hoạch, bọn họ chỉ mới đi một phần ba lộ trình, phải đi thêm chừng 10 ngày nữa mới đến chỗ tề uyển giao. Triệu tư nghi ngay từ đầu còn hăng hái bừng bừng, được đi ra ngoài giải sầu, dọc theo đường đi cảnh sát cũng thay đổi. Nhưng qua nhiều ngày đi xe ngựa sóc nảy, cảnh sát không đẹp nữa, khí hậu không tốt, triệu tư nghi không còn hứng thú. Bên này, hai người triệu tư nghi và bùi tử quân cùng cưỡi ngựa chạy xa, quay đầu lại nhìn, triệu hoàng lâm cưỡi ngựa, tiếp văn ngồi xe ngựa đi theo, hết thảy đều không thấy. Triệu tư nghi nhìn một vùng sa mạc, không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn bùi tử quân, chúng ta có phải đi quá xa không? Ở chỗ này rất dễ lạc đường A. Không cần lo lắng, sẽ không thất lạc với bọn họ đâu. Bùi Tử Quân nắm chắc nói, con ngựa bắt đầu giảm tốc độ lại, cho đến tới khi dừng lại xuống ngựa, đi dạo. Bùi Tử Quân nhảy xuống ngựa trước, sau đó ôm Triệu Tương Nghi xuống, lúc này hai người đứng giữa một vùng sa mạc rộng lớn, nếu lúc này chỉ có một người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Triệu Tương Nghi ngồi xuống đất, Bùi Tử Quân thấy thế, cũng chỉ cười, ngồi xuống bên cạnh, chúng ta đây ở đây chờ bọn họ thì thực rất nhanh thôi. Bùi tử quân nói xong lại chỉ vào một vùng hoang mạc rộng lớn cười nói, đừng sợ, chúng ta rất nhanh sẽ ra khỏi hoang mạc, dựa theo địa đồ, cứ đi hết đường này, sẽ đi qua nơi có người ở. Ừ, vậy là tốt rồi. Triệu tư nghi hiếp mắt cười nói, bùi tử quân, huynh đến qua ngoại, nhà huynh không nói gì sao? Sinh ý không xử lý, lại tốn thời gian chạy đến đây. Tư nghi, gọi tử quân có được hay không? Bùi tử quân xoa đầu triệu tương nghi, ôn nhu nói. Kỳ thực, về vấn đề xưng hô này, triệu tương nghi cũng rối rắm. Nếu như bắt trước mặt nhã như gọi bùi tử quân là tử quân ca ca, nàng thật sự gọi không được. Suốt ngày làm nũng như thế, phỏng chừng nàng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân. Thế nhưng, gọi thẳng tên họ như bây giờ, hình như cũng quá cứng ngắt, không lễ phép chút nào, dù sao nàng cũng nhỏ hơn bùi tử quân vài tuổi. Hay là, muội gọi tên tự của huynh đi tên tự của huynh là diễn trạch nào muội gọi thử xem bùi tử quân nói sau đó dùng ngón tay viết xuống các mềm hai chữ diễn trạch tên tự này của huynh êm tai hơn triệu tương nghi ngửa đầu nhìn bùi tử quân cười là cha huynh đặt tên tự này cho huynh bùi tử quân gật đầu diễn trạch triệu tương nghi thử gọi ừ diễn trạch ừ diễn trạch triệu tư nghi tự hồ gọi đến nghiện muốn gọi một lần nữa nhưng vừa mới nói một chữ diễn môi đã bị bùi tử quân che lấp vẫn là ôn nhu như trước triệu tư nghi lúc này như hạt bụi bay lên trời thiên toàn địa chuyển nhớ phải thở đứa ngốc bùi tử quân rời khỏi môi triệu tư nghi không quên hôn nhẹ lên trán nàng dở khóc dở cười nói triệu tư nghi nhẹ nhàng thở phì phò môi ôn nhuận sưng lên bộ ngực đã trổ mã bắt đầu phập phồng, khiến bùi tử quân đỏ mặt. Sao huynh lại đột nhiên hôn muội nếu như bị ca ca đuổi theo thấy được, ca ấy không đánh huynh mới lạ đó. Triệu tư nghi rầu rĩ nói, không nghĩ tới bùi tử quân lại đột nhiên tập kích. Bùi tử quân bật cười, khẽ nhấp môi nút lấy hương vị giữa răng môi của triệu tư nghi, huynh nhìn thấy muội gọi muốn nghiện, cũng không thể để muội gọi hoài được, cho nên mới ngăn miệng muội lại thôi. Vậy huynh bảo dừng lại, hoặc dùng tay che miệng muội cũng được mà tuy trong lòng triệu tư nghi vui sướng nhưng ngoài miệng vẫn như cũ được tiện nghi còn khoe mẽ tay là dùng để ôm muội bảo vệ muội bùi tử quân thiêu mi lưu manh nói ra huynh xem bọn họ tới triệu tư nghi chỉ về về phía trước bùi tử quân nghiêng mặt nhìn nhưng chỉ thấy các bụi không có bóng người ngựa nào vừa định hỏi triệu tư nghi người ở đâu Triệu tư nghi bất ngờ nghi người qua nhắm ngay môi hắn, nhẹ nhàng mà hôn trộn một cái. Tim bùi tử quân đập nhanh, bất khả tư nghị quay đầu lại nhìn triệu tư nghi cười xấu xa, đôi môi hơi tê dại, cảm giác kích thích rất tốt. Cô gái này, chủ động hôn hắn ư. Đối với sự chủ động lớn mật của triệu tư nghi, bùi tử quân vừa mừng vừa sợ, trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành cao hứng, huynh còn muốn. Mơ đi. Triệu tư nghi nói lầm bầm, huynh hôn trộn muội một lần, muội trả lại một lần rất công bằng muốn nhiều hơn thì không được vậy huynh hôn muội lại lần nữa bùi tử quân muốn nghi người qua nhưng triệu tư nghi lập tức đứng dậy lui về phía sau một bước chỉ vào phía sau hắn cười nói đừng làm rộn bọn họ tới huynh sẽ không để muội lừa nữa đâu bùi tử quân cũng đứng dậy bắt thấy sẽ bắt được triệu tương nghi người muốn khi dễ tiểu muội ta triệu hoàng lâm siết dây cương giọng nói nhàn nhạt rất có lực Triệu Tư Nghi ngược lại chạy tới Triệu Hoàng Lâm bên này, Bùi Tử Quân đổ mồ hôi, không nói quay người lại, quả nhiên thấy Triệu Hoàng Lâm đang cưỡi ngựa nhìn mình chằm chằm. Mà Bích Văn ngồi trên xe ngựa cách đó không xa đi đến, chắc là Triệu Hoàng Lâm thấy hai người họ, liền tăng tốc độ chạy đến muốn thông báo một tiếng. Ta nào dám khi dễ nàng nha. Bùi Tử Quân ha hả cười, giấc ngựa. Muội mệt quá, bên ngoài bảo cát cũng lớn, mắt đau, hay là chờ xe ngựa đến rồi ngồi luôn. Triệu tư nghi chu môi đỏ, nói với bùi tử quân. Bùi tử quân hơi thất vọng, suy nghĩ một chút ôm triệu tư nghi một cái. Cười gật đầu, muốn nàng chờ Bích Văn và A Quang bên kia một chút. Xe ngựa đến, triệu tư nghi được đỡ lên xe, sau khi đi vào, Bích Văn rất chu đáo đưa một khăn tay đã thấm ướt tới, tiểu thư, trên mặt dính bụi kia, mau lau đi. Triệu tư nghi nhận lấy, than thở qua, may mà dẫn ngươi theo, thật thoải mái. Bích Văn bật cười, tiểu thư nói ngốc gì đấy, hầu hạ tiểu thư là trách nhiệm của nô tỳ. Không lâu nữa sẽ qua khỏi hoang mạc, nếu như muội thích ngắm cảnh, hãy nắm chắc cơ hội này nhìn một lần. Giọng nói bùi tử quân từ trong gió truyền đến. Triệu tư nghi vén rèm xe lên hướng hắn nháy mắt mấy cái, chính huynh tự xe một mình đi, muội sắp bị bảo cắt thổi thành thiếu phụ có chồng rồi này. Bên ngoài, bùi tử quân và triệu hoàng lâm đều cười. Bên trong xe, Triệu tư nghi vừa lau mặt, vừa miếm môi cười, lau được một nửa, để khăn lau xuống, thở dài, khí hậu qua ngoại thật không tốt, bão cát lớn, giá lạnh. Đã vào tháng tư rồi, mà khí trời chẳng khác gì tháng hai, tháng ba, chúng ta ở trấn trên đều mặc áo mùa hạ, không thì cũng mặc một bộ sung sa mỏng, đâu giống bây giờ phải mặc một lớp áo dày. Quyển giao tỷ tỷ đến đây lâu như thế, hẳn chịu không ít khổ. Chúng ta không phải đến đón tề tiểu thư về ư. Tích Văn nhận lấy khăn Triệu Tư Nghi đưa, rửa sạch lại với nước lần nữa, rồi đưa cho Triệu Tư Nghi, ai, cũng thật là, ở đây nước rất khan hiếm, còn cuộc sống của chúng ta ở trấn trên rất tự tại. Ngươi nói xem, tuyển giao tỷ tỷ có theo chúng ta về không? Triệu Tư Nghi vừa lau mặt, vừa ngưng mi nói, ta thật lo lắng tỷ ấy quán chúng ta. Nô tỳ không dám nhiều lời, nhưng nô tỳ thật tâm mong Nguyễn Giao cô nương có thể hồi tâm chuyển ý nếu quả thật cả cho nam tử dị tộc, như vậy cả đời đều phải ở nơi này. Hơn nữa, nô tỳ mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe người ta nói. Nam tử dị tộc rất hung hãn bình thường hay đánh vợ, lúc mất hứng còn có thể đem vợ bán đi, có thể cùng bằng hữu chia sẻ vợ mình. Đây cũng là chuyện thường xảy ra lời Bích Văn nói khiến Triệu Tương Nghi kinh sợ. Thế thế, Bích Văn tái mặt lập tức bồi tội, nô tỳ đáng chết, nô tỳ lỡ miệng, không nên nói những điều càng rỡ này, mong tiểu thư tha lỗi không quan hệ, không thị vấn đề của ngươi. Triệu tư nghi thở nhẹ một cái khí, lau mặt động tác đều chậm rãi chậm lại. Nếu quả thật đúng như lời Bích Văn nói, viễn giao đụng phải một nam tử như vậy, cả đời tề viễn giao chẳng phải rất thê thảm sao. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, trước khi chạm vạn tối đã ra khỏi hoang mạc, đến nơi có người ở. Đây cũng là một trấn nhỏ, nhưng rất náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa không thua trấn thanh hà chút nào trấn này người rất ít cũng có thể đếm được cả trấn chỉ có hai con đường không có giống như trấn thanh hà hai bên đều có gian hàng cửa hàng lớn nhỏ còn ở đây hai bên đường chỉ có vài sạp hàng nhỏ đều bán những món đồ dành cho sinh hoạt không thấy một món đồ xa xỉ nào toàn bộ trấn chỉ có một khách điếm để nghỉ ngơi hơn nữa còn phi thường đơn giản nhưng có thể tìm được nơi để nghỉ ngơi còn tốt hơn cảnh màn trời chiếu đất như vậy đã rất tốt rồi Bích Văn thấy trên mặt Triệu Tư Nghi không có một tia bất mãn hay do dự, cũng không nói nơi này không tốt, nhanh nhẹn sách hành lý đi vào, lại bảo A Quang đi thu xếp cho xe ngựa và ngựa. Theo địa đồ, trấn này cách chỗ Tề Uyển Giao còn một đoạn đường nữa, Triệu Tư Nghi nhớ lại những lời Bích Văn đã nói với mình khi ngồi trên xe lúc nãy, trong lòng không khỏi nóng nảy. Nhìn ca ca của mình, không có lo lắng hay biểu hiện gì hết, không biết trong lòng ca ca nghĩ thế nào. Không những thế, Triệu Hoàng Lâm còn hăng hái nói với Triệu Tư Nghi, ở đây mặc dù đơn sơ, nếu muội buồn thì có thể ra ngoài đi dạo, hiếm khi có cơ hội, không đi sẽ hối hận. Nếu Nguyễn Giao tỷ tỷ ở đây, muội sẽ có thêm nhiều cơ hội đến nơi này. Triệu Tư Nghi biểu môi, cố ý kích động Triệu Hoàng Lâm. Nha đầu, chúng ta mau sắp xếp hành lý, chờ ăn cơm tối xong, ra ngoài đi dạo được không? Bùi tử quân cắt đứt đối thoại của hai người, bởi vì bộ dạng triệu hoàng lâm cả người run rẩy rơi vào mắt bùi tử quân có chút hơi không đành lòng ca muội thấy ca không gấp cáp triệu tư nghi nhỏ giọng lúng túng nói không có việc gì hai người đi dạo đi ca cần yên tĩnh lại triệu hoàng lâm mím môi xoay người lên lầu triệu tư nghi cúi đầu le lưỡi một cái lại thở dài một hơi sau bữa cơm triệu tư nghi hăng hái bừng bừng đi tới phòng bùi tử quân diễn trạch Huynh nói xem chúng ta có nên mặc xiêm y của người ở đây ra ngoài sao chúng ta ăn mặc như vậy rất kỳ quái đó nếu muội thích thì đi đổi lại cũng không kỳ quái đâu vùng này cũng không phải có mấy người trung nguyên chúng ta bùi tử quân ôn nhu cười vậy không đổi triệu tư nghi quyết đoán nói lại sáp lần gần nhỏ giọng quần áo của người ở đây muội không thích rất kiếm nhã không có giống như ở chỗ chúng ta Bùi tử quân xì cười một tiếng muội hà tất phải ăn nói cẩn thận như vậy, không sao đâu. Phải không a? À, nếu như bị bọn họ nghe thấy được, làm sao bây giờ? Triệu tư nghi khẩn trương, thỉnh thoảng nó ra bên ngoài, hoàn toàn đem những khách nhân dị tộc thành mảnh thú. Huynh sẽ toàn lực bảo vệ muội. Bùi tử quân đứng lên, nắm tay triệu tư nghi, mười ngón tay đang vào nhau, đi thôi, muội chỉ cần là chính mình là được, không cần phải thay đổi gì hết huynh nắm tay muội như thế Bộ không sợ bị ca muội nói à triệu tư nghi giơ bàn tay bị nắm lên triệu tư nghi bây giờ đã có thói quen cùng bùi tử quân tiếp xúc thân mật ca ca muội làm gì có tâm tình quan tâm chúng ta bên này tim ca ca muội từ đã sớm không có ở đây còn ánh mắt của dị tộc muội không cần để ý bởi vì tính tình bọn họ còn thoải mái hơn người trung nguyên chúng ta bùi tử quân thiêu mi xem ra huynh hiểu biết rất nhiều nha Triệu Tư Nghi đi theo hắn ra ngoài. Bích Văn và A Quang không được đi theo, hai người bọn họ chỉ ra ngoài chơi một chút, hơn nữa Bùi Tử Quân không muốn có người quấy rối hắn và Triệu Tư Nghi. Trấn nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng đến buổi tối rất náo nhiệt. Ngọn đèn chập chờn, tiếng người êm tai, còn có cô gái dị tộc đứng bên đường hát bản tình ca, không ít quý nam tử nhìn cô gái đó, viết sáo, vỗ tay ầm ầm. Hoàn cảnh náo nhiệt này không khỏi khiến triệu tư nghi nhớ về kiếp trước. Cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ, cũng giống như lúc này đi. Thật ra triệu tư nghi đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, các chi tiết nhỏ, còn lại đã quên hết. Lúc này đây, triệu tư nghi mới thực sự sống ở thời đại này, yêu còn người nơi đây. Nhìn khuôn mặt đầy ý cười, nắm chặt tay mình của bùi tử quân, triệu tư nghi hạnh phúc mỉm cười. Diễn trạch, muội yêu huynh mơ hồ là vô ý nói ra một câu thâm tình như thế giọng nói rất nhẹ trong tiếng người ồn ào hỗn loạn tức thì bị hòa tan không ít bùi tử quân phát một cái ngừng bước chân nghi mặt xa nhìn triệu tương nghi sóng vai muội vừa nói cái gì xem như không có nghe đi triệu tương nghi nháy mắt mấy cái huynh cũng yêu muội bùi tử quân đứng đối mặt triệu tương nghi huynh nghe thấy được chỉ là không dám xác định có phải chính miệng muội nói không trong khoảnh khắc đó tiếng sáo ngân vang triệu tư nghi rất thích lúc này giống như cả thế giới cũng chỉ có nàng và bùi tử quân không có phong kiến lễ giáo ràng buộc không có cấp bậc lễ nghi này nọ không bị người khác làm phiền nàng chỉ cần cùng bùi tử quân yêu nhau là được hưởng thụ từng giây từng phút tốt đẹp này nếu như thời gian vĩnh viễn dừng lại ngay buổi tối đêm nay tất cả liền viên mãn khoảng cách hai người ngày càng gần ngay khi bùi tử quân gần hôn triệu tương nghi triệu tương nghi đã đem mắt nhắm chặt bỗng nhiên có một giọng nói của nữ nhân truyền đến vị công tử này thực sự là anh tuấn bất phàm công tử có nguyện ý cùng ta uống rượu không nữ tử nói là là tiếng trung nguyên nên hai người triệu tương nghi nghe hiểu có điều phát âm không rõ ràng vẫn là mang theo âm điệu của quan ngoại ý tứ câu nói kia khiến triệu tương nghi nghe mà khó chịu nhất định là coi trọng bùi tử quân lại thấy hắn ăn mặc hán phục cho nên dùng ngôn ngữ người hắn nói ta không uống rượu bùi tử quân trực tiếp cự tuyệt triệu tương nghi hiểu ý cười cô gái kia liếc mắt nhìn triệu tương nghi lại nhìn thấy hai người nắm tay nhau cười càng diêm dúa lẳng lơ không sao hết không uống rượu vậy đến nhà ta cũng được thật quá phóng khoáng rồi ta muốn ăn ngươi triệu tương nghi thiếu chút nữa ngã sách xuống đây là cổ đại sao quả thật so với hiện đại còn cùng giả hơn kỳ thực triệu tư nghi không hiểu lắm về phong tục ở qua ngoại nam nữ ở đây không có câu nệ như ở trung nguyên quan hệ nam nữ ở đây rất tùy ý trai lẫn gái đi trên phố nếu thấy thuận mắt hai bên tình nguyện hai người tìm một chỗ tư mật ngọc ngào một đêm hoặc một ngày cũng đều bình thường tình huống cô gái dị tộc này cũng giống vậy cô ta nhìn trúng tứ mạo bùi tử quân căn bản không quan tâm bên người bùi tử quân là triệu tương nghi, không hề che giấu tình ý của mình, trực tiếp mở miệng yêu cầu hiến thân. Xem ra trong mắt tất cả dị tộc ở qua ngoại, đây là chuyện bình thường, cả cái loại trình độ cùng ăn cùng uống với nhau cũng bình thường luôn. Quyển giao tỷ tỷ đúng là không nên gả cho người ở đây. Triệu tương nghi miếm môi, mỗi chữ mỗi câu đều thầm nói. Công tử Công tử vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Cô gái kia nhiệt tình nhìn bùi tử quân, ái muội treo đùa, chẳng lẽ là công tử ngại kỹ thuật của ta kém sao? Nói xong còn rất lẳng lơ, vặn vẹo, uốn éo người, hình như muốn được bùi tử quân để ý tới. Triệu tư nghi trợn tròn mắt hạnh, vừa muốn mở miệng quát cô gái kia làm càn, đã thấy bùi tử quân ôm triệu tư nghi lui về phía sau mấy bước, ung dung nói. Ta nghĩ cô nương không rõ tình hình rồi, vị này chính là phu nhân của ta. Tim triệu tư nghi đập mạnh, kinh ngạc nhìn bùi tử quân thấy bùi tử quân chỉ cười thản nhiên đối với cô gái nóng bỏng kia một chút hứng thú cũng không có triệu tư nghi đang lúc đắc chí thì cô gái xinh đẹp kia mỉm cười nóng bỏng nhìn bùi tử quân không tha vị công tử này thật buồn cười đừng có khi dễ ta là người qua ngoại mà không biết phong tục người hán chỉ vào triệu tư nghi cười khẩy nàng ấy không có trang điểm tóc không có búi vẫn là mái đầu thiếu nữ sao có thể là phu nhân của công tử được chỉ là một con nhóc tầm thường, ngực không có lớn, mông cũng không vĩnh như ta. Cô gái hừ một tiếng, ở trong mắt cô ta, chỉ có thân hình gợi cảm như cô ta, mới có thể xưng là đáng chú ý. Còn giống như triệu tư nghi, cũng chỉ nói là tầm thường. Ta là hôn thê của huynh ấy. Triệu tư nghi kéo cánh tay bùi tử quân, hất cầm nhìn cô gái kia, giọng nói sắc bén kinh người. Cô gái hơi ngạc nhiên, lát sau cười run rẩy lúc bình tĩnh lại, liền dùng ánh mắt tiếc hận và đồng tình nhìn bùi tử quân nói, công tử có tướng mạo tốt như thế, lại thú một nương tử có dung mạo tầm thường như vậy, há không phải đáng tiếc ư? Lại bước vài bước, sắp lại gần bùi tử quân không bằng, bỏ cô ta, mà nếm thử tư vị của ta thế nào, nhất định công tử khó mà quên được. Cô một chút cũng không bình thường. Bùi tử quân cứng rắn đẩy cô gái kia ra, chán ghét lấy khăn ra lau tay, còn rất ôn nhu nhìn triệu tương nghi, không thèm nhìn cô gái kia nói, nàng trên đời này là độc nhất vô nhị, cho dù là vàng bạc tài bảo hay thiếu nữ tuyệt sắc nào, đều không đổi được. Công tử Cô gái không ngờ rằng, bùi tử quân yêu thương triệu tương nghi như vậy. Theo cô ta nghĩ, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Chưa từng có nam nhân nào có thể thoát khỏi mê hoặc của cô ta, cho dù là nam nhân có vợ thì sao, không phải đều ngoan ngoãn váy xuống váy cô ta cầu hoang ư vì cái gì mà tên nam nhân này lại kiên quyết đến vậy điều này khiến cô ta bắt đầu nhìn triệu tương nghi bằng con mắt khác váy màu hồng nhạt mặc áo màu xanh trên trán và tóc thấm đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng chắc là bị chọc tức ngũ quan cũng coi như tinh xảo nhưng còn non nớt có đáng để cô ta tức giận lại nhìn vóc người này chật chật không được tốt lắm dựa vào cái gì mà nam nhân này lại quan tâm đến nàng ấy không sao nếu như vì có hôn thê của công tử ở đây mà không dám nói chúng ta chọn ngày khác cô gái kia cười quyến rũ một tiếng này rất nhẹ tự hồ chỉ nói với bùi tử quân cô tin hay không ta có thể cắt lưỡi cô sau đó sẽ dùng kim giúp cô khâu lại nếu như cô còn thấy chưa đủ kích thích ta sẽ tháo ra lần nữa rồi khâu lại cho cô làm nhiều lần như vậy cho đến khi nào cô thoải mái mới thôi Triệu tư nghi đột nhiên thả tay bùi tử quân ra, bước tới vài bước, sắp lại gần cô gái kia, ngoan độc nói. Cô gái đó hoảng sợ, không thể tin được lỗ tai của mình. Lời nói ác độc như vậy, khiến người ta nghe đã sợ mất mật, thật là do chính miệng thiếu nữ này nói ư. Còn nữa, cô có thích tư vị bị nám vào hố rắn không? Bị trăm nghìn con rắn quấn quanh người, không biết chừng còn tốt hơn cùng bọn đàn ông kia hoang hảo đó. Triệu Tương Nghi nói như đang nói chuyện bình thường, đối phó với loại phụ nữ không biết xấu hổ, phóng đảng này, nàng mà không đứng ra nói gì, thì còn là người yêu của bùi tử quân sao. Sắc mặt cô gái trắng bệch, khẩn trương và hoảng sợ, đồng thời có thể nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt. Lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam tử dị tộc. Hắn mặc áo xám cho bằng vải thô, trên đầu còn đội khăn, cười tà mị, ước chừng hai mươi. Hắn vừa đi vừa không chút kiên kỵ nhìn cô gái xinh đẹp nói tiếng qua ngoại. Ta đã sớm nói, nam nhân này, nàng không quyến rũ được đâu, thế nào, có chịu thu không? Cô gái tức giận hừ một tiếng, cũng không dám trừng triệu tương nghi, hơi khiếp sợ kéo ra một khoảng cách với triệu tương nghi, sau đó lùi về phái sau nam tử dị tộc, khẩu khí bất thiện dùng tiếng qua ngoại nói chuyện. Thực không may, sao lại có một nam nhân khó nói chuyện quá vậy, một cơ hội tốt bày ra như vậy, sao lại cố chấp với con nhóc đó? Có chỗ nào hơn ta, nam nhân có thể vào mắt ta không nhiều lắm, hắn cho rằng ai cũng có thể thân cận với ta sao?" Triệu Tư Nghi nghe bọn họ nói chuyện bằng ngôn ngữ nàng không hiểu được, dù sao nghe không hiểu, không thể làm gì hơn là về bên cạnh Bùi Tử Quân, mỉm cười, "Không sao, chúng ta tiếp tục đi dạo." Vừa nãy muội nói gì với cô ta vậy? Bùi Tử Quân ôm vai Triệu Tư Nghi, vừa đi vừa hỏi. Bí mật Triệu Tư Nghi làm ra vẻ thần bí, lại nghe đằng sau tên nam tử dị tộc dùng tiếng qua ngoại nói tiếp nhưng ta lại thích tiểu nha đầu kia những lời nha đầu đó nói với nàng ta đều nghe thấy hết tâm thủ ngoan lạc hơn nữa nàng không nghe ra được là nha đầu đó đang hù dọa nàng sao bị hù dọa thành bộ dáng này thật không có tiền đồ dừng một chút lại thấy hắn hơi nhếch miệng chật chật nói nha đầu kia thật sự có tài ta có chút động tình nếu không phải có vị hôn phu bên cạnh nhất định sẽ tìm cách bắt tận tay, hảo hảo ăn sạch sẽ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng a à, nha đầu nhưng như ngây thơ đó lúc nằm dưới thân ta, sẽ có bộ dáng thế nào đây? Tay bùi tử quân đang ôm vai triệu tư nghi đột nhiên nắm chặt lại, sau lại nhẹ nhàng mà buông lỏng ra, chỉ thấy bùi tử quân dừng chân, rất dịu dàng nhéo mũi nhỏ của triệu tư nghi, ở đây chờ huynh, không cho đi đâu hết. Huynh muốn đi đâu thế? Triệu tư nghi còn chưa nói hết, bùi tử quân một bước đi tới, nhắm ngay nam nhân dị tộc kia đấm một quyền. Một quyền kia đánh vào sống mũi nam nhân, nam nhân đau đến ngửa ra phái sau, đầu như có sao vây quanh, không hiểu sao mình bị đánh. Triệu tư nghi kinh ngạc dùng hai tay che miệng lại, mắt mở thật to, dưới tình huống như vậy, nàng lại có tâm tư suy nghĩ một vấn đề nhàm chán. Lúc bùi tử quân và nam nhân kia đứng gần nhau, chiều cao hai người không chênh lệch lắm. Cô gái xinh đẹp thấy thế, lập tức đỡ nam nhân kia, không có vì bùi tử quân đánh đồng bạn của mình mà phẫn nộ ngược lại còn ngưỡng mộ nhìn bùi tử quân liền dùng tiếng qua ngoại nói công tử đúng là nam nhân tốt triệu tương nghi nghe không hiểu lại tức giận siết chặt quả đấm nhỏ cô ta rõ ràng là khi dễ nàng nghe không hiểu tiếng nơi này cố ý nói cho bùi tử quân nghe chờ một chút triệu tương nghi đang tức giận đột nhiên bình tĩnh lại lẽ nào bùi tử quân nghe hiểu tiếng qua ngoại bằng không sao lại chẳng nói chẳng rằng đấm nam nhân kia một đấm nhất định là người nam nhân kia nói gì đó khiến bùi tử quân tức giận. Nam nhân bị đánh kia rất tức giận, hắn đau đớn xoa sống mũi, sau đó đứng thẳng người, dùng tiếng qua ngoại mắng bùi tử quân, khẩu khí thô tục vô cùng. Mắt thấy tên nam nhân đó dơ nắm đấm chuẩn bị đập lên người bùi tử quân. Triệu tư nghi sợ hãi, vừa định chạy đến ngăn lại, lại nghe bùi tử quân nhìn nam tử đó lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn dám kinh nhờn hôn thê của ta, sẽ không chỉ là một quả đấm đơn giản như vậy đâu bùi tử quân dùng tiếng qua ngoại nói cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nói ra đôi nam nữ đó không nói được một câu hóa ra bùi tử quân nghe hiểu tiếng qua ngoại hơn nữa nói chuyện còn rất lưu loát trong lúc nhất thời nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt bùi tử quân không khỏi sợ hãi bởi vì ở nơi này người trung nguyên nói tiếng qua ngoại hơn phân nửa đều là có uy tín là nhân vật có quyền thế bọn họ không chọc nổi ở quan ngoại, không giống Trung Nguyên, chỉ có làm quan mới cường thế. Chỉ cần là trong nhà có của cải, ngay cả là một thương nhân, cũng đủ sức ức hiếp bình dân. Bùi tử quân ăn mặc bất phàm, giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra một tia quý khí, hơn nữa quan trọng là tinh thông tiếng quan ngoại, nói vậy quen biết không ít người bản địa, không chừng phía sau còn có chỗ dựa lớn. Nam nhân tinh tế phân tích, khẩu khí hạ xuống, là ta có mắt như mù, đã quấy rầy ngài, xin hãy ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân tha thứ cho ta lần này lần sau không dám nữa mấy câu nói đó đều dùng tiếng trung nguyên nói triệu tương nghi đứng ở một bên ngơ ngác nhìn nam nhân mới vừa phẫn nộ trở nên nhát gan trong lòng kinh ngạc không chỉ một một chút chỉ ngắn ngủi hai phút bùi tử quân đã nói gì với tên đó lúc này bùi tử quân xoay người về bên cạnh triệu tương nghi ôm eo nàng dịu dàng nói chờ lâu không giờ chúng ta đi dạo phố tiếp Triệu Tương nghi liếu lưỡi, vừa nãy nàng cũng nói một câu như vậy, nhưng một lát sau, bùi tử quân đã cho người ta một đấm. Triệu tư nghi đi tiếp, bởi vì thực thì khó có thể dự liệu, bùi tử quân nói xong câu này, có quay lại đánh cô gái kia một đấm không? Huynh nghe hiểu tiếng qua ngoại, còn biết nói nữa. Triệu tư nghi đi tiếp, thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn đôi nam nữ kia, chỉ thấy bọn họ hết sức tò mò lại nhút nhát đứng tại chỗ nhìn hai người triệu tư nghi, chắc là bùi tử quân nói gì đó khiến họ sợ rồi. À, bởi vì việc buôn bán, có hợp tác với mấy người qua ngoại, họ dạy huynh nói. Khóe miệng bùi tử quân thoáng hiện một tay ôn nhu, bất quá nhưng chỉ một chút, không nên quay đầu lại nhìn nam nhân kia, huynh sẽ ghen. Hừ. Triệu tư nghi quay đầu lại, huynh đúng là một bình giấm chua lớn. Có điều, vừa nãy huynh nói gì, mà bọn họ sợ hãi vậy. Triệu Tư Nghi hết sức tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng nói thêm, còn nữa, tại sao đột nhiên Huynh đánh người ta vậy? Hắn nói gì khiến Huynh tức giận? Nhắc đến nam tử dâm loạn vừa rồi, lại nghe Triệu Tư Nghi hỏi, sắc mặt bùi tử quân không tốt chút nào. Khẽ cau mày, sau giảng ra, lực đạo ôm Triệu Tư Nghi không khỏi gia tăng hơn, là mấy lời nói vớ vẩn, nhưng Huynh nghe không thoải mái. Lời vớ vẩn, sao Huynh không nói cho muội nghe? triệu tương nghi thiêu mi hơn nữa bùi tử quân từ lúc nào trở nên bạo lực vậy vì người khác nói chuyện gì đó khiến hắn khó chịu nên mới đánh người ta triệu tương nghi không hiểu nổi ai bảo vừa nảy muội không nói cho huynh biết muội nói gì với nữ nhân kia làm chi bùi tử quân nhéo hông triệu tương nghi triệu tương nghi lập tức tránh thoát khỏi cái ôm của bùi tử quân đỏ mặt kháng nghị nói động tác nên ó chừng mực sau đó không cam lòng nói hừ, nghe khẩu khí của huynh kìa, để ý nữ nhân đó hả? Bằng không sao lại khẩn trương muốn biết muội nói gì với nàng ta. Bùi tử quân ngừng bước chân, hai tay khoanh trước ngực, cảm thấy thú vị nhìn triệu tương nghi, che miệng cười. Huynh cười cái gì? Triệu tương nghi ngưng mi. Huynh vui nha. Bùi tử quân bước đến ôm lấy triệu tương nghi, thấp giọng nói, muội đang ghen hả? Bùi tử quân nâng mặt triệu tương nghi lên, không nhẹ lên trán nàng, coi như thưởng cho. Triệu tư nghi an tâm dựa vào lòng bùi tử quân, đầu tựa vào ngực bùi tử quân, là do huynh truyền cho. Hơn nữa, ai mà chịu nổi một kẻ khác phái nóng bỏng đến câu dẫn người yêu mình. Triệu tư nghi nhất thời nhanh miệng nói ra, nói đến một nửa mới phát hiện, dừng lại. Mình cái gì? Bùi tử quân không buông tha. Không, không có gì. Huynh phải nghe chính miệng muội nói ra. Bùi tử quân chắc chắc nói, vừa nãy ở trước mặt nữ nhân kia, không phải nói rất tự nhiên sao? Huynh đột nhiên muốn muội nói, không được tự nhiên nha. Triệu tư nghi đỏ mặt, tim đập nhanh, may mà trời tối, không nhìn ra được. Dù sao sớm muộn cũng phải nói, nói ngay bây giờ, thì có sao đâu. Bùi tử quân đưa tay vuốt tóc triệu tư nghi. Huynh là của muội Triệu tư nghi nháy mắt mấy cái, mày giãn ra, cười xấu xa, là ưu nhạc Mỹ. Lúc này Linh Quang khẽ động, nhớ lại đoạn quảng cáo kiếp trước, Triệu Tư Nghi rất sung sướng địa nói ra. Hử? Đó là gì? Phản ứng đầu tiên của Bùi Tử Quân với ba chữ đó là gì? Khóe môi Triệu Tư Nghi khẽ nhất, ở trong lòng Bùi Tử Quân cảm thán chỉ số thông minh của mình thật cao, ngửa đầu cười nói, đó là thứ rất quan trọng. Đối với muội mà nói, Bùi Tử Quân Thành thật hỏi triệu tương nghi nhịn cười gật đầu đại khái là thế vậy muội cũng là ưu nhạc mỹ của huynh bùi tử quân nhìn triệu tương nghi nói triệu tương nghi nhịn cười không được nữa đột nhiên ôm bụng cười bùi tử quân thấy triệu tương nghi bởi vì câu nói này của mình mà vui vẻ thế cũng không nghĩ nữa tâm tình rất tốt ôm lấy triệu tương nghi đi về phía trước đi được một lúc liền dừng lại dịu dàng nói theo huynh thấy hai ngày mai muội búi tóc của phụ nhân đi như vậy lúc di theo huynh sẽ không còn chuyện thế này nữa. Không nên. Triệu tư nghi trắng mắt nhìn bùi tử quân. Chỉ vài ngày thôi, sau khi trở về thì đổi lại. Bùi tử quân quán niệm nhìn triệu tư nghi, lại bắt đầu phát huy công phu lãi nhãi. Không nên. Triệu tư nghi đẩy tay bùi tử quân ra, đi thẳng về phía trước. Vừa đi trong lòng thầm nói bùi tử quân và mạc tiểu kỳ quan hệ thân thích đúng là không giả, Gen di truyền ít nhiều cũng giống nhau điểm này. Vậy thì bôi cho lên mặt, hoặc mang nón che, đỡ phải bị đám ruồi bu vây quanh. Bùi tử quân đứng sau nàng, tức cao giọng nói. Người triệu tư nghi cứng đờ, xoay người, không nói mà chỉ nhìn bùi tử quân. Huynh nói đám người kia là đuổi bọ, vậy muội đây là gì? Khù, khù. Bùi tử quân kể từ bây giờ, Huynh im miệng lại cho muội triệu tư nghi giống như phát điên chờ nàng sau khi bình tĩnh lại, cười xấu xa đến trước mặt bùi tử quân, nghe ý tử của huynh, thì nam nhân kia coi trọng muội sau đó huynh nghe thấy hắn có ý với muội mất hứng nên đánh hắn, đúng hay không? Bùi tử quân, huynh quá không hiền hậu, người ta chẳng qua thấy muội xinh đẹp, huynh quốc huynh thành mà thôi, huynh lại vì sự thật này mà đi đánh người ta. Rất đau nha. Triệu tư nghi chật chật nói, không biết đến thể diện là gì. Bùi tử quân buồn cười, khóe mắt nhăn lại, khụ khụ nếu như hắn tỏ rõ thái độ quý mến mà nói huynh chỉ có thể nói là dị tộc qua ngoại quá phóng túng rồi lẽ nào muội đoán sai triệu tương nghi rầu rĩ nói đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi không phải ký ức đẹp gì bùi tử quân xoa đầu triệu tương nghi nữ nhân quá thông minh cũng không được có lúc ngốc một chút mới tốt triệu tương nghi biểu môi đàn ông các người a luôn mong nữ nhân càng ngốc càng tốt như vậy mới dễ lừa gạt Thực sự không suy nghĩ đến việc búi tóc phụ nhân à bùi tử quân ôm hông triệu tương nghi hạ giọng nói muội không búi đâu bị ca ca nhìn thấy làm sao bây giờ phiền phức lắm hơn nữa liên phải đổi xiêm y trang sức để không bị nhìn ra đầu mối lần này đến đây muội đâu có chuẩn bị xiêm y trang sức đâu triệu tương nghi liếc mắt nhìn bùi tử quân cái này dễ làm huynh giúp muội mua là được ở đây có mấy cửa hàng bán đồ trung nguyên hai mắt bùi tử quân sáng ngời coi như triệu tương nghi đáp ứng rồi muội không cần vậy muội chỉ có thể bôi cho lên mặt hoặc mang nón che thôi bùi tử quân nhéo hông triệu tương nghi nào có ai bá đạo như huynh triệu tương nghi chu môi nhỏ kháng nghị muội không còn cách nào khác đâu vì muội đã lên thuyền giặt. bùi tử quân búng nhẹ chóp mũi triệu tương nghi cười hề hề Triệu tư nghi không nói gì nhìn trời, nhưng khóe miệng nhếch lên, nụ cười hạnh phúc. Hai người đi dạo một hồi, xem náo nhiệt, trấn này không lớn lắm, nên không bao lâu đã đi dạo xong. Triệu tư nghi có chút lo lắng cho Triệu Hoàng Lâm, muốn về ngay để khuyên bảo, hai người quay về khách điếm. Vừa mới bước vào khách điếm, hai người liếc mắt đã thấy một nam tử đứng trước quầy. Đó cũng không là nam tử bị bùi tử quân đánh một quyền trên phố lúc nãy sao nam nhân đó cũng nhìn thấy bùi tử quân và triệu tương nghi nhất thời hoảng sợ sau bình thường trở lại khách điếm này là nơi duy nhất để họ nghỉ chân hơn nữa họ cũng không phải là người ở đây không ở khách điếm này thì ở đâu các vị hảo hắn chủ động bước đến chào hỏi dùng ngôn ngữ trung nguyên nên triệu tương nghi nghe hơn nữa nói còn lưu loát hơn cô gái xinh đẹp kia bùi tử quân ôm sát triệu tương nghi nhà nhạt, nhạt nhìn hắn để cho bọn ta qua ta trước đó không biết các vị ở đây nếu hiện tại đã biết như vậy mọi phí dùng của các vị ở đây đều miễn xem như ta bồi tội với các vị khéo miệng nam tử co rút không giống như sợ bùi tử quân lại giống như muốn làm bằng hữu với họ triệu tương nghi liền nhớ đến một câu ngạn ngữ không đánh không quen biết không cần bọn ta không thiếu chút tiền đó bùi tử quân cứng rắn tự tuyệt hảo ý của nam tử đó nga vậy cũng không sao lão bản nơi này là thân thúc thúc của ta các vị nếu ở đây không thích ứng cứ nói cho ta biết ta sẽ dẫn các vị đến nhà ta háo ra là một tên nhị thế tổ tuy nói không phải cách điếm do phụ mẫu mở nhưng y theo quan hệ cổ nhân thân thúc thúc chính là thân nhân thân nhất như vậy gia nghiệp sản nghiệp hắn cũng có thể dùng một chút triệu tương nghi thầm nghĩ bùi tử quân ôm eo nàng đi lên lầu hai Đi tới một nửa, bùi tử quân dừng chân lại, xoay người nhìn nam tử kia nói, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Rồi nhìn triệu tư nghi ôn nhu nói, muội cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm, nhớ kỹ bảo bích văn đóng chặt cửa, ở đây không thể so ở nhà được. Triệu tư nghi nhận thấy bùi tử quân không muốn mình tham dự vào, nên không nói, cực đầu, một mình lên lầu hai. Thật ra, Bùi Tử Quân chỉ là không muốn Triệu Tư Nghi tiếp xúc với nam tử này nhiều thôi. Nhìn thấy Triệu Tư Nghi vào phòng, Bùi Tử Quân thu lại ý cười, xoay người nhìn tên nam tử kia. Hai người đến đại đường lầu một, tìm một cái bàn ngồi xuống, vừa ngồi xuống, tên nam tử kia cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, công tử đối với vị hôn thê, thật đúng là săn sóc tỉ mỉ a. À. Bùi Tử Quân ngược lại chỉ liếc một con mắt nhìn hắn, dùng tiếng qua ngoại nói: đừng có đánh chủ ý gì lên người nữ nhân của ta. Tên nam tử kia giơ hai tay che ánh mắt như muốn ăn thịt người của bùi tử quân, nhún vai nói, ta đùa giỡn như thế, sau khi bị công tử đánh một quyền đâu dám nữa. Nga, quên tự giới thiệu mình, ta là Lam Tạp. Nam tử gọi là Lan Tạp giới thiệu mình. Ngươi không cần thiết biết tên ta làm gì. Bùi tử quân nhà nhạc trả lời Lan Tạp. Lan Tạp không thể làm gì khác hơn là nhún vai lần hai ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Bùi tử quân vào chủ đề chính luôn, Lan Tạp cũng không phải người xấu, chỉ là phương diện khác cầu nữ nhân quá hèn mọn. Lần này bị bùi tử quân cảnh cáo, cũng sinh ra vài phần kính ý, bắt đầu thành thật lắng nghe. Ở trong xã hội này, người quan ngoại đối với những người quý khí, có chút thân phận như người trung nguyên, vẫn luôn có một loại thái độ kính cẩn không rõ. Bùi tử quân khá thỏa mãn thái độ của Lan Tạp, tiếp tục nói, nhà của người buôn bán, nói vậy ở quan ngoại này, những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây ngươi hẳn biết rõ ừ công tử mời nói nghe nói ở trấn nam bình không xa có một nhà ở trung nguyên chuyển đến mới mở tú phường bùi tử quân hỏi chính là chuyện của tề uyển giao nếu chuyến này cùng triệu hoàng lâm đến đây nhất định phải cố hết sức giúp đỡ sớm tìm hiểu căn nguyên không đến mức chuyện tới trước mắt trở tay không kịp nga công tử nói đến như ý tú phường lan tạp thấy bùi tử quân có chút chuyện nhỏ đó cũng biết càng thêm lo sợ không tầm suy đoán thân phận người này trong mắt tùy nhiều thêm vài phần kính ý cũng gọi là như ý tú phường bùi tử quân ngưng mi vậy đúng rồi lão bản bọn họ sắp thành thân đúng không bùi tử quân luôn nghĩ chuyện tề uyển giao lập tức cả cho người khác rất đột ngột dù sao nàng ấy và triệu hoàng lâm có một đoạn tình cảm sâu như vậy nói muốn chắc là cách đức ai có thể tin được chứ Lúc Trần Vi gả cho vệ lâm, cũng nếm trải loại đau đớn tê tâm liệt phế đó. Đúng là có chuyện đó, hơn nửa hôn kỳ cũng gần, là bảy ngày sau. Lan tạp gật đầu. Không phải nói còn nửa tháng sau. Thế nào thoáng cái còn bảy ngày? Bùi tử quân kinh hải, từ nơi này chạy tới chỗ tề uyển giao bên kia ít nhất. Còn phải chừng mười ngày đường nữa, lúc đó chẳng phải là tề uyển giao đã gả cho người khác ư. Hử? bạn bè công tử sao? Bọn họ vốn là định là nửa tháng sau, có điều tân nương tử nóng ruột, tân lan đại gia vô pháp, điều chỉnh hôn kỳ lại lan tạp không hiểu, chỉ suy đoán bọn họ nhất định là bằng hữu của lão bản như ý phường, càng thêm kiên kỵ bùi tử quân. Người nói tân nương tử nóng ruột. Bùi tử quân bất khả tư nghị nói. Lan tạp gật đầu, đúng vậy, bọn họ thâm tình như vậy, tân nương tử lại mang. Ngươi không cần nói nữa. Bùi tử quân đột nhiên đứng dậy, ta chỉ muốn biết chút tin tức, không muốn hỏi thêm chuyện khác, một chút này xem như cảm tạ ngươi. Ta không thích thiếu nợ người khác, ngươi cầm đi. Bùi tử quân nói xong, liền từ trong ngực lấy ra 12 thỏi bạc. Lan tạp không có từ chối, người qua ngoại nhân đối với tiền tài và nữ nhân, đều vô cùng thẳng thừng, tuyệt không có chuyện chối từ một phen. Hắn nhận bạc bùi tử quân đưa, còn tính hỏi thăm, ta cũng đi tham dự tiệc cưới của họ, nếu các vị cũng đến đó, ta có thể hộ tống một đoạn, bảo đảm chạy đến đúng ngày hôn lễ. Công tử đồng ý không? Bằng xe ngựa của họ, thì phải mất 10 ngày mới đến trấn Nam Bình. Bùi tử quân đánh giá một phen tỉ mỉ, rồi nhìn Lan Tạp đầy nghi ngờ. Lan Tạp bật cười, không tin, thì không cần đồng ý, ta chỉ không nghĩ muốn nhận không nhiều tiền như vậy. Hắn quơ quơ bạc trong tay. Ta phải tương lượng với bằng hữu một chút bùi tử quân thản nhiên nói xoay người muốn đi lan tạp ở sau lưng hắn đột nhiên nhắc tới nữ nhân trên đường hôm nay là đường muội ta là con gái của lão bản khách điếm này nàng không có thói quen kiên nể công tử chớ để ở trong lòng ta thay nàng xin lỗi công tử thân hình bùi tử quân khẽ rung không quay đầu lại nói không có việc gì chỉ cần sau này nàng ta không xuất hiện trước mặt ta và vị hôn thê của ta là được ta nghĩ vị hôn thê của ta không thích nàng Bùi tử quân chạy đến phòng Triệu Hoàng Lâm, đêm đã khuya cũng không nghĩ tới Triệu Hoàng Lâm còn chưa ngủ. Mấy ngày nhai Triệu Hoàng Lâm ngủ không được tốt, nên hai mắt có hai quần thâm, sắc mặt tiều tụy, không còn lạnh lùng như thường ngày. Bùi tử quân thấy Triệu Hoàng Lâm như vậy, trong lòng hơi do dự, nếu bây giờ đem tin xấu nói cho Triệu Hoàng Lâm, Triệu Hoàng Lâm có sụp đổ hay không? Sau khi ngồi xuống, tinh tế nhìn Triệu Hoàng Lâm, rồi làm như bình thường. Lòng nói, Triệu Hoàng Lâm là ai nào có yếu ớt như vậy? Không phải có việc muốn nói với ta. Giọng nói Triệu Hoàng Lâm hơi khàn khàn, có chút vô lực. Ừ, ta đang suy nghĩ phải nói thế nào với người. Bùi tử quân suy tư. Triệu Hoàng Lâm nhìn bùi tử quân, sau ngã nằm lên bàn, suy nghĩ về chuyện của mình. Mấy ngày qua, trong đầu hắn là giọng nói và khuôn mặt tề uyển giao, vừa nghĩ đến việc người con gái này sẽ thành vợ người ta, từ này về sau chân chân chánh chánh không thuộc về mình nữa tim như muốn ngừng đập thật khó chịu ngô ngươi nếu đã chuẩn bị tâm lý xong bởi vì lời ta nói tiếp theo có thể khiến ngươi khiếp sợ chân tay lúng cuốn bùi tử quân suy nghĩ một chút quyết định nói ra ít nhất có thể để triệu hoàng lâm hòa hoãn chút triệu hoàng lâm ngồi thẳng người nhìn bùi tử quân mẫn cảm hỏi là về uyển giao không hổ là triệu hoàng lâm bất kỳ tình huống nào khả năng nhanh nhạy đều không giảm. Bùi tử quân cười, cực đầu lại than thở, nếu ngươi không sắc bén như vậy thì tốt biết bao. Sống cũng dễ dàng hơn. Đừng có lãi nhảy nữa. Triệu Hoàng Lâm vừa nghe là chuyện tề uyển giao, không khỏi có chút nóng nảy. Bùi tử quân dừng một chút, ngữ khí ôn hòa nói, hôm nay, ta và Tư Nghi ở trên đường xung đột với một người qua ngoại, nhưng không sao. Đây không phải là trọng điểm, lúc bọn ta về khách điếm, lại gặp người kia, ta nghĩ một chút hỏi hắn vài chuyện. Bùi tử quân nhìn Triệu Hoàng Lâm, nói tiếp, người đó nói, tuyển giao và ca ca nàng mở một tú phường tên như ý, mấy ngày nữa lão bản của tú phường thành thân, hơn nữa không phải là nửa tháng mà là bảy ngày sau. Triệu Hoàng Lâm hơi rung, ngón tay ngoắt lại, không thể tin nhìn bùi tử quân, môi miếm chặt không nói lời nào. Ngươi trước đừng có gấp, ta có một biện pháp giải quyết khẩn cấp này. Bùi tử quân không dám kéo dài thời gian, tiện đài đem đề nghị của Lan Tạp nói với Triệu Hoàng Lâm. Ta đã nói cho ngươi biết, ta có xung đột với một người quan hoại, bây giờ quan hệ giữa hai người bọn ta cũng tốt, hắn nguyện ý dẫn chúng ta đi đến Trấn Nam Bình, chỉ cần 6, 7 ngày đường là được, chúng ta có thể kịp thời ngăn hôn lễ. Đang lúc Triệu Hoàng Lâm vừa mừng mà vừa ghét Lan Tạp, Bùi Tử Quân rất trượng nghĩa lực chọn người này, mấy ngày tiếp theo, tạm thời chịu chút cái tính của Lan Tạp, với lại cũng phải chú ý an toàn của Triệu Tư Nghi, không thể để cho lan tạp quấy nhiễu nàng có thể tin được sao triệu hoàng lâm nhíu mày bây giờ mà ngươi còn quan tâm đến điều này sao bùi tử quân bật cười mà thôi vấn đề an toàn do ta phụ trách chỉ là đột nhiên ta không biết làm sao cho tốt triệu hoàng lâm một lần nữa nằm gục trên bàn hôn lễ đột nhiên dời lại chẳng lẽ uyển giao đã đoán được ta sẽ tối nên không cho ta ngăn cản hôn lễ của nàng mới dời lại ư nếu là thế, ta đến đó còn ý nghĩa gì nữa, cuối cùng vẫn không đoạt nàng về được. Ngươi quá lo lắng. Bùi tử quân Trấn An nói, chuyện không có như ngươi nghĩ đâu, may mà bây giờ chúng ta có thể chạy đến kịp, cũng không tính là muộn. Còn nữa, ngươi tới thì phải đi đến cùng, sao có thể bỏ dở giữa chừng, dầu gì, cũng phải gặp mặt hỏi rõ ràng. Triệu Hoàng Lâm nhìn bùi tử quân, xoa xoa trán của mình, thở dài, ta nghĩ, nếu như ta là uyển giao, nhất định phải khiến cho đối phương thương tâm, sau đó gả cho một người khác, khiến đối phương phải thống khổ, hối hận vì không giữ chặt mình. Đối với người từng vứt bỏ mình, ta sẽ không nương tay, cũng sẽ không cho đối phương một cơ hội để sửa đổi. Dừng một chút, Triệu Hoàng Lâm cười khổ, cho nên, so với ta, Nguyễn giao cỡ nào thiện lương? Ta có tư cách gì trách nàng? Thế nhưng Nguyễn Giao đâu phải là ngươi, cô ấy sẽ không quyết tuyệt như thế. Bùi tử quân vỗ vai Triệu Hoàng Lâm, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn phải đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, trời không tuyệt đường người. Tử quân, cảm ơn ngươi. Triệu Hoàng Lâm cảm kích bùi tử quân. Bùi tử quân thoải mái mà cười, sau này là người một nhà với nhau, nói cảm tạ cái gì. Triệu Hoàng Lâm cũng cười, sau đó tiễn bùi tử quân ra cửa phòng. Bùi tử quân lửng thững trở về phòng mình, đi qua phòng triệu Tư nghi, đứng ở bên ngoài một hồi, sau đó mặc niệm mộng đẹp, mới rời đi. Ngày hôm sau, lúc Triệu Tư Nghi biết bọn họ sẽ cùng Lan Tạp lên đường, không khỏi kinh ngạc. Lan Tạp cử chính là ngựa thuần dưỡng ở qua ngoại, tốc độ nhanh, lại thích ứng với khí hậu qua ngoại và đường đi nơi này. Bùi Tử Quân và Triệu Hoàng Lâm đều bỏ con ngựa ban đầu, đem ngựa ở xe ngựa đổi lại con khoái mã của Lan Tạp, tổng cộng hai con, tốc độ nhanh với trước không biết bao nhiêu lần. Còn những người khác lên xe ngựa, do A Quang lái xe, may mà không gian trong xe rất lớn, có thể chứa nhiều người. Lan Tạp ở bên ngoài dẫn đầu, cử khoái mã của mình, cũng đem một phần hạ lễ lớn. Cho nên nếu bọn họ tự mình đi, sẽ xa rất nhiều, đi đường nhỏ thì hung hiểm, bọn họ dù sao cũng lần đầu tiên đến đây, cũng không dám đi. Lần này do Lan Tạp dẫn đường, hắn quen đường, cũng không lo dọc đường nguy hiểm, lạc đường. Vì thế, lộ trình vốn là 10 ngày, lần này chỉ cần 6, 7 ngày. Triệu tư nghi nhàm chán ngồi trên xe, hỏi bùi tử quân, rốt cuộc là sao? Hôm qua không phải đánh hắn một quyền, sao hôm nay lại muốn hắn dẫn đường? Chúng ta không phải biết đường sao? Triệu tư nghi còn chưa biết hôn kỳ đã dời lại. Ngươi cùng người qua ngoại đánh nhau. Triệu hoàng lâm ngưng mi, chen vào một câu. Bùi tử quân giải thích, ta nói không sao, yên tâm, xuất môn ra ngoài, ta biết chừng mực, sẽ không làm hỏng đại sự ngược lại vừa nhìn về phía triệu tương nghi ngày hôm qua huynh hỏi lan tạp cũng là nam nhân bên ngoài kia từ chỗ hắn huynh biết tin xấu hôn kỳ của uyển giao sẽ làm vào 7 ngày sau bỏ ngày hôm nay chỉ còn lại có 6 ngày sau đó bùi tử quân đem sự tình nhất nhất kể lại cho triệu tương nghi nghe cái gì triệu tương nghi sau khi biết so với triệu hoàng lâm còn muốn kinh ngạc hơn mày nhíu lại vậy chúng ta bây giờ làm sao đây cho nên mới tìm người kia dẫn đường để kịp chạy đến. Biểu cảm trên mặt triệu hoàng lâm so với khóc còn khó coi hơn. triệu tương nghi đồng tình nhìn ca ca mình, vỗ vai trấn an. muội ta tin tưởng nguyễn giao tỷ tỷ sẽ không tuyệt tình như vậy, hoặc là cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân bắt buộc phải chọn, có thể tỷ ấy cho là mình vĩnh viễn mất đi ca. chỉ hy vọng như thế. triệu hoàng lâm cười khổ, thật ra bây giờ ca không dám hy vọng quá lớn, ca chỉ cầu có thể nhìn thấy cô ấy, thấy cô ấy hạnh phúc là đủ rồi mặc kệ lấy ai, chỉ cần cô ấy hài lòng. Nếu ngươi sớm giác ngộ một chút, thì chuyện này đã không xảy ra. Bùi tử quân rất không khách khí nói Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm không có cãi lại, cũng không có tức giận, chỉ muộn phiền ngưng mi. Bởi vì đi trên đường tắt đầy hiểm trở, dọc theo đường tình hình cũng không tốt mấy, sốc nảy đến cực điểm, thêm nữa khí hậu thất thường. Không đến mấy ngày Triệu Tư Nghi gầy một vòng, sắc mặt không tốt, Bùi tử quân nhìn đau lòng muốn chết, khi dừng lại trạm nghỉ chân, đều nói muốn cùng triệu tư nghi lưu lại, chờ nàng khỏe hơn, sẽ đuổi theo tới, bảo triệu hoàng lâm theo lan tạp đi trước, đến lúc đó bất kể như thế nào, tất cả mọi người sẽ tụ tập lại trấn Nam Bình. Triệu tư nghi vốn còn cậy mạnh đòi theo, để ca ca một mình đối mặt thì quá tà nhẫn, có nàng và bùi tử quân giúp đỡ phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng không nghĩ tới kết quả nàng kiên trì, lại khiến nàng té bất tỉnh. Bùi Tử Quân và Triệu Hoàng Lâm đều sợ hãi, Triệu Hoàng Lâm lo lắng cho sức khỏe Triệu Tư Nghi, nhưng lại không muốn dừng lại. Bùi Tử Quân nói mình sẽ chiếu cố Triệu Tư Nghi tốt, Triệu Hoàng Lâm lúc này đồng ý theo Lan Tạp đi trước. Bùi Tử Quân và Triệu Tư Nghi còn có bích văn lưu tại trạm nghỉ chân. Nơi này so với nơi trước còn hoang vu hơn, phá trước không xa là hoang mạc không điểm dừng, cho nên nước và rau quả nơi này đắt hơn bình thường. Cái trấn nhỏ này cũng chỉ có một cái khách điếm, hơn nữa so với khách điếm trước đó còn đơn sơ hơn nhiều. Bùi tử quân lo lắng cho sức khỏe triệu tư nghi, không có biện pháp chỉ đành phải ở tạm chỗ này, nếu còn cố gắng chạy đến trấn bên cạnh tìm chỗ dừng chân, không biết triệu tư nghi có thể chịu nổi không. Ở đây mặc dù khổ, cũng may có ăn có uống, có một nơi an tĩnh cho triệu tư nghi nghỉ ngơi. Thế nhưng, chờ bọn họ vào khách điếm rồi, lại gặp một vấn đề lớn. Phòng trong khách điếm quá ít, mấy ngày gần đây có khách nhân hay lui tới, phòng đều kín hết chỗ, chỉ còn lại một gian sương phòng đơn sơ. Bùi tử quân bất chấp, cắn môi, thanh toán vài ngày tiền đặt cọc. Bích văn đỡ triệu tư nghi hư nhược, mày đã nhíu lại, trong lòng âm thầm may mắn, cũng may mình đi theo, bằng không bùi thiếu gia cùng tiểu thư nhà họ cô nam quả nữ ở cùng một phòng, Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, làm sao tốt được. Tuy nói bọn họ có tình ý với nhau, chuyện thành thân cũng là sớm hay muộn, nhưng trước khi có danh phận, hai người phải tách xa nhau một chút, một ngày vượt ranh giới hậu quả không tưởng tượng được sẽ mang thương tổn lớn đến cho tiểu thư bích văn một đường suy nghĩ miên man ba người đi tới khách phòng bùi tử quân lúc này mới bình tĩnh nói một câu buổi tối ngươi chiếu cố tiểu thư cho tốt ta sẽ ở bên ngoài cửa có việc gì hãy gọi ta bích văn vốn còn đang nghĩ nên nói với với bùi tử quân thế nào nhưng cũng không ngờ bùi tử quân lại quân tử nói ra trước khiến bích văn không khỏi càng thêm xem trọng cô gia tương lai này sau khi việc ngủ nghỉ buổi tối giải quyết xong bích văn hơi lo lắng cho bùi tử quân dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu sao có thể ở nơi có điều kiện tệ như thế này sợ rằng chúng ta phải ở đây vài ngày bùi thiếu gia có thể ở được sao bích văn ngưng mi hỏi một câu cái này ngươi đừng lo lắng ta thấy ghế dài ở đại sảnh cũng tốt miễn cưỡng có thể trải qua mấy đêm chỉ cần tương nghi nhanh hồi phục là được bùi tử quân nhà nhạc nói ngươi mau nấu thuốc cho tiểu thư uống đi ta ở đây trông chừng cho. Dạ. Bích Văn dọn dẹp trong phòng một hồi, sau đó cầm thang thuốc ra ngoài. Bùi tử quân đỡ triệu tư nghi nằm trên giường, sau đó lẳng lặng ngồi cạnh mép giường nắm tay nàng, lo lắng. Trong phòng ám mùi, bùi tử quân hơi nhíu mày, sợ tráng triệu tư nghi nói, xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất muội mấy ngày. Triệu tư nghi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng nghe thấy đối thoại giữa bùi tử quân và Bích Văn, thể lực tiêu hao, nên nói không được nhiều. Nàng cả người hôm nay đều chóng mặt, người nhũng như bông nằm trên giường, mệt mỏi. Dạ dày không có gì, nhưng lại tiếp chặt, hơi khó chịu, hô hấp đều có chút trở ngại. Một lúc lâu, nàng mới hồi phục lại thể lực, mở miệng nói, không sao trước kia khi còn ở nông thôn, muội còn ở căn phòng kém hơn thế này. Giọng nói phù phiếm vô lực, mắt nhắm lại. Sau này sẽ không có thế này nữa. Bùi Tử Quân đau lòng nắm lấy tay nàng, dán trên mặt mình, huynh sẽ cho muội những điều tốt nhất. Ừ. Đừng lo lắng cho muội, không có chuyện gì đâu. Triệu Tư Nghi vừa nói, vừa cảm thấy mình quá vô dụng, mới có mấy ngày, người đã suy nhược thế này, xem ra sau khi trở về phải tăng cường rèn luyện thân thể, không thể lười biếng khiến thân thể suy nhược, dưỡng ra cái thân thể yếu ớt này. Không bao lâu, bếp văn bưng chén thuốc nóng hầm hập đi vào, Bùi Tử Quân tiếp nhận muốn đích thân đút cho triệu tư nghi bích văn bó tay đứng một bên lo lắng nhìn tiểu thư quỷ khuất tiểu thư rồi ở đây vừa bẩn vừa đơn sơ nước cũng không trong bàn nhà chúng ta nô tỳ lọc hồi lâu mới lọc được một ít cát vàng tiểu thư hãy uống đỡ chở khi về nô tỳ hảo hảo bồi bổ lại cho tiểu thư bích văn đau lòng nói triệu tư nghi gật đầu khổ sở uống chén thuốc mày không nhíu một cái thuốc đắng giả tật. Sau khi uống xong, tứ chi bách hài đều lành lạnh, cảm giác choáng váng đã giảm, thần trí cũng dần dần rõ ràng. Nàng vô lực nhìn Bích Văn, phân phó, ngươi cũng uống chút thuốc này đi, ta thấy ngươi mấy ngày nay chịu không được rồi. Bích Văn cảm thấy ấm áp trong lòng, ngọt ngào lên tiếng, chỉ cần tiểu thư không có việc gì là tốt, nô tỳ không có vấn đề. Ngươi cho là thân thể ngươi là sắc hả. Bùi tử quân đem chén thuốc đưa cho Bích Văn, lui xuống uống thuốc đi, ở đây có ta là được. Tạ ơn tiểu thư, ơn bùi thiếu gia. Bích Văn cung kính lui xuống. Chờ Bích Văn đi rồi, Triệu Tư Nghi mới cười nói, Bích Văn đối với muội toàn tâm, săn sóc tỉ mỉ, mấy năm nay đều nhờ cô ấy cả. Nhưng nghĩ lại, thân thể của muội không còn tốt khi ở nông thôn. Đừng suy nghĩ nhiều, uống thuốc rồi, muội thấy đỡ hơn nhiều không? Bùi tử quân nắm chặt tay Triệu Tư Nghi. Triệu tư nghi gật đầu, chỉ cần không ở trên xe sót nảy, muội tốt hơn nhiều rồi. Không nói gì nhìn trời, tiếp trước triệu tư nghi không có say xe, tiếp này lại say xe, còn là xe ngựa đường dài. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng có nghĩ nhiều, lúc này thân thể là quan trọng nhất. Bùi tử quân ôn nhu nói. Còn huynh, triệu tư nghi lo lắng nhìn bùi tử quân, vừa nãy muội nghe thấy, mấy buổi tối này huynh định sao trải qua xưa nay huynh chưa từng chịu khổ như vậy vậy thì huynh đổi với bích văn buổi tối ngủ với muội bùi tử quân thiêu mi triệu tư nghi rút ra tay mình ra trừng mắt nhìn bùi tử quân bây giờ huynh còn tâm tình để đùa giỡn à triệu tư nghi đương nhiên biết bùi tử quân nói không phải là thật nhưng mà bây giờ nếu có tư tưởng này dù chỉ có một lúc cũng xem như là đại nghịch bất đạo sẽ bị coi là làm loạn nhưng bùi tử quân chính đùa giỡn như vậy cũng khiến triệu tương nghi chấn kinh muội giận huynh bùi tử quân nói xong cảm giác câu nói đùa của mình quá càng rỡ mình và triệu tương nghi tuy có tình cảm với nhau nhưng bản thân triệu tương nghi là cô gái chưa lấy chồng sao có thể chịu nổi lời nói đùa này không có triệu tương nghi cười thật ra bản thân nàng cảm thấy lời nói đùa này không là gì uống thuốc xong muội muốn ngủ một giấc triệu tương nghi nói lại lần nữa nhắm hai mắt lại Ừ, muội ngủ đi, huynh ở đây trong ngươi. Bùi tử quân giúp triệu tư nghi dịch góc chăn. Một mùi vị xa lạ ập tới mũi, triệu tư nghi khó chịu nhíu mày một cái, hơi mở mắt ra lầu bầu nói, diễn trạch, muội không quen giường, huynh cho muội mượn tay áo được không? Ừ. Bùi tử quân ngay từ đầu vẫn chưa phản ứng kịp, một lát sau mới bừng tỉnh, đau lòng đưa tay ra, dùng tay áo che trước người triệu tư nghi trước ngực. Triệu Tương nghi vương tay nhỏ nắm một góc tay áo bùi tử quân, an tâm ngửi mùi hương mát lạnh, dần dần thả lỏng, tiến vào mộng đẹp. Triệu tư nghi không nằm mộng, sau khi tỉnh lại, trời đã sáng. Vừa mở mắt, đã thấy bùi tử quân ghé vào mép giường ngủ. Mà Bích Văn nằm ở trên một giường nhỏ không xa ngủ, nhưng không sâu, thỉnh thoảng mi mắt lại động mấy lần, lập tức cũng có thể tỉnh dậy. Triệu Tương nghi rất xin lỗi nhìn hai người, toàn bộ là do nàng cả, nên mới khiến hai người họ lo lắng. Nàng vương tay ra nhẹ nhàng mà xoa gò má bùi tử quân, da rất miệng, nên xoa rất thoải mái. Trước kia không có nhìn kỹ, lúc này nhìn gần, triệu tư nghi phát hiện hắn nhìn túng tú hơn thường ngày. Lông mày rậm, đường cong không thô, cũng không phải quá thanh tú. Mắt bất an nhắm, hình như mơ gì đó nên mắt cứ không ngừng chuyển động. Sống mũi cao, trên chóp mũi một điểm, nhẵn nhụi làm cho người khác đố kỵ, có thể nói hoàng mỹ. Kỳ thực triệu tư nghi thích nhất là môi bùi tử quân. Đường công gợi cảm, hồng nhuận, khẽ mím môi thôi đã thấy mê hoặc rồi, khiến nàng nhớ lúc bùi tử quân hôn mình. Hai gò má đỏ lên, triệu tư nghi lắc lắc đầu, ý đồ thoát khỏi cái loại cảm giác háo sắc này. Bùi tử quân dưới tình huống như vậy tỉnh lại. Triệu tư nghi lắc đầu, vẻ mặt lúng túng cứ như vậy không thoát khỏi tầm mắt hắn. Ngô, làm sao vậy? vừa tỉnh lại giọng nói bùi tử quân có chút khàn khàn nhưng nghe lại càng lộ vẻ mị hoặc hấp dẫn thân thể triệu tương nghi cứng đờ cảm giác vô lực lại truyền đến nhẹ nhàng nói không có việc gì huynh mệt không ngủ tiếp đi giờ còn sớm không ngủ huynh muốn chăm sóc muội bùi tử quân vương vai nhìn triệu tương nghi chằm chằm tối hôm qua huynh không có ngủ ở ngoài sao triệu tương nghi hỏi bùi tử quân lắc đầu vốn tưởng rằng muội chỉ ngủ một chút thôi huynh muốn ở đây cùng muội chỉ sợ muội tỉnh lại tìm không được huynh sẽ hoảng không ngờ muội ngủ một ngày đêm huynh cũng thấy mệt nên ngủ luôn bích văn có lẽ là không đành lòng đánh thức hai chúng ta nên không gọi muội cảm thấy tốt hơn rồi huynh đừng lo lắng nghỉ ngơi thật tốt đừng để mình mệt triệu tư nghi cười ngày mai chúng ta xuất phát đến trấn nam bình tính toán ngày hôn kỳ lập tức sắp đến muội đã như vậy, còn muốn đi sao? Huynh thấy còn mấy ngày thôi, dù sao chúng ta không theo kịp, cứ chờ muội khôi phục sức khỏe đã, rồi đổi lại đường lớn, đi dọc theo thị trấn sẽ tốt hơn nhiều. Bùi tử quân khuyên nhủ. Ai, đều là sức khỏe muội không tốt. Quyển giao tỷ tỷ chờ một chút. Triệu tương nghi nói, đang nói cũng hơi ngừng. Trong đầu đột nhiên có một ý niệm, nàng vốn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ không ra hôm nay thần trí rõ ràng, đột nhiên bắt được đầu mối, sâu chuỗi các chi tiết lại, kết quả lại khiến Triệu Tư Nghi vừa mừng vừa sợ. Nha, đột nhiên muội nghĩ đến một vấn đề mà chúng ta bỏ sót. Triệu Tư Nghi đột nhiên cất cao giọng nói, vui vẻ nói. Khiến Bích Văn giật mình tỉnh dậy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Triệu Tư Nghi bất chấp lễ nghi, nắm tay bùi tử quân nói, nguy rồi, ca ca một mình đến trấn Nam Bình, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta có lẽ chưa nghĩ đến điểm này. Là cái gì? Bùi tử quân không hiểu. Không phải trước đó Huynh nói với muội Lan Tạp nói cho Huynh biết, lão bản như ý phường có tin vui sao? Nhưng hắn lại không nói rõ là nam lão bản hay là nữ lão bản, người thành thân kia, rất có khả năng không phải quyển giao tỷ tỷ mà là ca ca quyển giao tỷ tỷ A Sâm ca ca nha. Bùi tử quân nghe xong, trầm mặt mấy giây, hai mắt đột nhiên tỏa sáng cũng đúng nha. Trước đó Huynh đã cảm thấy có cái gì không đúng với tính tình của Nguyễn Giao, làm sao có thể nhanh như vậy liền khát cả cho người khác. Bùi tử quân ngẫm lại lời nói của Triệu Tư Nghi, cảm thấy không phải không có lý. Nhưng mà nguy rồi, nếu như thật là như thế, ca ca nếu vọng động, đại náo hôn lễ, chẳng phải làm hư chuyện tốt của A Sâm ca ca. Đến lúc đó không phải là chọc trúng đại họa sao? Triệu Tư Nghi bắt đầu lo lắng dù có phá hư, nhưng còn tốt hơn việc tệ uyển giao gã cho người khác. Cái tên vệ lâm đáng chết, nếu người thành thân thật sự là A Sâm Ca, như vậy vệ lâm nói dối, cố ý kích động ca ca muội Triệu tư nghi dở khóc dở cười nói. Bùi tử quân ngược lại nhếch môi cười, cũng tốt, nếu sự thật đúng như thế, vậy công lao của vệ lâm cũng lớn lắm đây, nếu không phải hắn một tung một kích, với tính tình hoàng lâm không biết ngày tháng năm nào mới chịu đến qua ngoại, đến lúc đó, Nói không chừng lúc đó Uyển Giao đã làm vợ người ta rồi. Bên này, Triệu Hoàng Lâm rong rủi mấy ngày đường, đến ngày thứ bảy đã đến Trấn Nam Bình. Vừa bước vào Trấn Nam Bình, Triệu Hoàng Lâm liền ngăn trở lan tạp lại, ta muốn dùng 12 lượng hoàng kim mua thiệp mời của ngươi. Thiệp mời này cũng đắt nha. Lan tạp bật cười nói. Người qua ngoại xưa nay đặc biệt thích tiền tài cùng sắc đẹp. Hôm nay Triệu Hoàng Lâm vừa mở miệng đã đưa giá trên trời. Lan Tạp sao có thể không động tâm? Thiệp mời chỉ là một tờ giấy vô dụng, giờ dùng 12 lượng hoàng kim đổi lấy, hắn không đồng ý sao được. Ngoài ra, những lễ vật ngươi đem đến đây cứ cầm lấy, ta đã chuẩn bị phần lễ khác. Triệu Hoàng Lâm hiếp đôi mắt hẹp dài, tiện đà nói. Lan Tạp nghe thế, tâm hoa nổ phóng, không thể tin được nhìn Triệu Hoàng Lâm, chuyện này là thật. Ngươi không phải treo chọc ta chứ. Còn nữa, Ngươi khẩn trương muốn lấy thiệp mời như vậy sẽ không phải gây phiền toái gì cho ta chứ? Ta chỉ là muốn thiệp mời của ngươi, cũng không muốn giả mạo thân phận của ngươi. Nếu như ngươi không chịu, tự ta có biện pháp lấy thiệp mời từ trong tay người khác. 12 lượng hoàng kim đổi một tờ giấy, chuyện như vậy ta tin rất nhiều người nguyện ý làm. Triệu Hoàng Lâm khẩn trương vì hôn sự, cho nên cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Ta đáp ứng Lan Tạp không cần phải nhiều lời nữa chỉ lấy tiếp mời ra, chờ Triệu Hoàng Lâm thực hiện lời hứa. Khóe môi Triệu Hoàng Lâm nhếch lên, cười lạnh, tiện tay lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, ném vào tay Lan Tạp, ngươi có thể đi về, nhưng nếu ta phát hiện ngươi thu tiền, vẫn như cũ xuất hiện ở trên tiệc cưới, ta tự có biện pháp để cho ngươi hối hận. Từ khi bắt đầu nói chuyện, Triệu Hoàng Lâm dùng là ngôn ngữ qua ngoại. Từ khi Tề Uyển Giao đến đây, Triệu Hoàng Lâm mỗi ngày đều có nhiệm vụ là học tiếng qua ngoại, bởi vì hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày đến đây. Lan Tạp có chút kiên kỵ Triệu Hoàng Lâm, cùng Bùi Tử Quân, Bùi Tử Quân còn cơ trí, anh Minh. Mà Triệu Hoàng Lâm cũng khiến người ta âm thầm e sợ. Thu Nguyên bảo lại, cầm chắc lễ vật, Lan Tạp dắt ngựa rời trấn Nam Bình. A à qua như cũ không nói một lời đánh xe, một đường tìm đường đến như ý phường. Trấn Nam Bình giàu có nhộn nhịp, so với mấy cái trấn kia còn lớn hơn một chút, nhưng so sánh với độ phồn vinh của Trấn Thanh Hà Trấn, vẫn là xa xa không bằng. Triệu Hoàng Lâm nắm chặt thiệp mời đỏ trong tay, thiếu chút nữa đem nó xé rách. Nhưng mà trước mắt nó còn hữu dụng, không thể xé được. Hắn hít sâu một hơi, đem thiệp mời bỏ vào tay áo, một cách cũng không muốn nhìn. Lúc này Nguyễn Giao đang làm gì? Ngồi trước gương trang điểm, hạnh phúc cùng mỹ mãn để hỷ nương chảy đầu cho. Giá y của nàng rất đẹp đi kỹ thuật theo tốt như thế hẳn làm ra một bộ giá y ư nhã cũng không phải vì mình theo tề uyển giao lúc này có hay không thỉnh thoảng nhớ tới hắn với tâm tình thế nào thái độ sao đây hay là cảm thấy may mắn may mà tân lan không phải là triệu hoàng lâm may mà đã thoát khỏi bóng ma triệu hoàng lâm lắc lắc đầu đem toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực ném ra khỏi đầu thật đáng chết về mặt tình cảm hắn không suy nghĩ thấu đáo được, trong đầu luôn có tạp niệm. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng trong mắt Tề Uyển Giao có hắn mà thôi, cũng không muốn có thêm những tình huống bất ngờ nào xảy ra. Xe ngựa dừng lại trước cửa như ý phường. Người tới người đi rất náo nhiệt, đây được xem là nơi phồn vinh nhất trấn Nam Bình. Xuống xe, Triệu Hoàng Lâm kinh ngạc nhìn kiến trúc trước mắt. Một cái lầu các hai tầng, mặc kệ là hình thức, bài biện, hoành phi, còn có đủ loại trang trí, đều giống như như ý phường trước kia. Khóe môi vi câu, quả nhiên là nàng mở cửa hàng nha. Mặc dù từ biệt mấy tháng, thời gian không dài, nhưng Triệu Hoàng Lâm cảm giác như xa cách mấy đời. Quyển giao bây giờ hẳn đã khác trước. Có một cuộc sống mới, có lẽ đây là điều thích hợp nhất với tề quyển giao. Tầm mắt rơi xuống ở giấy màu đỏ dán trên cửa đã đóng chặt. Hôm nay lão bản có tin mừng, tạm ngừng buôn bán ba ngày. Triệu Hoàng Lâm nổi gân xanh, Hai tay nắm thành đấm. A Quang, đi tìm người hỏi một chút, nhà lão bản như ý phường ở đâu, tân nương tử đang chờ ở nơi nào. Triệu Hoàng Lâm không quay đầu phân phó A Quang, tầm mắt vẫn vẫn đặt trên tờ thông cáo tin mừng. Màu hồng chói mắt, đâm tim hắn thật đau. A Quang y mệnh làm việc, không lâu sau trở lại, kính cẩn báo cáo, nhà lão bản tú phường ở đây không xa, chúng ta đến đó chưa đến một khắc, nhưng mà tân nương tử ngồi chờ, lại cách chỗ này xa hơn nhiều chúng ta đến đâu đầu tiên? Tân nương tử ở nơi nào? Triệu Hoàng Lâm nhíu mày, xoay người nhìn A Quang. Ở một nơi gọi là Lệ Thủy Cát, ở nơi trung tâm trấn Nam Bình này, nghe nói là người quan ngoại có tập tục, phàm khi kết hôn, tân nương tử phải đến Lệ Thủy Cát ngồi chờ, để các nữ thần ở Lệ Thủy Cát phù hộ hôn nhân của họ được mỹ mãn hạnh phúc. A Quang giải thích một phen. Triệu Hoàng Lâm gật đầu một cái, môi khẽ mím, ngay cả tục lệ cũng sửa lại, quả nhiên là phu sướng phụ tùy đây. A à, quan Quang biết Triệu Hoàng Lâm lần này tới đây là có mục đích, cho nên lúc này đối mặt Triệu Hoàng Lâm lầm bầm lầu bầu, trong lòng vẫn kiên kỵ, không dám nói lung tung chọc giận hắn, chỉ yên lặng, chờ hắn trở lại. Trực tiếp đi lệ thủy các Triệu Hoàng Lâm thở dài một hơi, xoay người lên xe ngựa, tay của hắn rung dữ dội hơn, lúc nói chuyện, thanh âm đều là đang rung. Tâm thần bất định, bất an ngồi trên xe ngựa, càng tiến tới gần lệ thủy cát, hắn càng sợ hãi thêm qua miêu tả sinh động tề uyển giao lòng nàng thật không quay lại rồi tay phải vô thức chạm và túi thơm bên hông trí nhớ tựa như trở về một năm kia lúc ấy nàng khóc dùng hết dũng khí đưa túi thơm nhét vào tay mình hoàng lâm ca ca theo kỹ thô ráp xin đừng ghét bỏ từng chữ từng câu thiêu đốt lòng hắn khi đó hắn thật khờ a à, tại sao không trực tiếp giữ nàng lại lúc ấy nàng kính đáo đưa cho của mình không chỉ có một túi thơm thôi đâu mà còn có tình ý dạt dào chẳng qua là ngay lúc ấy mà nói phần tình ý kia sao mà ngượng ngùng sao mà bất đắc dĩ xe ngựa tiếp tục đi về phía trước lung la lung lay khiến tâm hắn thêm phiền loạn rốt cuộc đã tới lệ thủy cát triệu hoàng lâm lại không dám đi xuống a à, quan coi như là cơ trí nhảy xuống trước đi tìm hiểu tình hình cho rõ xung quanh xe ngựa rơi vào một bầu không khí âm trầm đáng sợ triệu hoàng lâm khẽ nhắm hai mắt nín thở ngưng thần tận lực bảo trì bình tĩnh rất nhanh a quang quay trở lại sắc mặt ngưng trọng nói hôm nay trong lệ thủy cát chỉ có một tân nương tử đang ngồi trong đó chính là hôn sự của như ý phường mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối mặt với nó tâm triệu hoàng lâm thật đau sắc mặt trắng bệch ngươi đợi ở chỗ này nhìn xe ngựa đi ta đi xem một chút triệu hoàng lâm phát hiện hai chân mình như nhũn ra nói chuyện đều không khống chế được run rẩy đây là mình sao chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ có bộ dáng như thế này quyển giao muội thấy không tất cả đều vì muội từng bước từng bước đi về phía lệ thủy cát tâm tình triệu hoàng lâm phập phồng may mà xưa này bình ổn nên mới có thể áp chế được bi thương trong nội tâm xuống buồn bã hối hận toàn bộ viết ở trên mặt triệu hoàng lâm đột nhiên cảm thấy buồn cười cách sống như vậy cũng tốt. Chí ít sẽ không mệt mỏi. Lệ thủy chắc rất lớn, nếu như không phải có rất nhiều người vây quanh, Triệu Hoàng Lâm phải ất thật lâu mới tìm được vị trí của tề uyển giao. Hắn cố che giấu tất cả tâm tình trên mặt, tận lực để cho mình tỏ ra bình tĩnh. Đám người kia vây ở đó là chuẩn bị giúp tân nương qua cửa, có nịnh hót, có tấu nhạc, còn có người khuân đồ cưới. Lúc này tân nương vẫn còn đang trang điểm, bọn họ tất nhiên ngồi chung một chỗ nói đùa đùa giỡn. Thấy Triệu Hoàng Lâm ăn mặt ưu nhã, bọn họ không có cảm thấy kinh ngạc ngạc nhiên, bởi vì này cuộc hôn nhân vốn là người qua ngoại cùng người Hán kết hợp. Có thêm mấy bằng hữu người Hán tới, cũng là bình thường thôi. Triệu Hoàng Lâm rất nhanh từ trong đám người phát hiện một thân ảnh chói mắt. Người này không tính là anh Tuấn Tiêu Sái, nhưng khiến người ta nhìn cảm thấy rất thoải mái, thành thật, nhìn giống như là người có thể dựa vào mặc một thân áo bào đỏ sậm, là y phục của người qua ngoại, nhìn khuôn mặt cử chỉ, chính xác là người qua ngoại không thể nghi ngờ. Đi theo đám hán tử, khỉ nương chờ ở chỗ này, lại mặc hồng y, gương mặt vui sướng hỷ khí. Nhất định là Tân Lan hôm nay không thể nghi ngờ. Triệu Hoàng Lâm dừng tại chỗ, cẩn thận quan sát nam tử đó, hắn ta đang cùng một hỷ nương nói đùa đùa dẫn, đều nói tính tình người qua ngoại đều phóng khoáng, coi tiền tài, sắc đẹp như sinh mệnh của mình, không quan tâm tình cảm, dĩ nhiên thê thiếp có bao nhiêu chính là minh chứng mình có bao nhiêu của cải. Người đàn ông này có như thế không? Nếu như hắn ta vừa cưới Nguyễn Giao xong, lại lập tức cưới vợ bé, như vậy Nguyễn Giao chẳng phải đau lòng đến chết sao? Nguyễn Giao không phải là mắt mù, nên mới tùy tiện tìm một người đàn ông khác để gả chứ. Vì có thể thoát khỏi bóng ma hắn mang đến cho nàng. Triệu Hoàng Lâm nắm chặt hai quả đấm, ẩn ở trong tay áo, nếu như kết cục đúng như hắn dự đoán, như vậy sẽ không cho phép xảy ra. Lặng lẽ tránh khỏi đám người kia, đi đến một căn phòng yên tĩnh ở trong lầu cát. Chỉ vì nơi đó giăng đèn kết hoa, còn có hỉ nương canh cửa, Triệu Hoàng Lâm mới suy đoán, đây là nơi tân nương đang ngồi chờ. Hắn từng bước tiến gần, vừa nghĩ tới lập tức sẽ gặp tề uyển giao, tim hắn nhảy loạn, đau đớn khôn cùng. Hỉ nương giữ cửa, chưa từng gặp qua Triệu Hoàng Lâm, lại nhìn hắn ăn mặc như người Hán, mỉm cười, dùng tiếng Trung Nguyên không thành thục nói, nơi này, nơi này không thể vào. Là chỉ vào đây là nơi tân nương tử trang điểm, người rảnh rỗi không thể vào. Triệu Hoàng Lâm nháy mắt mỉm cười, khỉ nương thấy ngơ ngác cả ra, có loại cảm giác như như một xuân phong, bà rất ít khi gặp một nam tử nho nhã, tuấn tú như vậy, qua ngoại bên này phần nhiều là đại hán ma nhân. Vị cô nương này, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, chỉ vì ta là bạn cũ ở trung nguyên của tân nương tử, biết hôm nay nàng thành thân, đặc biệt tới chúc mừng, chỗ này ta có một phần đại lễ đặc biệt tặng cho nàng, còn làm phiền phiền vị cô nương này mở lòng từ bi, cho ta vào trong gặp tân nương tử, ta có thiếp mời làm chứng. Triệu Hoàng Lâm dùng tiếng qua ngoại thuần thục ôn hòa nói. Hỷ nương ước chừng 30 tuổi, vừa nghe Triệu Hoàng Lâm dịu dàng gọi mình là cô nương, nhất thời mềm lòng. Lại thấy Triệu Hoàng Lâm nhìn chính trực, còn có thiếp mời làm chứng, lập tức gật đầu như bầm tỏi, mời vào bên trong, mời vào bên trong lần này là nói tiếng qua ngoại. Triệu Hoàng Lâm vào trong, lập ức thu lại nụ cười giả dối trên mặt. Lòng nói, còn may bùi tử quân chỉ điểm. Vừa vào lầu cát, Triệu Hoàng Lâm chán ghét nhìn những thứ ồ trang trí giăng đèn kết hoa này. Hắn rất nhanh tìm được nội các tân nương tự ở, bên trong chia ra có hai vị hỷ nương đang giúp tân nương tự trang điểm. Làm Triệu Hoàng Lâm kinh ngạc chính là, tân nương tử mặc giá y hẳn là kiểu dáng của trung nguyên tất cả đồ trang sức trang phục vân vân cũng đều theo tục lệ trung nguyên bên kia nhìn lại kia hình theo trên giá y không phải là kỹ thuật theo của tề uyển giao sao trừ nàng còn có ai thích theo thùa may vá còn thách đồng tâm kết ở đây tim triệu hoàng lâm tâm như bị dao đâm nhìn tân nương tử đưa lưng về phía mình trong lúc nhất thời có ngàn vạn ngôn ngữ lại hết thảy không nói ra miệng nàng chân chính tìm được hạnh phúc của mình đi, ngay cả giá y đều là tự mình theo, chắc là ôm theo tâm tình ngọt ngào, mong đợi mới có thể như thế a. À. Ta là bạn ở trung nguyên của tân nương tử, làm phiền các vị tránh một chút, ta muốn ôn chuyện với nàng. Triệu Hoàng Lâm lần nữa dùng tiếng qua ngoại nói với hai hỷ nương kia. Hai vị hỷ nương bị làm khó nhìn Triệu Hoàng Lâm, lại nhìn tân nương tử. Tân nương tử vẫn như cũ đưa lưng về phía Triệu Hoàng Lâm, gật đầu một cái, hỷ nương đành phải lui ra, tân nương tử ngược lại cầm khăn vang trên bàn trang điểm đội lên. Nàng xoay người lại nhìn Triệu Hoàng Lâm, có điều hai bên không thấy mặt nhau. Triệu Hoàng Lâm vuốt ngực của chính mình, cười khổ một hồi, bước vài bước liền dừng tại chỗ, không có bước thêm bước nào nữa. Nhìn cũng không muốn nhìn huynh một lần sau, còn đơn thuần muốn vì trượng phu của muội thủ tiết. Vô luận là điểm nào, muội làm vậy đều vô ích, vì người muội thương chính là huynh. Lời như vậy, nếu là triệu hoàng lâm ngày trước tuyệt sẽ không nói ra nhưng ngày hôm nay hắn không chút nào suy nghĩ chỉ đem nỗi khổ trong lòng nói ra hết không thể không buồn nôn hai người yên lặng được một lúc bởi vì gia nhân đối diện đội khang vang khiến hắn không nhìn thấy vẻ mặt đối phương quyển giao muội nói gì đi chứ giọng triệu hoàng lâm nháy mắt liền mềm nhũn ra huynh sai rồi triệu hoàng lâm lẩm bẩm nói huynh thật sự mười phần sai Huynh có tư cách gì trách muội? Huynh có cái gì tư cách mắng muội, vứt bỏ muội? Huynh nói muội thay đổi, nói muội độc ác, xấu xa, nhưng cuối cùng so với huynh, muội vẫn hoàn mỹ hơn nhiều, vì sao lúc ấy huynh lại ngu xuẩn, để ý những thứ kia chứ? Sau khi biết tin muội tự sát, cả trái tim huynh như trống rỗng, không biết nên đi nơi nào, không biết nên đi tìm người nào. Cuộc ống ấy làm huynh mất hết niềm tin, đến bây giờ huynh vẫn thấy khó khăn mà quên đi. Triệu Hoàng Lâm hướng Tân Nương tự tiếp tục nói là từ khi đó Huynh mới chính thức tỉnh ngộ thì ra Huynh để ý muội nhiều như thế không thể rời bỏ muội Nhưng muội lại theo ca ca đến qua ngoại Huynh biết rõ sự lựa chọn của muội chính là muốn nói cho Huynh biết Huynh vĩnh viễn mất đi muội Trước kia Huynh cũng để ý muội chẳng qua là khi đó Huynh đang chìm đắm trong cảm giác báo thù quyền lợi, thành tựu Huynh bởi vì những thứ phù du đó không để mắt đến muội Đến bây giờ, huynh vẫn nghĩ nếu lúc đó huynh quan tâm đến muội nhiều hơn lập tức cưới muội có phải hay không hết thảy đều sẽ thay đổi ít nhất vào giờ phút này người nam nhân mà muội vì yêu mà mặt giá y là huynh cứ không phải là tên không thành thật đó tên nam nhân cùng hỉ nương cười đùa quyển giao muội nói gì được không triệu hoàng lâm có chút nóng nảy đối phương càng yên lặng không nói gì lại càng lòng hắn hoang mang nếu như nàng chửi mình mấy câu thậm chí khóc chạy tới đánh mình đều đủ chứng minh trong lòng nàng còn có hắn cho dù là hận cũng cuối cùng cũng có hắn nhưng lúc này đây không nói một lời thật dọa hắn sợ hãi chẳng lẽ nữ nhân này thật đối với mình tuyệt tình đến vậy sao quyển giao từ việc mấy tháng muội nhất định không biết huynh thay đổi rất nhiều huynh không phải là người theo đuổi khuôn phép trước đây nữa rồi huynh trở nên điên cuồng trở nên ngây thơ đây hết thảy đều là bởi vì muội Quyển giao, huynh yêu muội, muội có thể yêu huynh lần nữa không? Hai tròng mắt Triệu Hoàng Lâm đều đỏ, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được, khi hắn nói xong câu này, ý nghĩa liền khác, hết thảy đều kết thúc. Hắn chân thành tha thiết thổ lộ, chỉ là một lời cáo biệt mà thôi. Triệu Hoàng Lâm không nói thêm gì nữa, chỉ si ngốc nhìn gia nhân trước mắt. Hắn từng bước từng bước tiến lên, vào giờ phút này, hắn có một nguyện vọng mãnh liệt, tự mình vén lên khăn vang, nhìn thấy khuôn mặt đỏ của nàng. Cảnh tượng như vậy thường hay xuất hiện trong các giấc mộng, chẳng qua là trong mộng hai người đều nhìn nhau cười, mà lúc này, trên mặt của hắn, trừ thống khổ, không còn gì khác. Để cho huynh nhất khăn lên đầu tiên đi, từ nay về sau, huynh sẽ không nhất khăn hỉ của ai nữa, tuyển giao nếu muội thật tâm thích nam nhân kia thì hãy gả cho hắn, huynh chúc muội hạnh phúc tay mới vừa duỗi tới khang vang tân nương tử đứng lên giật mình lui về phái sau thở mạnh dùng tiếng quan ngoại ngàn vạn đừng nhấc lên theo tục lệ trung nguyên cái này phải để phu quân ta nhấc lên triệu hoàng lâm tâm động thái độ cũng thay đổi từ khi nào uyển giao học cách nói chuyện xa lạ thế này hơn nửa giọng nói có hơi khang khác này 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 ngươi không phải là nghe hiểu tiếng quan ngoại cứ không phải nói vô cùng tốt sao thế nào lúc này không nói ta cho ngươi biết a à, ngươi ngàn vạn không được nhấc khăn hỉ này lên nếu không ta liều mạng với ngươi tân nương tự tiếp tục dùng tiếng qua ngoại điên cùng thô lỗ nói với triệu hoàng lâm thần sắc triệu hoàng lâm khẽ biến ngược lại chỉ về phía nàng ta lớn tiếng nói ngươi không phải là uyển giao ta đương nhiên không phải rồi tân nương tự khí thế hùng hồn nói vậy sao cô không nói sớm triệu hoàng lâm ức giận nghĩ đến vừa rồi mình thao thao bất tuyệt không ngừng hắn thật hối hận vì không suy nghĩ mà nói nhiều như thế lại bị một kẻ không quen biết nghe thấy gây ra một chuyện cười ngươi có hỏi ta sao tân nương tử buồn bực nói nhưng lát sau lại cười hì hì ngươi nói rất là cảm động nhưng tiếc là đã tìm nhầm người người rốt cuộc là ai biển giao ở đâu triệu hoàng lâm lo lắng hỏi thấy cục diện không giống như mình đã nghĩ hắn vừa vui vừa mừng ngươi là triệu hoàng lâm chứ tân nương tử không trả lời vấn đề của triệu hoàng lâm cười hỏi biển giao thường nói với ta về ngươi theo ta thấy ngươi cũng đâu phải là người xấu nể tình thành ý của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ không đánh ngươi. Triệu Hoàng Lâm khóe miệng vi rút ra, về sau đen gương mặt trầm giọng nói, Vĩ Ngọc rốt cuộc ở nơi nào? Mùi ấy vẫn luôn ở đây. Tân Nương tử cười càng hăng hái hơn, lúc ngươi vừa tới, mùi ấy đang ở trong phòng chuẩn bị phấn son cho ta, có thể là thấy ngươi tới, nên không muốn đi ra gặp ngươi thôi. Quyển giao, muội đi ra đi. Tân Nương tử đột nhiên nghi người, gọi người phía trong bằng tiếng Trung Nguyên. Trèm phòng trong khẽ động, tim triệu hoàng lâm đập nhanh. Tề Uyển Giao đang cầm một vài hộp phấn son, người mặc một bộ váy ngắn màu hồng nhạt, một tay vén rèm, kinh ngạc mà nhìn triệu hoàng lâm. Tề Uyển Giao đặt hộp phấn son trên bàn trang điểm, hướng tân nương tử nói xin lỗi, thật sự xin lỗi, tẩu tử, chỉ vì muội mà đã phá hư hôn sự của tẩu rồi. Không có sao, mau đuổi theo hạnh phục của muội đi tân nương tự cách một tấm khăn hỉ nháy mắt với Tề Uyển Giao. Tề Uyển Giao mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Triệu Hoàng Lâm, đi ra ngoài nói chuyện, đừng ở chỗ này làm phiền người ta. Tâm tình Triệu Hoàng Lâm lúc này khó nói lên lời. Thấy khẩu khí của Tề Uyển Giao thay đổi, trong lòng lại càng thêm vui mừng, gật đầu một cái, theo Tề Uyển Giao. Tân nương tử đó là tẩu tử muội Hai người tới một bãi cỏ ở lệ thủy cát, nơi này xuân ý dồi dào, không khí mát mẻ, gió nhẹ ấm áp. Tề Uyển Giao đứng lại, gật đầu một cái, ấy là con gái tộc trưởng ở đây, tính tình sáng sủa hoạt bát, cùng ca ca tình đầu ý hợp. Triệu Hoàng Lâm thoải mái thở phào nhẹ nhõm, thì ra là hôm nay người thành thân là ca ca muội huynh còn tưởng rằng. Vừa nói nhìn về phía tề uyển giao, thoải mái nói, thật sự là quá tốt. Sau đó, lại như nghĩ tới một chuyện, lặng lẽ cúi đầu thầm mắng một tiếng, vệ lâm đáng chết, nhìn ta trở về xử ngươi thế nào đây? muội chưa từng nghĩ tới, huynh sẽ đến qua ngoại tìm muội tề uyển dạo ngước mặt lên hốc mắt tràn đầy nước mắt tâm triệu hoàng lâm nháy mắt liền mềm mại uyển giao thật xin lỗi huynh đã cô phụ muội có thể tha thử cho huynh không tề uyển giao cúi đầu im lặng triệu hoàng lâm tâm động lập tức đến gần tề uyển giao vương hai tay nắm chặt vai nàng trong lòng muội vẫn còn oán hận huynh đúng không hai vai tề uyển giao hơi rung nước mắt không tiếng động rơi xuống trên bãi cỏ kinh ngạc ngẩng đầu lên muội sao mà dám oán huynh người làm sai là muội muội nói huynh như vậy là oán huynh ánh mắt triệu hoàng lâm như mờ mờ bỗng nhiên sáng lên không sao uyển giao huynh nguyện ý dùng cả đời để muội trách phạt huynh vừa triệu hoàng lâm ở lầu các thảo luận những lời này tề uyển giao toàn bộ đều nghe được hôm nay nghe nữa hắn trịnh trọng như vậy hứa hẹn nội tâm của nàng cũng kịch liệt tránh ghim muội phải đến giúp tổ tử hôm nay là đại hôn của ca ca, mặc kệ là chuyện gì, cũng phải sau hôm nay hãy nói. Tề Uyển Giao vội vội vàng vàng bỏ qua Triệu Hoàng Lâm, xoay người nhấc váy chạy vào trong. Nhìn bóng lưng Tề Uyển Giao, trong lòng Triệu Hoàng Lâm thoáng qua một cảm giác mất mát, hắn nhìn thiệp mời lấy từ trong tay áo ra, tinh tế mở ra nhìn, trên mặt đầy ý cười, thì ra là thế, nếu như trước đó hắn mở thiệp mời này ra trước, cũng không cần phí nhiều tinh lực như vậy. Tân Nương tự trang điểm xong, được hỷ nương và tề uyển giao nâng ra ngoài nội các bước lên kiệu hoa của người hán mà nam tử mặc hồng y cười ha hả lúc nãy cũng cười ha hả cưỡi ngựa đi sau kiệu hoa trên mặt là ý cười sung sướng hắn là thân ca ca của tân nương tử là một thành viên của đội hộ tống để tỏ sự vui ve mới cố ý mặc xiêm y màu đỏ sậm nên triệu hoàng lâm mới hiểu lầm là tân lan đường nhìn của triệu hoàng lâm vẫn không rời khỏi người tề uyển giao không nhìn không biết vừa nhìn liền tức chết người Bên người tề uyển giao chẳng biết từ khi nào có lượng rùi bu vây quanh. Trong mắt bọn họ ái mộ cùng thưởng thức, Triệu Hoàng Lâm vừa nhìn đã hiểu là ý gì. Tề uyển giao lúc nhìn hắn, cũng chỉ liếc mắt một cái, sau đó cùng đám người kia cười đùa. Nàng đây là đang kích thích hắn sao? Triệu Hoàng Lâm đột nhiên bước nhanh về phía trước, một phen kéo tề uyển giao đến xe ngựa của mình, thế nhưng khí lực của tề uyển giao không lớn bằng Triệu Hoàng Lâm, đành phải để hắn kéo đi những người còn lại vốn muốn giúp tề uyển giao nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của triệu hoàng lâm liếc qua tề uyển giao cũng nói mình không sao nên không ai dám vọng động cũng không để ý tới nữa chờ tề uyển giao bị ôm lên xe ngựa mấy tên nam nhân qua ngoại ái mộ tề uyển giao đều cúi đầu hít một hơi thật sâu a à, quan đánh xe triệu hoàng lâm mới nhìn tề uyển giao mở miệng nói không nên tiếp thích huynh huynh không thích nếu có ý tưởng ấy hãy dùng phương pháp khác huynh không thích muội nói cười với mấy tên nam nhân khác tề uyển giao khó mà diễn tả được cảm động trong lòng chỉ là nhớ lại triệu hoàng lâm trước đây trong lòng của nàng vẫn còn sợ hãi mặc dù giờ này khắc này trong lòng của nàng đích xác còn có hắn thế nhưng nàng cũng sợ a à. nàng sợ mình đáp ứng trở về cùng hắn kết quả sẽ bị người ta phỉ nhổ đến lúc đó tìm ai để tố khổ đây cho nên mới muốn suy nghĩ cho thật kỹ thậm chí còn cố ý dùng vài động tác kích thích hắn thử thiếu chút nữa muội quên mất huynh không thích muội sử dụng thủ đoạn tề uyển giao bình tĩnh nói không nhìn triệu hoàng lâm nàng càng không dám nhìn vào mắt hắn chỉ sợ nhìn lâu sẽ không duy trì được sự lãnh tĩnh mà mình cố ý bày ra muội nói như vậy khiến huynh càng thêm hổ thẹn triệu hoàng lâm nắm lấy tay tề uyển giao phản ứng đầu tiên là nàng muốn rút tay lại lại bị triệu hoàng lâm nắm càng chặt hơn đã buông tay một lần nếm loại đau khổ đó huynh sẽ không buông tay lần nữa đâu Triệu Hoàng Lâm nhìn Tề Uyển Giao, thâm tình nói. Tề Uyển Giao cảm giác tay hơi run, nước mắt như muốn rơi xuống, nàng cứng rắn nhịn xuống, nhưng không kiềm chế được. Một tiếng bốt vang lên, vừa lúc đánh vào mu bàn tay của Triệu Hoàng Lâm, nóng rát, từng chút từng chút đâm vào lòng Triệu Hoàng Lâm. Uyển Giao, muội nhớ kỹ, từ nay về sau huynh sẽ chỉ là muội cười. Triệu Hoàng Lâm vươn tay ra giúp Tề Uyển Giao lau nước mắt trên mặt, hắn đem tất cả nước mắt khổ sở tương tư nhét vào bụng, lại sợ tề uyển giao kịch liệt phản kháng. Phải từ từ, không gấp được, đã từng bị tổn thương, không phải một, hai ngày là chữa được hết. Xe ngựa cứ đi về phái trước, hai người cứ như vậy đối mặt với nhau không nói lời nào, tề uyển giao vẫn cúi đầu. Tay nàng vẫn bị Triệu Hoàng Lâm nắm lấy, có thể tin tưởng cảm thụ được độ ấm áp từ bàn tay Triệu Hoàng Lâm truyền tới. Tim nàng đập thật nhanh, một khắc kia khi xe ngựa dừng lại, mới hồi phục lại bình tĩnh. Đến rồi, cảm ơn huynh đã cho muội đi nhờ, muội phải đến chúc mừng ca ca. Tề Uyển Giao bắt đầu hốt hoảng lấy tay Triệu Hoàng Lâm ra, sau đó tự mình xuống xe. Triệu Hoàng Lâm cũng lập tức xuống theo, hắn cũng không muốn để người khác nhanh chân đến trước. Tiệc cưới tổ chứa ở trong nhà Tề Sâm, lúc này trong trạch viện, từ lâu đã gian đèn kết hoa, không khí vui mừng dào dạt Tề Sâm là tân lan nên bận rộn không ngừng được tất nhiên là không biết chuyện chuyện Triệu Hoàng Lâm đến. Triệu Hoàng Lâm khéo léo đưa thiệp mời, thoải mái mà vào phủ đệ. Diện tích tòa trạch viện này rất nhỏ, đủ để tề sâm và vợ ở, coi như là rộng rãi. Triệu Hoàng Lâm không để ý đến bài biện nơi này, tâm chỉ đặt trên người tề uyển giao. Nhưng tề uyển giao lúc này lại đang đứng giữa đám người, nhiệt tình mỉm cười nhìn một đôi tân lang tân nương kết hôn theo tục lệ trung nguyên. Tân nương tử tuy là người qua ngoại, nhưng cũng biết tục lệ, văn hóa Trung Nguyên, lại vì coi trọng trưởng phu tề sâm này, nên muốn tổ chức một hỗn lễ long trọng theo tục lệ Trung Nguyên. Sở dĩ, tất cả bài biện, ăn mặc, đều dựa theo tục lệ bên Trung Nguyên mà làm, giá y cũng không ngoại lệ. Giá y này là do tề uyển giao làm cho tổ tử, tuy nói giá y phải chính tân nương làm mới tốt, thế nhưng tổ tử là người ở đây, với phương diện theo thùa có kiếm khuyết lớn, lại không muốn mua tú phẩm người ta làm sẵn, nên đến nhờ tề uyển giao giúp. Đây cũng là lý do mà Triệu Hoàng Lâm vừa mới nhìn bộ giá y đó mà kiếp sợ đến vậy, dẫn đến hiểu lầm lớn. Tân Lan, Tân Nương đang bái đường, Triệu Hoàng Lâm đi tới bên cạnh Tề Uyển Giao bên người, lén lút nắm tay nàng. Tề Uyển Giao hơi ngạc nhiên, kinh ngạc quay đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm sau lưng, nhưng thấy hắn ở giữa náo nhiệt, ồn ào của lễ cưới, trịnh trọng mà nghiêm túc nói với Tề Uyển Giao, Uyển Giao, hãy tin tưởng huynh một lần, cả cho huynh được không? Giọng nói hình như dần trở nên yếu xìu giờ khắc này ở bên tai nàng trong lòng cũng chỉ có câu nói như vậy đó là lời nói nàng mong mỏi muốn nghe cũng không dám hy vọng xa vời nàng vì câu nói đó hứa hẹn kia đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn từng suy nghĩ nhiều cách hại người khác bây giờ khi thật sự nghe câu nói này nàng lại cảm thấy sợ người đàn ông này a à, thay đổi quá nhanh nàng sợ hắn hứa hẹn luôn luôn để cho nàng tràn ngập trong mong muốn cuối cùng lại để nàng xuống vực sâu nội tâm đau không chịu nổi cái loại cảm giác này nếm một lần là tốt rồi nàng không muốn nếm lại lần hai hơn nữa lòng nàng còn đang bị thương chưa tốt lên theo huynh đi triệu hoàng lâm dẫn tề uyển giao rời đi chúng ta đến một chỗ yên tĩnh hảo hảo nói chuyện muội nói cho huynh biết huynh phải làm thế nào mới có thể khiến muội tin tưởng huynh lần nữa tha thứ cho huynh giọng triệu hoàng lâm giống như mang theo mê hoặc tề uyển giao cứ bước đi theo thần không biết quỷ không theo hắn ra khỏi trạch viện. Triệu Hoàng Lâm không cho A Quang đánh xe đi theo, tự mình cùng Tề Uyển Giao đi bộ, hai người không mục đích cứ đi về phía trước. Đi đâu vậy? Tề Uyển Giao bị Triệu Hoàng Lâm nắm tay, vừa đi vừa suy nghĩ. Tìm một nơi để nói chuyện. Triệu Hoàng Lâm tìm kiếm xung quanh, vừa đáp Tề Uyển Giao. Tề Uyển Giao thấy Triệu Hoàng Lâm như thế cũng kinh ngạc, vì trước đây triệu hoàng lâm sẽ không vì một việc nhỏ như vậy mà khẩn trương bình tĩnh lại nàng mỉm cười mặc cho triệu hoàng lâm nắm tay không biết đi đâu cuối cùng hai người dừng lại bên cạnh bờ hồ xanh biếc cứ thế mà đứng đó triệu hoàng lâm đang đợi đáp án tề uyển giao đang suy tư nên nói đều nói rồi triệu hoàng lâm không dám nói thêm nữa sợ tề uyển giao cảm thấy phiền não bây giờ hắn chỉ chờ một đáp án Kết quả thế nào cũng chờ nghe Hắn thầm quyết định Nếu Tề Uyển Giao chấp nhận lời hứa của hắn Bọn họ trở về lập tức thành thân ngay Còn nếu nàng không nghe theo Hoặc do dự Vậy hắn sẽ mạnh mẽ bắt trói nàng Cường thế bắt nàng phải cưới Hắn không tin Nàng đã chết tâm Không còn một ti lưu luyến với hắn Nhất định còn Chỉ là có nguyên nhân nào đó ràng buộc nàng Đang xuất thần suy nghĩ Môi hắn đột nhiên nóng lên Cảm giác ướt ác mềm mại nhất thời truyền đến Triệu Hoàng Lâm mở to hai mắt Nhìn gương mặt tề uyển Giao gần trong gan tất Da thịt của nàng trắng như tuyết Vô cùng miệng màng Đầu lưỡi hình như thắt lại Hắn thẫn thờ cảm thụ chuyện đang xảy ra Tề uyển Giao nàng Chủ động hôn hắn Loại cảm giác này Giống như là bốn phía đột nhiên nở trăm nghìn đóa hoa Vui sướng không thể nói được Hết phần 12 Mời các bạn đón nghe phần 13